Cháp 616, Thẩm Lãng, ngươi không thể cứu vớt Văn Minh, cũng không thể cứu vớt thế giới, ngươi quá yếu đuối. Sau lời nói đó, Khương Ly phóng ra một lực lượng tinh thần mạnh mẽ, dùng hết sức để nghiền nát linh hồn của Thẩm Lãng. Đúng vậy, đó chính là việc nghiền nát trực tiếp. Đó là một linh hồn tinh thần mạnh mẽ hơn, đè ép lên linh hồn yếu hơn. Khương Ly không ngừng nuốt chừng, nuốt chừng đến giới hạn trong nháy mắt. Hắn vẫn có thể nuốt chừng sức mạnh tinh thần của Địa Ngục tinh thể, nhưng không gian đại não của Thẩm Lãng đã đạt đến giới hạn dung lượng của nó có hạn. Nhưng điều này cũng khiến thẩm lãng nhận ra rằng giới hạn trước đây không phải là giới hạn thực sự, bây giờ không gian não vực của hắn đã được mở rộng vài lần. Những tin tức về linh hồn tinh thần đã chiếm lấy không gian não vực đều đang bị áp lực không ngừng. Giống như một chiếc xe năm lăng hoành quang, quy định là chở 7 người, nhưng khi cần thiết, có thể chở đến 11 người. Linh hồn của Khương Ly chiếm lĩnh không gian càng lớn trong đại não của thẩm lãng 70%, 80%, 90%. Cuối cùng, đạt đến 99% linh hồn còn lại của thẩm lãng linh hồn tinh thần của đại kiếp minh vương tin tức tinh thần của nữ hoàng medusa và tin tức linh hồn của cự long còn lại trong não vực của thẩm lãng tổng cộng chỉ chiếm một không gian khương ly tiếp tục nghiền nát linh hồn của thẩm lãng nghiền nát đến một không gian vẫn chưa đủ muốn nghiền nát đến một phần ngàn một phần vạn từ góc độ vĩ mô linh hồn không phải là vật chất nó giống như từ trường giống như tín hiệu điện tử và nó càng phức tạp hơn khương ly hủy diệt linh hồn của thẩm lãng một cách trực tiếp đó chính là không ngừng đè ép, biến một linh hồn thành một điểm, sau đó tiếp tục đè ép, đè ép đến giới hạn, khoảng cách giữa các điện tử trong linh hồn vượt qua một giới hạn nào đó, sau đó sụp đổ. Vậy là linh hồn của Thẩm Lãng coi như đã hoàn toàn bị phá hủy. Quá trình này vô cùng cao cấp và triệt để. Ban đầu, có một biện pháp đơn giản hơn, đó là trực tiếp kéo linh hồn của Thẩm Lãng ra khỏi đầu, tiêu tan trong không khí, rất nhanh sẽ biến thành cho bụi. Nhưng điều mà Khương Ly muốn chính là phương thức hủy diệt cao cấp nhất triệt để hủy diệt từ vĩ mô đến thế giới vi mô linh hồn của khương ly vượt qua linh hồn của thẩm lãng hàng ngàn hàng vạn lần thậm chí không ngừng nghỉ vì vậy tại thời điểm bị nghiền nát thẩm lãng hoàn toàn không có khả năng chống cự rất nhanh vô số thông tin linh hồn của thẩm lãng trực tiếp bị nghiền thành một điểm và vẫn còn tiếp tục bị áp lực chẳng mấy chốc sẽ đạt đến một giới hạn nào đó sắp sụp đổ bên trong hoàn toàn bị hủy diệt điều này khá giống như tụ hợp sắp đạt đến giới hạn ngay lập tức sẽ bước vào giới hạn hủy diệt nhưng vào lúc này một tia sáng không thể so sánh được đột nhiên rơi từ trên trời xuống không nhận ra đây là vật gì giống như một viên sao chổi từ ngoài trời ngày càng gần với tốc độ ánh sáng đột nhiên đập vào cung điện của khương ly đập vào đại lục cực bắc vào thời điểm đó trong đại não của thẩm lãng linh hồn tinh thần truyền thừa ngàn năm của đại kiếp minh vương phần linh hồn tinh thần của medusa linh hồn tinh thần của 13 hiền sư lớn đột nhiên nổ tung hầu như đột nhiên phát ra công kích tự sát về phía khương ly Dầm rầm rầm rầm. Điều này càng giống như sự bùng nổ trong thế giới vi mô. Biểu hiện duy nhất chỉ là một tia sáng thoáng qua trong mắt thầm lãng, sau đó tia sáng kỳ quái từ trên trời rơi xuống cũng chỉ là một điểm, một điểm đạt đến giới hạn. Va chạm hung mãnh không thể so sánh được tại cung điện xa xôi trên trời, va chạm tại đại lục cực bắc. Dầm rầm 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 oanh. Khi trời rung chuyển, một tiếng nổ lớn vang lên, uy lực của nó vượt xa hạt nhân, thậm chí còn vượt qua long trì hối. Bầu trời bị chiếu sáng một lần nữa, toàn bộ cực bắc đại lục bị tạo ra một hố lớn không thể so sánh. Ánh sáng phát ra, vượt qua 10 lần, trăm lần ánh sáng của mặt trời, trong nháy mắt khiến cho thị giác của mọi người hoàn toàn biến mất. Bóng dáng của Khương Ly dường như cũng bị ánh sáng kinh thiên này hoàn toàn nuốt chửng. Hắn run lên, sau đó phát ra tiếng cười lớn, ha ha ha, thật thú vị, thú vị, thật là một cuộc tấn công tự sát vĩ đại. Qua vĩ đại, các ngươi đã dùng hết toàn lực chỉ để tạo ra một hố khổng lồ trên đế quốc của ta sao? Rầm 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 tiếng nổ vẫn tiếp tục bầu trời đen tối trên hàng vạn dặm đều bị chiếu sáng lần này thời gian trôi qua như nước năm tháng như thoi đưa không biết bao lâu đã trôi qua có thể là vài năm hoặc còn lâu hơn dường như đã ngủ say rất lâu nhưng cũng có thể chỉ là trong nháy mắt khi tỉnh lại cảm giác của hắn còn kỳ lạ hơn lúc ở quỷ thành thật sự giống như từ địa ngục trở về như đã trùng sinh đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn nhưng không cảm nhận được thân thể sau một thời gian dài sức mạnh của linh hồn dần dần lan tràn đến toàn thân hắn có thể cảm nhận được tứ chi và thân thể sau một thời gian rất dài hắn mới khôi phục một chút khí lực khôi phục thính giác khôi phục nhận biết sau một thời gian rất dài hắn mới mở mắt ra nơi này là một hang động hắn đang nằm trên một chiếc giường lấp lánh mọi thứ xung quanh dường như rất xa lạ sau một thời gian dài tứ chi của hắn mới khôi phục động lực hắn khó khăn bỏ dậy này này có phải là một phòng thí nghiệm không phòng thí nghiệm của bạch ngọc kinh hay là một phòng thí nghiệm cổ đại nào đó. Phòng thí nghiệm rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn. Thẩm Lãng tiến tới bàn trước, phát hiện một tờ giấy để lại trên đó. Khuôn mặt của ngươi, dáng vẻ, khí tức năng lượng và tinh thần đều đã biến đổi. Ngoại trừ chính ngươi, không ai khác biết được thân phận của ngươi, ngươi có thể tự do ra ngoài. Đây là toàn bộ nội dung trên tờ giấy, còn có một chữ ký, Linh. Ý nghĩa là gì? Linh này là một người hay một tổ chức? Trên bàn còn có một chiếc gương, ban đầu nó hoàn toàn mờ nhạt giống như không có mục tiêu nào thẩm lãng nhìn chằm chằm vào gương dần dần tất cả trong gương trở nên rõ ràng hắn nhìn thấy khuôn mặt mới của mình quả nhiên nó đã hoàn toàn thay đổi thật kỳ diệu khuôn mặt này vẫn rất đẹp trai nhưng hoàn toàn khác với thẩm lãng trước đây cơ thể cũng đã trải qua sự biến đổi hoàn toàn thẩm lãng trước đây rất yếu đuối dù có bàn tay và chân dài nhưng hoàn toàn không có cơ bắp giống như thân hình của một người phụ nữ bây giờ cơ thể này đã trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn nhiều cơ bắp phát triển mạnh mẽ nhưng không quá phô trương hơn nữa chất lượng cơ thể cảm giác mạnh mẽ đều tốt hơn rất nhiều so với trước hắn đã từ một mỹ nam tử đẹp hơn cả phụ nữ biến thành một mỹ nam tử đầy nam tính ngoài ra không có bất kỳ vật gì hoặc thông tin nào trong phòng thí nghiệm này đây là nơi nào thời gian đã trôi qua bao lâu khương ly muốn phá hủy linh hồn thầm lãng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì tất cả đều không còn ký ức Hắn mơ hồ nhớ lại tiếng gào thét và lời chế nhạo của Khương Ly. "Quá vĩ đại, các ngươi đã dốc hết sức lực chỉ để đâm một cái lỗ vào đế quốc của ta." Ít nhất từ khẩu khí này, Khương Ly vẫn nắm chắc phần thắng, tất cả các cuộc tấn công tự tử chỉ là để đâm một cái lỗ. Nhưng mà, không có thông tin khác. Thẩm Lãng bước ra ngoài, phát hiện một đường sợi hồng rực rỡ trên mặt đất. Hắn vừa bước ra khỏi đường dây này, trong nháy mắt, tất cả phía sau phòng thí nghiệm đã hoàn toàn tan rã cả phòng thí nghiệm cổ xưa đã biến thành một hang động hoang vu bình thường đây là nơi nào thời gian đã trôi qua bao lâu linh này là ai đã xảy ra chuyện gì trong thế giới này thẩm lãng bước ra khỏi hang động mở toàn bộ tầm nhìn ra một thế giới kỳ lạ không thể tưởng tượng hắn đứng trên một vị trí rất cao cho phép hắn nhìn xa hơn thế giới trước mắt hoàn toàn yên lặng như thể mọi thứ đều đã chết đi tất cả những gì hắn thấy chỉ là băng tuyết mọi nơi từ đỉnh núi cao cho đến rừng rậm đều bị phủ kín bởi băng tuyết nhưng nơi này không phải bắc cực mà là một lục địa từng màu mỡ bầu trời trong xanh không một gợn mây dường như mở rộng hơn 10.000 dặm thẩm lãng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không biết có phải do ảo giác hay không nhưng mặt trời dường như to hơn một chút thậm chí còn đỏ hơn không còn mãnh liệt như trước không khí ở đây rất lạnh có thể phải dưới vài chục độ celsius hắn tự hỏi liệu nơi này có phải bắc cực hay không hay là một lục địa ở bắc cực thẩm lãng không còn có thế giới cổ đại cũng không còn long chi tâm nhưng hắn vẫn có thể chống chọi lại cái lạnh bằng cơ thể hiện tại của mình nhưng dĩ nhiên không có vấn đề gì cả hắn thậm chí không cảm thấy lạnh hay khổ sở liệu toàn bộ thế giới đã chết liệu toàn bộ hành tinh đã bị băng tuyết phủ kín không còn văn minh không còn sự sống không còn quốc gia nào thẩm lãng cố gắng nhìn vào mọi nơi sau một thời gian dài hắn không thấy bất kỳ thành phố làng mạc hay dấu vết tồn tại của văn minh nào sau đó thẩm lãng dựa vào ánh sáng mặt trời và một số điều kiện khác để suy đoán vị trí của mình. Hắn đang ở phía nam của vùng biển phía nam. Khi nhận ra điều này, Thẩm Lãng cũng giật mình. Phía nam của vùng biển phía nam, đó là một khu vực nhiệt đới tuyệt đối, nó nằm ở phía nam hơn cả vùng cực nam của bộ tộc Saman. Tiếp tục đi về phía nam là các quốc gia ở vùng biển Đông Nam, tiếp tục đi về phía nam là lục địa nội đồng siêu nhiệt đới, nơi mà trên bề mặt chỉ có vô số loài động vật, hầu như không có con người sinh sống. Nhưng hiện tại, khu vực này cũng đã bị đóng băng hàng nghìn dặm dưới chân núi này không phải là đồng bằng mênh mông mà là một đại dương đã bị đóng băng nam bộ hải vực đã hoàn toàn trở thành biển vĩnh đông khi thẩm lãng đi đến bắc cực biển vĩnh đông cách viêm kinh hơn một vạn dặm nhưng giờ đây nó đã vượt qua hai vạn dặm nói cách khác biển vĩnh đông đã lan rộng về phía nam thêm ba vạn dặm thẩm lãng không khỏi hoang mang không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tinh cầu này đã trở nên lạnh lẽo đến mức nào không khí cũng trở nên mỏng manh hơn nhiều dù rõ ràng đang ở mặt biển nhưng lại có cảm giác như đang ở cao nguyên. Thẩm Lãng cảm nhận được sức mạnh phi thường trong cơ thể mình, và dù không bị cao huyết áp, nhưng anh vẫn có thể tính toán ra rằng nồng độ oxy đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 30%. Đây là vấn đề sinh tồn, oxy đã giảm đi 70%, liệu con người còn có thể sống sót không? Liệu văn minh của thế giới này còn tồn tại không? Hay tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại Khương Ly và những người trở lại từ thời cổ đại? Đại Càn Đế Quốc, Tây Luân Đế Quốc, gia đình của Thẩm Lãng, liệu còn tồn tại không? Liệu thiên hạ vạn dân còn tồn tại không? Sau đó, Thẩm Lãng phải đưa ra một quyết định, là tiếp tục đi về phía bắc hay quay lại phía nam. Nơi này là Nam Bộ biển Vĩnh Đông, nếu đi về phía bắc, anh sẽ tiến vào lãnh thổ của một quốc gia từng rất mạnh, còn nếu đi về phía nam, anh sẽ tiến vào lãnh thổ của Việt quốc. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, lao về phía bắc với tốc độ nhanh chóng. Mỗi giờ, anh lao đi 200 dặm mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể của Thẩm Lãng đã được cải tạo, trở nên cường hãn hơn rất nhiều thẩm lãng tiếp tục hướng về bắc lao đi hơn bốn dặm càng đi về phía bắc khí hậu càng trở nên lạnh lẽo mọi nơi đều là biển bị đóng băng tất cả các hòn đảo đều bị phủ kín bởi tuyết và băng không có dấu hiệu của sự sống trên mặt biển đóng băng không có thuyền nào và dọc theo con đường thẩm lãng không gặp được bất kỳ con người nào theo kế hoạch và cấu tứ của thẩm lãng nếu không như vậy văn minh nhân loại sẽ không bị diệt vong hoàn toàn bất ngờ hắn dừng lại hắn thay đổi hướng lao nhanh về phía đông nam hướng về tam giác ma quỷ sau hơn một vạn dặm thẩm lãng lao nhanh mấy ngày mấy đêm thân thể của hắn dường như hoàn toàn không biết mệt mỏi trái tim dường như cuồn cuộn không ngừng thả ra sức mạnh cuối cùng hắn một lần nữa đến trước mặt tam giác ma quỷ sau đó hắn dường như bị đông lại hoàn toàn không nhúc nhích tam giác ma quỷ nơi mà hắn từng quen thuộc đến mức nào nơi này từng là cấm địa của toàn thế giới nơi nguy hiểm nhất bất kể con người nào cũng không thể tiến vào ngay cả siêu thoát thế lực cũng không phải ngoại lệ nơi này có thế giới chi tường màu đen sương mù dày đặc bao phủ mấy ngàn dặm liên tiếp hải dương và bầu trời trong màu đen sương mù dày đặc có vô số lốc xoáy vô số thiểm điện nơi này nguyên bản tồn tại như địa ngục nhưng bây giờ thế giới chi tường không còn màu đen sương mù dày đặc không còn lốc xoáy không còn thiểm điện không còn không còn gì cả nơi này hải vực cũng hoàn toàn bị đóng băng phế tích của thất lạc đế quốc vẫn còn những phòng ốc xa hoa kia từng một nửa trên mặt nước một nửa dưới mặt nước nhưng bây giờ nước biển đã bị đông lại những phế tích của thành thị này cũng bị bao phủ dày đặc bởi băng tuyết không thấy một con hải quái nào tam giác ma quỷ hoàn toàn trở nên tĩnh mịch pho tượng của nữ hoàng medusa đâu thẩm lãng tiếp tục lao nhanh hướng về trung tâm của tam giác ma quỷ đối với thẩm lãng pho tượng của nữ hoàng medusa giống như một lá cờ một tọa độ quan trọng sau một ngày thẩm lãng đã đến trung tâm của tam giác ma quỷ pho tượng của nữ hoàng medusa không còn nữa nó từng đứng ở đây cao như núi. Mặc dù phần lớn thời gian nó đều ẩn hình, nhưng lần này nó thật sự hoàn toàn biến mất. Sau thượng cổ niết diệt, dù cho nữ hoàng Medusa coi như đã biến thành hóa thạch, cũng đang cố gắng duy trì truyền thừa của thất lạc đế quốc, không để nó bị diệt vong hoàn toàn. Nhưng bây giờ, phế tích của thất lạc quốc gia chắc chắn là không còn, và tam giác ma quỷ cũng không còn. Thất lạc yêu mẫu đã phải dẫn dắt vô số hải quái lưu vong, liệu rằng họ đã thành công chưa? Và họ đã trốn đến đâu? Thẩm lãng nằm trên mặt băng, Nhìn vào thành phố phế tích bị băng tuyết bao phủ, không một tiếng động, hắn vẫn không cảm nhận được sự lạnh lẽo hay cảm giác đói, chỉ lặng lẽ nhìn vào bầu trời đầy sao. Trong đầu hắn có đầy đủ ký ức liên quan đến Thẩm Lãng, nhưng ngoài ra, không còn gì khác, ký ức của nữ hoàng Medusa, linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương, tất cả đều đã biến mất. Tất nhiên, phần đã được Thẩm Lãng giải thích, đã trở thành một phần ngắn của linh hồn hắn, vẫn còn tồn tại. Trung giai Long chi cảm ngộ, món đồ quan trọng nhất này vẫn còn ở đây. Vì vậy hắn vẫn nắm giữ trí tuệ lớn nhất tuy nhiên trí não đã biến mất hoàn toàn hoặc nói cách khác nó không còn cần thiết nữa vì tất cả dữ liệu trong đầu tất cả đã trở thành một phần của não lớn của thẩm lãng những phép toán phức tạp thẩm lãng không cần trí não chính mình có thể hoàn thành một cách độc lập thậm chí còn nhanh hơn nhiều nhanh hơn cả siêu máy tính hắn nằm yên lặng trên mặt băng không ngừng suy nghĩ sau mấy ngày đêm thẩm lãng từ trên mặt băng bò dậy hắn lại một lần nữa hướng về phương bắc chạy nhanh và lần này nơi hắn cần đến là nội triều thành nơi hắn gọi là nhà thẩm lãng có thể đã chinh phục càn kinh lại chinh phục viêm kinh nhưng theo một nghĩa nào đó quê hương duy nhất của hắn trên thế giới này chỉ có nội triều thành dù đã rất lâu không ăn không uống nhưng tốc độ chạy trốn của thẩm lãng càng lúc càng nhanh sức mạnh trong cơ thể thật sự dường như không ngừng tăng lên hành trình đến nội triều thành này dài khoảng hai vạn dặm trên đường đi vẫn không gặp được bất kỳ con người nào bất kỳ con thuyền nào bất kỳ quân đoàn khâu trung nào không có gì cả sau mấy ngày đêm, Thẩm Lãng đã đến trước mặt nội triều thành. Tất nhiên, vùng biển này cũng đã hoàn toàn đóng băng. Nội triều thành vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí rất hoàn chỉnh, không hề bị phá hoại. Tuy nhiên, nó đã hoàn toàn bị tuyết bao phủ, tất cả các ngôi nhà giống như được phủ một lớp pha lê, lấp lánh sắc băng. Toàn bộ thành phố hoàn toàn yên lặng, không có bóng dáng của con người nào. Trong tất cả các phòng, không có một người, cũng không có một xác chết nào. Nội triều thành từng rất phồn vinh, rất nhộn nhịp, đây là trung tâm công nghiệp của Thẩm Lãng, có lúc có hơn 30 vạn công nhân. 30 vạn binh sĩ tụ tập ở đảo Lôi Châu này, nội triều thành không ngừng mở rộng, cuối cùng toàn bộ thành phố kéo dài hàng chục dặm. Bây giờ, nó hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn yên lặng. Trong thành bảo lớn, nơi mà hắn từng thống trị, cũng không có một bóng người. Sương băng đã chiếm lấy từng in trong phòng. Thẩm Lãng vội vàng đến trang viên Thiên Đường. Vẫn còn trống rỗng, không có một người, không có một xác chết nào. Toàn bộ trang viên hoàn toàn bị tuyết phủ kín. Tất cả mọi người trong gia đình thẩm lãng đều ở đây, vợ và con của hắn, mẹ vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, em trai, Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Ninh Diễm, Thẩm Lực, Thẩm Mật vân vân. Tất cả người thân, tất cả con cái đã từng đều ở đây. Bây giờ, hoàn toàn không thấy. Thậm chí trong đầu thẩm lãng, vẫn còn vang vọng tiếng Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến nói rằng ông ấy đã tìm thấy niềm tin mới, niềm tin để tiếp tục sống và đang ngồi chờ thẩm lãng trở về hắn từng chia tay ninh nguyên hiến như thể chỉ mới vào ngày hôm qua thậm chí hắn vẫn còn nhớ rõ khi hắn chia tay ôm ninh nguyên hiến cảm nhận cơ thể gầy yếu run rẩy của ông ấy cha mẹ vợ các ngươi ở đâu con trai của ta vợ của ta các ngươi ở đâu văn minh của thế giới này còn tồn tại hay không khương ly ngươi tên ma quỷ tội ác ngập trời này ngươi cuối cùng đã làm gì với thế giới này sau đó thẩm lãng tiếp tục thăm dò trong nội triều thành muốn tìm được các ghi chú liên quan hoặc là các thông điệp liên quan, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cả. Thẩm Lãng đã tìm kiếm mọi nơi nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì. Hắn thấy rất nhiều ghi chú, không chỉ là ghi chú thí nghiệm mà còn có báo cáo từ khu mật viện, thậm chí còn có bài tập của trẻ em. Tuy nhiên, tất cả các ghi chú đều dừng lại vào một ngày cụ thể, đó là ngày 9 tháng 12. Ngày đó cũng chính là ngày Khương Ly xuất hiện, ngày mà văn minh cổ đại được tái tạo. Tất cả các ghi chú đều kết thúc vào ngày đó, thậm chí nhiều nhật ký của trẻ em cũng vậy. Thẩm Lãng đã đọc rất nhiều nhật ký, trong đó có nhật ký của con gái thẩm mật và con trai thẩm lực. Con gái thẩm mật sinh ra đã là một công chúa, vì vậy nhật ký của nàng cũng hoàn toàn như một công chúa. Trong nhật ký, nàng đã viết về những kỷ niệm với chị gái yêu yêu, nhớ về cha, sau đó viết về những trải nghiệm học tập vào ngày hôm sau. Ta không thể hoàn thành khóa học nghệ thuật hôm nay, đã bị giáo sư An Nhã phê bình. Giáo sư nói rằng bức tranh cá heo của ta không có linh hồn, đặc biệt là đôi mắt. Ta không thể tận hưởng quá trình sáng tạo. Không nghĩ rằng có thể mang lại sự sống cho cá heo trong tranh, ta cảm thấy rất buồn và xin lỗi, vì ta đã mất tập trung, vì ta quá nhớ cha. Xin lỗi, cá heo nhỏ của ta, ta không họa ngươi bằng cả tâm tư, ta không mang đến linh hồn cho ngươi, điều này có thể khiến ngươi không thể sinh ra trong một thế giới khác. Xin lỗi, cá heo nhỏ của ta. Đây là nhật ký của Thẩm Mật, lúc đó nàng mới 11 tuổi, đầy ngây thơ và ảo tưởng. Nàng thậm chí cảm thấy chỉ cần vẽ đủ tốt sẽ có thể mang lại sự sống cho động vật trong tranh chỉ cần vẽ đầy đủ linh hồn sẽ có một con động vật trong tranh thực sự sinh ra ở một thế giới nào đó nàng là một công chúa thực sự tâm hồn trong trắng đầy sự thuần khiết và thiện lương thẩm lãng đọc nhật ký của con gái cảm thấy như trái tim mình muốn tan chảy thẩm mật bảo bảo từng là người mà thẩm lãng yêu nhất trong thời gian ở thiên việt thành hắn hầu như mỗi ngày đều ôm nàng thậm chí khi nàng chưa thể ăn muối hắn đã đập hạt dưa cho nàng ăn lúc đó thẩm mật bảo bảo chưa có răng nên một hạt dưa nhân có thể ngậm trong miệng cả giờ mà không hết từ nhỏ đến lớn thẩm mật bảo bảo luôn được bảo vệ tốt những gì nàng nhìn thấy hầu như đều là mỹ hảo mộng ảo bây giờ nàng đã đi đâu thẩm lãng đã sớm đưa yêu yêu đi vì mẫu thân của yêu yêu là nữ vương medusa naru nếu nàng tiếp tục ở lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nhưng bây giờ thẩm lãng cũng không thể gặp được thẩm mật bảo bảo sau đó thẩm lãng nhìn thấy nhật ký của thẩm lực đứa trẻ này viết chữ rất đẹp cẩn thận và tỉ mỉ dù còn nhỏ tuổi, nhưng công lực của hắn đã rất thâm hậu. Trong nhật ký của hắn, đầy ý thức trách nhiệm. Mặc dù mới 11 tuổi, nhưng suy nghĩ của hắn đã là những vấn đề lớn. Nhật ký của hắn trước tiên phát biểu về cảm nhận của mình về chương trình học lịch sử Đại Càng Quốc trong một ngày, sau đó viết về những gì mình đã học được từ môn học số học. Nói chung, nhật ký của hắn giống như một báo cáo văn bản, rất nghiêm túc. Nhưng nhật ký là một loại văn tự rất riêng tư, nên rất thoải mái, không cần quá chú trọng cách thức hay hành văn nhưng nhật ký của thẩm lực lại rất nghiêm túc có nề nếp thẩm lãng còn có thể cảm nhận được hắn viết nhật ký một cách thẳng tắp từng chữ một mỗi đứa trẻ của thẩm lãng đều có tính cách riêng và thẩm lực là một trong những đứa trẻ đặc biệt nhất hắn không phải là người thông minh nhất không thể so sánh với thẩm giã hay loki thông minh của hắn chỉ ở mức trung bình khá nhưng hắn rất chăm chỉ dù làm gì cũng dốc hết sức theo đuổi sự hoàn mỹ và đặt ra cho mình một chuẩn mực đạo đức rất cao khi chỉ mới bốn năm tuổi thẩm lực đã như một tiểu đại nhân nhưng hắn không giống thẩm giã, kẻ thông minh từ nhỏ, thẩm lực luôn mang theo khí tức đáng yêu của một đứa trẻ. Khi hắn chỉ mới 2-3 tuổi, hầu như mọi người đều kết luận rằng thẩm lực sẽ trở thành một nhân vật mạnh mẽ trong tương lai. Nếu thẩm giã không xuất hiện, thẩm lực sẽ là người thừa kế tốt nhất của thẩm lãng. Dù thẩm giã tồn tại, Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính đều vừa ý thẩm lực, muốn truyền nước Việt Giang Sơn cho hắn. Trong nhật ký, thẩm lực cuối cùng vẫn viết về sự quấy nhiễu của chính mình. Ta là con trai của phụ thân và mẫu thân, ta không muốn để ông ngoại và cậu thất vọng, ta muốn thực hiện trách nhiệm của gia tộc Ninh Thị, nhưng mà ta họ Khương, ta không biết liệu có phải là không đạo đức. Hóa ra không chỉ thẩm lãng có sự quấy nhiễu như vậy, thẩm lực khi còn nhỏ còn quấy nhiễu nhiều hơn. Hắn có trình độ đạo đức quá cao, làm con trai của công chúa Ninh Diễm, là ngoại tôn của Ninh Thị, hắn một mặt không muốn để Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính thất vọng. Nhưng một mặt khác lại cảm thấy mình là con trai của Khương Thị, đi kế thừa nước Việt Giang Sơn, có phải là không đúng, có xoán vị hiểm nghi hắn mới 11 tuổi, đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Thẩm Lãng ôm hai cuốn nhật ký của hai đứa bé, để ở trong lòng, đặt ở gần mũi để cảm nhận hương thơm trên bìa. Con trai của ta, con trai của ta, xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt các người. Vợ con của ta, cha mẹ ta, ông bà nội ngoại của ta, người nhà của ta, bạn bè của ta, các ngươi đang ở đâu? Thẩm Lãng nhắm mắt lại, dường như thấy hai đứa bé đang ở trước mắt, một đứa đang vẽ tranh, một đứa đang viết văn hắn rất muốn giữ hai cuốn nhật ký này bên mình nhưng hắn không thể làm như vậy bởi vì rất có thể sẽ bại lộ thân phận hắn cẩn thận từng chút một đem nhật ký trở về chỗ cũ nơi này lạnh lẽo sẽ không làm hỏng nhật ký thẩm lãng đi tới đỉnh thành bảo lớn của nội triều thành để nhìn về phía trước mọi thứ trong tầm mắt đều hoàn toàn tĩnh lặng không có bóng người nào không có dấu hiệu hoạt động nào hắn muốn biết thời gian đã trôi qua bao lâu liệu đại càn đế quốc ngô sở việt và các quốc gia khác còn tồn tại hay không văn minh nhân loại liệu còn tồn tại hay không? Theo suy đoán thông thường, hẳn là không còn, bởi vì nhiệt độ ở đây đã giảm xuống dưới 70, 80 độ Celsius. Trước đây, hắn ở Nam Bộ Hải Vực, nơi mà hẳn là nóng nhất trên hành tinh này, nhưng kết quả cũng đã hoàn toàn đóng băng. Điều này chứng minh rằng toàn bộ thế giới cũng đã đóng băng, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở dưới 50 độ Celsius, theo lẽ thường thì văn minh của thế giới này đã không còn sót lại gì. Nhưng thẩm lãng không tin. Trước khi rời đi, thẩm lãng nhìn nội triều thành một cách sâu sắc gặp lại quê hương của mình mục tiêu tiếp theo của hắn là huyền vũ thành nơi đầu tiên hắn đến khi đặt chân đến thế giới này huyền vũ bá tước phủ chỉ cách nội chiều thành không tới hai dặm thẩm lãng tiếp tục bước chân hướng về phía tây chạy nhanh sau mấy giờ đồng hồ thẩm lãng vẫn chạy nhanh dọc theo biển đông băng và một lần nữa nhìn thấy lục địa tất nhiên thực ra giới hạn giữa lục địa và biển đã trở nên mơ hồ cả hai đều là băng tuyết vô tận biển cũng hoàn toàn đóng băng nhưng trên mặt đất phẳng có núi sông có thành trấn có làng mạc. Thẩm Lãng đặt chân lên đất nước Việt, nơi này rất lạnh, nhưng trái tim của hắn càng thêm lạnh lẽo, bởi vì những ngôi nhà ở đây, những thành trì ở đây đều hoàn toàn trống rỗng, không có bóng người nào, tuyết trên mặt đất đã dày đến mười mấy mét, nhưng không có dấu vết bước chân nào. Không cần phải nói không có ai đi qua, chim bay cá nhảy cũng không còn, toàn bộ thế giới dường như đã bất động. Thẩm Lãng nhanh chóng tiến tới thành Huyền Vũ quen thuộc. Tường thành rất quen thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ, bởi vì nó hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mờ ảo. Toàn bộ thành Huyền Vũ đều được phủ lên một lớp hàn băng tuyết động. Thẩm Lãng bước vào thành, nhà cửa trên đường cũng đã bị băng tuyết nhấn chìm. Đào mở băng tuyết, phía dưới vẫn trống rỗng, trong thành Huyền Vũ, tất cả nhà cửa không có bóng người, đường phố cũng không có bóng người. Điều này thật không bình thường, quá không bình thường. Trong hoàn cảnh này, dù không có người sống cũng nên có thi thể, hơn nữa với thời tiết lạnh như vậy, dù qua mấy chục năm thi thể cũng sẽ không mục. Dù thi thể mục, ít nhất cũng nên có hài cốt. Nhưng không có gì cả, hoàn toàn không có. Điều này quá kỳ quái, quá ly kỳ. Tại sao trong thành không có một người sống, cũng không có một thi thể nào? Thẩm lãng rời khỏi thành huyền vũ, hướng về phủ công tước huyền vũ, thành bảo của gia tộc Kim. Nơi này có thể coi là nhà thật sự của thẩm lãng, nơi mà hắn và Mộc Lan đã trải qua những thời gian vui vẻ nhất. Lúc đó, hắn mới làm rể gia tộc Kim không lâu, khoảng một năm, đều là ở trong phủ bá tước huyền vũ thời gian nhàn nhã ấy đã kết thúc khi nào chính là khi hắn bắt đầu hành trình không thủ không oán tiến vào thủ đô thiên càng muốn đi diệt tô nan từ thời điểm đó thẩm lãng đã bước vào cuộc sống bận rộn không gì sánh được một kẻ thù sau một kẻ thù bị tiêu diệt trong một thời gian dài hắn luôn cho rằng chờ đến khi tiêu diệt xong tên cuối cùng trong danh sách kẻ thù hắn sẽ có thời gian rảnh rỗi có thể tận hưởng cuộc sống kết quả sau khi đại viêm hoàng đế qua đời kẻ thù lớn nhất của hắn thậm chí là kẻ thù lớn nhất của cả thiên hạ, đã xuất hiện. Cha của hắn, Khương Ly, thẩm lãng bước đi trong phủ bá tước huyền vũ, lúc này nên gọi là phủ công tước huyền vũ. Rất kỳ quái, thành huyền vũ bị tuyết động nhấn chìm, nhưng phủ của gia tộc Kim lại không có. Tại nơi này, tuyết chỉ động lại khoảng một thước. Điều này rõ ràng không bình thường, vì lẽ ra nơi này cũng có thể bị tuyết phủ một cách dày đặc, vậy mà chỉ có một thước. Tuy nhiên, trên tuyết động ở nơi này không có bất kỳ dấu chân nào, duy nhất chỉ có dấu chân mà thẩm lãng để lại. Hắn đi qua sân tập, qua chủ bảo, tới khu vườn sau, nơi này là ngôi nhà nhỏ của thẩm lãng và mộc lan, nơi họ đã trải qua vô số kỷ niệm đẹp, tất nhiên cũng là những ngày không biết xấu hổ. Bước vào phòng của mình, phía ngoài là thư phòng. Nơi này vẫn còn sạch sẽ, không có tuyết động. Thẩm lãng đứng dưới một bức tường, nơi này từng là nơi hắn viết danh sách kẻ thù. Nhưng bây giờ, mặt trên hoàn toàn trống rỗng vì đã bị quét một lớp thạch cao. Thẩm lãng bóc từng mảnh thạch cao, liên lộ ra danh sách kẻ thù bên trong, hầu hết các tên trên cũng đã được gạch đi, Tôn An, Thái tử, Tiết Triệt vân vân. Đương nhiên, danh sách kẻ thù ở nơi này vẫn không có tên của đại viêm hoàng đế, tên cuối cùng là Quách Tĩnh. Ách, thật là khó xử, danh sách kẻ thù của Thẩm Lãng từng xuất hiện rất nhiều chuyện cười. Có một số là kẻ thù thật sự, nhưng có một số người từ kẻ thù đã trở thành thuộc hạ trung thành, như Tôn An. Có một số người từ kẻ thù đã trở thành cặp đôi, chắc chắn phải là từ Thiên Thiên và có một số người, từ kẻ thù đã trở thành như cha con, như Ninh Nguyên Hiến. Cái này Quách Tĩnh là quốc quân, bởi vì lúc đó Thẩm Lãng còn ở trong nước Việt, không dám nói trực tiếp hai chữ quốc quân. Bây giờ, bên cạnh hai chữ quốc quân còn vẽ một khuôn mặt, chỉ có mắt, mũi, miệng, chỉ không có mặt, còn lè lưỡi, lỗ tai giống như lỗ tai của chó và khuôn mặt trông ngờ ngợ giống như Thẩm Lãng. Đây là bức vẽ của Thẩm Lãng, coi như là chịu nhục, ý là hắn đã xem quốc quân là kẻ thù, bây giờ hắn muốn thu hồi danh tự này thẩm lãng nói chuyện không đáng tin vì vậy hắn không biết xấu hổ hắn chính là một con chó con tai con chó nhỏ này vẫn là băng nhi tiểu nha đầu vẽ băng nhi từng là người mà thẩm lãng thân mật nhất thời gian họ ở bên nhau còn lâu hơn cả mộc lan và nàng đã hoàn toàn dựa vào thẩm lãng về cả thể xác lẫn tinh thần thẩm lãng hầu như là toàn bộ thế giới của nàng nhưng sau đó thẩm lãng quá bận rộn thời gian họ ở bên nhau trở nên rất ít vì vậy băng nhi dành nhiều tinh lực hơn cho việc chăm sóc các đứa trẻ nàng là một người phụ nữ cay nghiệt và lợi hại nhưng thực sự là một người vợ hiền và mẹ tốt nàng chăm sóc trượng phu và con cái rất tốt dù là trong bếp hay phòng ngủ nàng đều là người xuất sắc nhất thẩm lãng nhìn vào danh sách kẻ thù trên tường và trở nên mê man một lát sau hắn đun nước để làm tan thạch cao sau đó lại chát phấn lên bức tường danh sách kẻ thù một lần nữa thẩm lãng một lần nữa rời đi cung điện của công tước huyền vũ nơi này đã không còn người việc ở lại chỉ làm tăng thêm nỗi đau nhưng may mắn thay hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng ở đây, bởi vì nhà ở đây đã được dọn dẹp, tuyết chỉ cao khoảng một thước, giống như có người đã đến đây, và có lẽ là trong vài tháng gần đây. Vì vậy, thế giới này có lẽ vẫn chưa bị hủy diệt, vẫn còn hy vọng. Theo suy đoán của thẩm lãng, thế giới này đã trở nên lạnh đến mức này, nếu có người may mắn còn sống sót. Họ cũng cần tụ tập lại ở một số điểm lớn để sinh tồn, như vậy mới có thể tập trung cung ấm. Nhưng lương thực ở đâu, với khí hậu lạnh như vậy, không thể trồng bất kỳ loại thực vật nào, cũng không thể nuôi bất kỳ loại động vật nào. Nhưng nếu có những điểm tụ tập của con người thì chắc chắn sẽ ở Thiên Nam Thành, tức là thủ phủ của tỉnh miền Nam của nước Việt. Nếu ngay cả tỉnh miền Nam cũng không có khu dân cư thì số người may mắn còn sống sót sẽ rất ít, chỉ có thể hy vọng ở Vương đô Thiên Việt Thành. Vì vậy, Thẩm Lãng muốn đầu tiên đến Thiên Nam Thành, nơi này cách Thiên Nam Thành không tới 700 dặm. Thẩm Lãng một lần nữa lao nhanh trong trời đất đầy băng tuyết, hướng về Thiên Nam Thành. Sau mấy giờ, Thẩm Lãng đứng trên một ngọn núi cao phía đông Thiên Nam Thành. Hắn nhìn thấy Thiên Nam Thành, nhìn thấy một cảnh tượng không thể so sánh được. Quái dị, ly kỳ, kinh diễm, kỳ tích. Thiên Nam Thành vẫn còn đó, nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Diện tích toàn bộ Thiên Nam Thành đã tăng lên gấp 10 lần. Ban đầu, Thiên Nam Thành chỉ có 300.000 dân, diện tích thành trì không vượt qua 30 km vuông. Nhưng bây giờ, thành phố khổng lồ này có diện tích vượt qua 2.000 km vuông. Ai ra, diện tích thành phố này đã vượt qua viêm kinh. Điều thú vị hơn là có một mái vòm to lớn không thể so sánh được, bao phủ toàn bộ thành thị. Mái vòm này có đường kính vượt qua 80 km, diện tích dưới mái vòm vượt qua 5.000 km vuông. Bắc cực từng có bạch ngọc kinh mái vòm, đường kính 2, 3.000 dặm. Nhưng mái vòm đó là màu trắng, còn mái vòm của thiên nam thành lại là màu xanh lam và gần như trong suốt. Đây là một mái vòm, nhưng cũng giống như một trái năng lượng khổng lồ, bảo vệ toàn bộ thiên nam thành. Vì nó gần như trong suốt, nên thẩm lãng có thể nhìn thấy những ngôi nhà bên trong giống như trong rừng rậm hơn nữa những ngôi nhà này đều rất cao thấp nhất cũng có mấy chục mét cao nhất vượt qua mấy trăm mét nhưng chúng không giống như những tòa nhà cao tầng hiện đại của trái đất mà giống như phong cách cổ điển nguyên thủy thẩm lãng rõ ràng thấy mái vòm này đã cách biệt giá lạnh bên ngoài làm cho người dân trong thành có thể sinh tồn nhưng lương thực sẽ ra sao nguồn năng lượng sẽ ra sao thành phố khổng lồ như vậy bên trong có bao nhiêu dân chắc chắn là một con số thiên văn không nghi ngờ chút nào mái vòm khổng lồ như vậy thành phố kinh người như vậy phong cách phức tạp như vậy chắc chắn là do khương ly tạo ra chỉ có hắn mới có năng lực để xây dựng một thành phố như thế này những ngôi nhà cao hàng chục hàng trăm mét không phải là những tòa nhà cao tầng hiện đại mà lại mang đậm phong cách cổ điển tạo nên một sự mâu thuẫn về mỹ học vậy liệu hắn có thể bước vào thành phố này không có thể tiến vào được không có thể ở phía đông của mái vòm có một lối vào nơi đó đông đúc người đi lại không ngừng tiến vào bên trong thiên nam thành mỗi người đều là những người lao động bởi vì họ đang không ngừng chuyển những khối băng lớn đá gỗ vào bên trong mái vòm đối với thẩm lãng việc tiến vào rất đơn giản chỉ cần kéo một khối đá lớn là có thể sau một canh giờ thẩm lãng xuất hiện giữa đám người trên mặt đất đám người này đều là những người lao động tầng thấp nhất thậm chí là nô lệ họ mặc áo bông dày vất vả kéo xe trượt tuyết từng bước một tiến vào bên trong mái vòm giống như những con gia súc thẩm lãng cũng kéo một chiếc xe trượt tuyết lớn trên xe có một tảng đá gần như nặng 2.000 cân, hắn cùng những người lao động khác, tốc độ không nhanh một chút, cũng không chậm một chút. Đám người kia vượt qua hàng vạn nhưng không có tiếng động nào, đầy áp sự kìm nén và tuyệt vọng. Cảnh tượng này giống như một bức tranh người kéo thuyền trên sông Volga, mỗi người lao động đều có ánh mắt vô cảm, như thể đôi mắt đã hoàn toàn đóng lại. Xe lẫn trong đội ngũ nô lệ tầng dưới này, thẩm lãng tiến tới một cánh cửa thành lớn. Cánh cửa này cao hơn trăm thước, rộng 30 mét, thật sự giống như một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa, toàn bộ cánh cửa này được gắn vào bên trong mái vòm. Bất kể ai muốn đi vào bên trong mái vòm, đều phải đi qua cánh cửa lớn này. Và cánh cửa như thế này phải có bốn tòa, theo các hướng. Hành lang của cánh cửa này rất dài, dài 2, 300 mét, và hoàn toàn tối tăm, không thể nhìn thấy ngón tay khi đưa tay ra. Thẩm lãng, ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, đều là những người lao động kéo xe trượt tuyết. Và họ đều có hơi thở và nhịp đập tim, nhưng không ai nói lên lời. Trong hành lang này, có vẻ càng kìm nén. Cuối cùng, thẩm lãng đã đi hết con hành lang dài 300 mét này. Anh tiến vào bên trong mái vòm, bước vào thành thiên nam, sau đó, anh hoàn toàn kinh ngạc. Trước kia, từ xa, anh chỉ nhìn thấy mái vòm lồng năng lượng mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy những ngôi nhà chen trúc. Nhưng bây giờ, thẩm lãng hoàn toàn bị choáng ngợp. Không thể tưởng tượng được, bên trong mái vòm lại là một thành trì hoa lệ như vậy. Nơi đây ấm áp như mùa xuân, hoa thơm chim hót. Hơn nữa, hàm lượng dinh dưỡng ở đây cao hơn thế giới bình thường còn hơn 10%, do đó, anh có chút cảm giác muốn say mê. Đây, đúng là thành trên trời, thành trong không trung. Trong thành, nhà cửa chen trúc, có mấy chục tầng, thậm chí còn cao hơn. Thẩm lãng từng nghi ngờ, một thành thị lớn như vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề lương thực, hóa ra họ trồng lương thực trên nhà. Một ngôi nhà mấy chục tầng, mặt trên toàn bộ là đồng ruộng, diện tích này cũng tương đương với việc tăng gấp mấy chục lần. Hơn nữa, những cây nông nghiệp trên những cánh đồng đặc biệt này cũng khác với thế giới trước đây, rất giống với những di tích cổ đại trong Kim Cương Phòng. Đây là cây nông nghiệp cổ đại đã được cải tạo, có sản lượng kinh người, sức sống kinh người. Mỗi ngôi nhà trong thành phố cũng giống như là một khu vườn trên không, không chỉ có đồng ruộng mà còn có vườn hoa, ao nước, thậm chí còn có sân mục. Mỗi góc của thành phố đều là cây xanh phồn hoa, chảy xuôi như mật. Thẩm Lãng đã đi hàng vạn dặm, toàn bộ đều là trời đất ngập tràn băng tuyết, không có dấu vết của sự sống nào một lần khiến người ta cảm thấy nhân loại văn minh cũng đã bị hủy diệt thành nội triều yên lặng thành huyền vũ yên lặng thành nội giang yên lặng sau khi vượt qua vô tận giá lạnh và hoang vu bước vào thành thiên nam này thật sự có một cảm giác như bước vào thiên đường mái vòm bên ngoài là địa ngục mái vòm bên trong là thiên đường nhưng đây cũng là một thành phố đẳng cấp toàn bộ thành phố giống như một kim tự tháp lớn cu ly sống ở tầng thấp nhất của thành phố giống như gia súc màu xám trong thành phố có một tòa tháp lớn như một ngọn núi cao hàng nghìn mét. Không, để nói chính xác, toàn bộ thành phố giống như một kim tự tháp hình cầu thang. Mỗi tầng trồng lên một tầng và đỉnh cao nhất của kim tự tháp chính là trung tâm cai trị của thiên nam thành. Mỗi con đường trong thành phố đều có những võ sĩ đứng như đinh. Trên bầu trời, một đội quân bay qua, giám sát mọi nơi. Thành phố này rất như thiên đường, nhưng cũng rất kìm hãm. Thẩm lãng nhìn kỹ mục trường, lúc đầu thấy rất kỳ diệu, mục trường dường như ở trên nhà. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện ra rằng dê bò trong mục trường, giống như con rối, không di chuyển ra khỏi bán kính 3 mét và hầu như không nhúc nhích, chỉ đứng yên ăn cỏ. Điều kỳ lạ nhất là, cỏ vừa bị ăn đi, rất nhanh sẽ mọc lại, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự phát triển. Dê bò ở đây, giống như gà trong trại chăn nuôi KFC, từ lúc nở đến lúc giết, chỉ mất khoảng một tháng, toàn bộ chu kỳ đời sống không nhúc nhích, chỉ là ăn uống mà thôi. Cú ly ở đây cũng giống như vậy, giống như hàng triệu con kiến, làm việc cơ giới, mất cảm giác trong ánh mắt và cả động tác cũng mất cảm giác. Tất cả mọi người trong thành phố cũng giống như là linh kiện của một dụng cụ tinh vi hoạt động theo một trật tự nào đó, dường như không làm bất kỳ chuyện vớ vẩn nào. Thành phố này có bao nhiêu người? 2 triệu, 3 triệu, thậm chí nhiều hơn. Quân đội đều vượt qua 30 vạn. Đội quân trong tầm mắt đều vượt qua 2 vạn. Không chỉ có như thế, thẩm lãng còn nhìn thấy nhiều trang bị bệ phóng long chi lực. Kích thước khác nhau, ít nhất chỉ có 4, 5 mét, Lớn nhất dòng giã hơn trăm thước, còn có súng máy ngạc mộng thạch, hầu như mỗi góc đều có, dù ở đâu trong thành phố xuất hiện náo loạn cũng có thể tiêu diệt ngay lập tức. Thành phố này sở hữu lực lượng quân sự vô cùng mạnh mẽ, hỏa lực của nó thậm chí còn vượt qua gấp 10 lần so với nội triều thành của thời xưa. Mặc dù thành thị rộng lớn, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người ở đây đều tận tâm quản lý công việc của mình, nhưng lại không có sự linh hoạt của con người, mà giống như những cỗ máy. Thẩm Lãng thực sự nghi ngờ rằng họ là những cỗ máy. Bởi vì từng bước đi, từng hành động của họ đều giống nhau, như được đo lường và điều chỉnh một cách chính xác, nhưng rất nhanh, Thẩm Lãng đã từ bỏ suy nghĩ này. "Con, con, con, làm." Tiếng chuông vọng lên từ ngọn kim tự tháp cao hàng ngàn mét trong thành phố, âm thanh lan tỏa khắp bầu trời thành thị. Và sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Dù đang làm gì, dù thân phận là gì, dù là nô lệ hay nông dân, kể cả quân đội và cả những con vật nuôi, tất cả đều quỳ xuống hướng về phía ngọn kim tự tháp cao hàng ngàn mét trong thành phố. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Khương đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế. Hàng triệu người bỏ mọi công việc trong tay, hô to lên. Hàng triệu người như một người, không hề hỗn độn. Âm thanh rung trời. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 phút. Hàng triệu người không làm gì cả, chỉ quy trên mặt đất hô vạn tuế trong 3 phút. Họ gọi bệ hạ là ai? Chắc chắn là Khương Ly và không còn là đại càn đế quốc mà trực tiếp là đại khương đế quốc. Sau 3 phút, lễ hội kết thúc. Tất cả mọi người đứng lên, lại tiếp tục công việc của mình, tỉ mỉ và cẩn thận như những cỗ máy. Thẩm lãng và đội ngũ của hắn kéo xe trượt tuyết vào trong thành, công việc coi như đã hoàn thành. Tiếp theo, họ vận chuyển những thùng hàng lớn vào một chiếc xe, sau đó thông qua quỹ đạo, vận chuyển đến một nơi nào đó trong thành. Thành phố này có hệ thống đường dây cho tàu, nghe có vẻ rất hiện đại và tiên tiến, nhưng nhìn lại thì lại rất cổ điển, giống như những cơ quan của trung quốc cổ đại nhưng nguồn động lực của chúng hoàn toàn là ngạc mộng thạch vô cùng tiên tiến thẩm lãng cùng hàng vạn người khác chưa bao giờ thực sự bước vào thành phố trước khi bị đẩy ra ngoài bởi vì họ là những con vật màu xám không có quyền được vào thành phố họ phải ra khỏi mái vòm để vận chuyển đá tảng và khối băng nơi ở của họ không phải trong thành phố mà là trong các hang động dưới lòng đất ở biên giới mái vòm họ giống như những con kiến chỉ có thể sống trong các hang động mỗi khi ai đó ra khỏi cổng thành họ sẽ nhận được một hạt sau khi ăn cả người họ đều trở nên nóng bỏng hầu như không cảm nhận được sự lạnh lẽo thẩm lãng không hề do dự dù anh muốn đi vào thành phố lên đỉnh kim tự tháp nhìn xem ai là người cai trị hàng triệu dân thành thị này liệu có phải là người quen của anh nhưng anh vẫn tuân theo mệnh lệnh cùng tất cả những nô lệ khác ra khỏi thành phố để tiếp tục khai thác đá tảng vào lúc này đột nhiên một đội ngũ võ sĩ trang bị đầy đủ xuất hiện trước mặt anh mỗi người đều mặc áo giáp cổ đại giống như một loại võ sĩ đặc biệt trước những võ sĩ đặc biệt này liệu họ đã trở thành phụ diễn hãy đến đây hàng chục võ sĩ cổ đại đặc biệt bao vây thẩm lãng dẫn anh đến một nơi vắng vẻ trở về vị thủ lĩnh võ sĩ hỏi thẩm lãng một cách thấp giọng thẩm lãng ngạc nhiên sau đó gật đầu hãy đi đại nhân tổng đốc muốn gặp bạn vị thủ lĩnh võ sĩ nói hãy theo ta sau đó một con điêu khổng lồ từ trên trời rơi xuống đây là một con điêu màu đen trên lưng nó còn có một cái thùng xe giống như một chiếc xe ngựa có thể bay thẩm lãng theo vị thủ lĩnh võ sĩ vào trong thùng xe con điêu màu đen bay lên trời hướng về đỉnh kim tự tháp ở trung tâm vài phút sau con điêu màu đen hạ cánh tại đỉnh kim tự tháp cao hàng ngàn mét từ xa nơi này chỉ là đỉnh của một kim tự tháp nhưng sau khi hạ cánh nơi này trở thành một tòa thành với kiến trúc tập thể đây là trung tâm cai trị của hàng triệu dân và hàng trăm ngàn quân đội kiến trúc nơi này mang phong cách đặc sắc rất giống với cung điện cổ xưa của khương ly mang đến cảm giác u ám kìm nén cổ điển và thần bí thành phố này chứa đựng vô số ngôi nhà tạo nên hình dạng của một kim tự tháp khổng lồ không phân biệt phương đông hay phương tây thẩm lãng được dẫn vào một căn phòng tối tăm bên trong mật thất anh lặng lẽ ngồi chờ ở đây anh đã chờ đợi một canh giờ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến sau đó là tiếng nói của một cô gái đại nhân tổng đốc đang bận nên đã nhờ ta đến thăm hỏi giọng nói của cô gái này có vẻ quen thuộc đúng vậy cánh cửa phòng mở ra một người phụ nữ mặc váy dài màu đen bước vào Trang phục của cô giống như của một quả phụ màu đen, quay lưng về phía thẩm lãng. Có khỏe không nhỉ, cô gái kia quay lại, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng quen thuộc. Chắc chắn rồi, đó là từ thiên thiên, người vợ đầu tiên của thẩm lãng. Thật sự đã lâu lắm, lâu lắm rồi mới gặp lại. Thẩm lãng đã không gặp từ thiên thiên bao lâu rồi. Chính anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết từ khi anh đánh bại nội triều thành, tiêu diệt chắc chiêu nhan, cứu ra từ thiên thiên, anh gần như không còn gặp nàng nữa. Tất nhiên, theo sự phát triển của Đại Càn Đế quốc do Thẩm Lãng lãnh đạo, sự nghiệp của Từ Thiên Thiên cũng phát triển mạnh mẽ, hầu như kiểm soát hết thảy mộ dịch tơ lụa ở phương Đông và phương Tây, không thể mô tả bằng từ phú giáp. Cha nàng, Từ Quang Doãn, đã phải lăn lộn hàng chục năm mới trở thành triệu phú, còn Từ Thiên Thiên chỉ cần một chuyến buôn bán đến Tây Luân Đế quốc, đã kiếm được số tiền mà cha anh cả đời không thể kiếm được. Trong vòng vài năm, Từ Thiên Thiên đã có thể tự hào gọi mình là phú khả đế quốc. Không chỉ có vậy, nàng còn giữ hai chức quan trong hộ bộ mậu dịch và lễ bộ ngoại giao của đại càn đế quốc có vẻ như đã đạt được chức ngũ phẩm thẩm lãng không để ý đặc biệt chỉ là lướt qua trong báo cáo của thượng thư đài những năm ấy thẩm lãng không có thời gian gặp nàng từ thiên thiên cũng cố gắng tránh né việc gặp lại thẩm lãng nàng không phải là trương xuân hoa người muốn bằng mọi cách gả cho thẩm lãng nàng là một nữ nhân có phẩm giá nhưng nếu không gả cho thẩm lãng thì không ai muốn lấy nàng vì không ai dám cưới nàng trong suốt sáu bảy năm qua số lần thẩm lãng và từ thiên thiên gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, từ thiên thiên vẫn trẻ như ngày nào, da rẻ và khuôn mặt đẹp thậm chí còn hơn cả ngày xưa. Nhưng từ ánh mắt, từ khí chất, nàng đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Thẩm lãng chỉ nhìn nàng một lần và ánh mắt của hắn không cho thấy bất kỳ rung động nào. Nói đi, ở đâu, từ thiên thiên hỏi một cách thản nhiên. Khí chất của nàng thay đổi rất nhiều, thậm chí còn tràn đầy sự mệt mỏi và tiêu điều, cảm giác như quyền mạng sống chết đang nằm trong tay nàng. Thẩm lãng im lặng không nói gì. Từ thiên thiên thản nhiên nói, cảm thấy rằng ta không đủ tư cách, không thể nghe người báo cáo. Thẩm lãng vẫn im lặng không nói gì. Từ thiên thiên lười nhác ngồi xuống, tự mình rót một chén rượu đỏ, không quá 300 công chức, sau đó uống cạn trong một hơi. Gọi tổng đốc đại nhân đến đây, từ thiên thiên nói, vâng, một võ sĩ bên ngoài đi ra. Sau đó, phòng mật rơi vào yên lặng, từ thiên thiên tiếp tục uống rượu, mỗi chén đều hơn nửa cân, coi như là rượu vang đỏ cũng quá mạnh. Một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi, oai hùng bước vào, cao gần 1m9, vóc dáng hùng tráng, tràn đầy sức mạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, hơn nữa, hắn luôn nhăn mày. Mặt khác, khuôn mặt của hắn rất xấu, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vóc dáng hùng tráng của mình. Người này chính là tổng đốc đại nhân của thành thiên nam. Nói đi, tổng đốc trẻ tuổi nói, ở đâu? Thầm lãng suy nghĩ một lúc, đi tới bản đồ trước mặt, cầm bút lên và chỉ vào một điểm, đó chính là nơi hắn tỉnh lại. Há, ở đây à, tổng đốc trẻ tuổi nói, thật sự giống như một con chuột, đánh mãi mà không hết. Sau đó, hắn tiện tay kéo xuống một tờ bản đồ và vẽ một vòng ở một địa điểm nào đó. Gọi người đến, một tướng lĩnh bước vào, phái 3.000 binh sĩ không quân, phá hủy toàn bộ khu vực trong bán kính 30 dặm từ nơi này, đại nhân tổng đốc ra lệnh. Tướng lĩnh đó hỏi, vâng, đại nhân, chúng ta sử dụng loại vũ khí nào? Địa ngục đạn, tổng đốc trả lời, nói chung, phá hủy sạch sành xanh trong bán kính 30 dặm, không để sót một con chuột, phải, tướng lĩnh đó nhận lệnh và rời đi, chỉ sau một chốc lát. Vèo 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 vèo, 3.000 binh sĩ không quân cất cánh, bay ra khỏi thiên nam thành. Cùng lúc đó, còn có ba vật thể lớn đang bay. Đây là gì? Không giống máy bay, cũng không giống phi thuyền, nói chung là một quái vật khổng lồ. a à, đây là phiên bản tiến hóa của pháo đài bay, lớn hơn nhiều so với pháo đài bay từng xuất hiện ở nội triều thành, mỗi pháo đài bay đều có nguồn năng lượng hạch tâm độc lập trên bề mặt đầy các loại vũ khí kể cả long chi lực loại nhỏ hơn nữa tốc độ bay cực nhanh dễ dàng vượt qua cự điêu thực sự là bá vương không trung siêu cường nếu thẩm lãng có vũ khí này vào năm đó đã sớm quét ngang thiên hạ chỉ sau một chốc lát ba ngàn binh sĩ không quân này biến mất khỏi tầm mắt bay về phía nam hướng tới địa điểm mà thẩm lãng đã nói tình cảnh này giống như thế nào giống như một siêu cường quốc chỉ cần hỏi một câu phần tử khủng bố ở đâu. Sau đó không cần phái người đi, trực tiếp phái binh sĩ không quân mạnh mẽ, triệt tiêu hoàn toàn khu vực đó, dù là phần tử khủng bố hay người nào khác, đều bị tiêu diệt sạch sành xanh. Cô cô, đế kinh tốt hơn nơi này nhiều, ngươi không cần phải miễn cưỡng đến chúng ta nơi hoang vu này. Tổng đốc nói, đế kinh có mọi thứ tốt hơn nơi này, ta đã bỏ công sức lớn để triệu hồi ngươi đến đây. Từ thiên thiên trả lời, nơi này mới là quê hương của ta. Đại nhân tổng đốc nói, nhưng mà bệ hạ đang ở đế kinh từ thiên thiên nói hắn không ở đế kinh từ sau biến cố ở bắc cực hắn chưa từng xuất hiện luôn ở bắc cực thánh kinh thậm chí thái tử và quý phi cũng không thấy được hắn vào lúc này thẩm lãng cuối cùng đã nhận ra người đại nhân tổng đốc này chính là ai đó là con đệ đệ của hắn con trai của thẩm kiến thẩm thành không trách khi vừa nhìn thấy mà cảm thấy hơi quen mắt bởi vì khi hắn còn nhỏ thẩm lãng thường xuyên ôm hắn hơn nữa hắn và thẩm mật có mối quan hệ rất tốt không ngờ rằng hắn lại lớn hơn nhiều như vậy ít nhất cũng đã ba mươi mấy tuổi chứ. Nói cách khác, thời gian đã trôi qua mấy chục năm, hắn thật sự đã trở thành tổng đốc của thiên nam hành tỉnh. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài lại vang lên tiếng của một tướng lãnh. Đại nhân tổng đốc, mật thám từ Hắc Thủy Đài đã đến đây báo cáo. Tổng đốc thẩm thành nhăn mày nói, không để yên, phiền phức quá. Ta không muốn ở nơi quỷ quái này, man hoang chi địa, man hoang chi địa, cô cô à, ngươi hãy đi tìm một chút quan hệ, đưa ta đi đế kinh. Từ thiên thiên nói, ta tìm quan hệ, chấp chính thái tử là đệ đệ của ngươi, việc cảnh thủ hộ thân vương cũng là đệ đệ của ngươi, hoàng đế bệ hạ là bá phụ của ngươi, ngươi là hoàng thất tông thân, quan hệ của ngươi không phải thân mật hơn ta nhiều sao? Thẩm Thanh nói, ai nói, ai cũng biết ngài là một trong những thế tử của hoàng đế bệ hạ, không có danh hiệu quý phi, nhưng có quyền lực của quý phi. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, từ sau biến cố ở Bắc Cực, chúng ta đều chưa từng thấy thẩm lãng bệ hạ, hắn vẫn ở trong thánh kinh Bắc Cực, không cho phép ai bước vào Bắc Cực nửa bước, ta xem như là quý phi gì chứ? Nghe đến những tin tức này, Thẩm Lãng không khỏi run rẩy trong lòng. Cái gì? Đây là gì? Nguyên lai người mà họ gọi là hoàng đế bệ hạ vĩ đại không phải Khương Ly, mà là hắn, Thẩm Lãng. Ít nhất, toàn bộ thiên hạ đều cho rằng hắn là Thẩm Lãng. Nói cách khác, Khương Ly vẫn đang dùng tên của Thẩm Lãng để cai trị toàn bộ đế quốc. Thẩm Thành nói, hoàng đế bệ hạ của chúng ta có mục tiêu cao hơn, hắn đã hoàn toàn siêu thoát khỏi những tình cảm thấp hèn, hắn làm tất cả mọi việc đều vì cứu vớt thế giới này. Đại nhân Tướng lãnh bên ngoài nói thấp giọng. "Biết rồi, biết rồi." Thẩm Thành tổng đốc nói, "Để hắn vào." Một lát sau, một tên mật thám từ Hắc Thủy Đài bước vào. Hắn trông giống hệt những tên nô lệ ở tầng thấp nhất, với khuôn mặt không thể nhận biết, râu tóc bù xù, như thể đã không được chăm sóc trong suốt mười mấy năm qua. "Đại nhân, ta đã cải trang và lẫn vào đám nô lệ này và đã tìm ra được những người có dấu hiệu đáng ngờ." Mật thám từ Hắc Thủy Đài báo cáo, "Đây là danh sách, tổng cộng có 39 người. Họ đang lan truyền tin đồn" cố gắng lật đổ đế quốc vĩ đại của chúng ta, làm ô danh tiếng của hoàng đế và còn chuẩn bị gây ra một cuộc đại loạn. Loạn, thẩm thành, tổng đốc, cười lạnh, chỉ bằng cách sử dụng đám gia súc này sao? Từ thiên thiên nhẹ nhàng phản bác, xin chú ý ngôn từ, đế quốc của chúng ta không có nô lệ, không có gia súc, họ chỉ là những người trục tội. Vâng, mật thám từ hắc thủy đài đáp, dù số người phản bội ít, nhưng họ có khả năng kích động mạnh mẽ. Thiên nam hành tỉnh của chúng ta có hơn 150 vạn người trục tội, nếu tất cả họ bị kích động, Hậu quả sẽ không thể lường trước, 150 vạn, Thẩm Lãng ngạc nhiên đến mức ngây người, chỉ một thành Thiên Nam mà có 150 vạn nô lệ. Thẩm Thành, tổng đốc, nói, đám người kia thật sự có nghiệp chướng nặng nề, đại đế đã làm mọi thứ để cứu vớt thế giới này, chúng ta còn sống sót và thế giới này còn may mắn tồn tại, hoàn toàn nhờ ân đức của đại đế. Vậy mà đám người kia vẫn cố gắng lật đổ đế quốc vĩ đại, họ chủ yếu tập trung ở những khu nào? Khu 13, khu 19, mật thám từ Hắc thủy đài trả lời. Đây là danh sách chi tiết của 39 người, cùng với những người họ đang kích động. Cần phải vượt qua 1.000 người, mục tiêu ẩn có khả năng bị kích động, vượt qua 3.000 người. Thẩm Thành, Tổng đốc, nhẹ nhàng nói, chuẩn bị quân tuần tra, chuẩn bị tiêu diệt những kẻ phản loạn ẩn nấp. Phải, mật thám từ Hắc Thủy Đài Đáp, điều bao nhiêu người? Một vạn, Thẩm Thành nói. Vâng, tướng lĩnh bên cạnh của Hắc Thủy Đài Đáp. Thẩm Thành chỉ một thoáng nhìn Thẩm Lãng và nói, ngươi, trở về đơn vị. Tướng lĩnh của Hắc Thủy Đài liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, ra hiệu cho hắn theo sau. Thẩm Lãng theo người ta ra khỏi nơi này. Tướng lĩnh Hắc Thủy Đài, ta biết rằng ngươi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Anh ta nói, nhưng ngài đã được chỉ định tạm thời ở Hắc Thủy Đài, vì vậy trong thời gian này tại Thiên Nam Thành, ngài có thể phải chịu sự điều khiển tạm thời của chúng ta. Nhưng ngài hãy yên tâm, những việc mà ngài không muốn làm, ta sẽ không bắt buộc. Không sao cả. Thẩm Lãng trả lời. Đặc sứ, đặc sứ là gì? Khi thẩm lãng rời khỏi tổng đốc phủ, anh ta nhìn qua một tấm kính lớn, sau đó anh ta cuối cùng hiểu được đặc sứ là gì. Hình dáng của nhân loại thượng cổ được gọi là đặc sứ. Khi chỉ nhìn một mình, anh ta không thể cảm nhận được điều gì, nhưng bây giờ khi đứng cùng vị tướng lĩnh hắc thủy đài này, anh ta có thể rõ ràng nhận ra sự khác biệt. Thẩm lãng có hình dáng, khuôn mặt không giống như họ, đó là hình dáng của nhân loại thượng cổ. Khuôn mặt của anh ta sâu hơn, chiều dài của cánh tay và chân dài hơn, và anh ta vẫn cao hơn 2m2 vẫn rất mạnh mẽ. Khi Khương Ly quay trở lại văn minh thượng cổ, anh ta mang theo hàng trăm nghìn người thượng cổ và thân thể của họ đã được cải tạo năng lượng. Hơn nữa, rất nhiều hóa thạch nhân loại thượng cổ chôn dưới đất cũng đã được phục sinh. Và những người thượng cổ này đều thuộc vào một tầng lớp đặc biệt. Những kẻ phản bội này núp vào trong đám đông, họ định làm gì? Thẩm lãng hỏi. Tướng lĩnh Hắc Thủy Đài trả lời họ muốn tiến hành một cuộc tấn công tự sát, phá hủy mấy trụ năng lượng của mái vòm, tạo ra một sự kiện lớn, cố gắng khiến cả đế quốc hoảng sợ. Thẩm Lãng hỏi, chỉ có 39 người. Tướng lĩnh Hắc Thủy Đài trả lời, chỉ điều tra rõ được thân phận của 39 người, nhưng thực tế thì cần nhiều hơn. Đặc sứ, hành động tối nay, ngài có tham gia không? Tham gia, Thẩm Lãng trả lời. Tướng lĩnh Hắc Thủy Đài nói, tốt, vậy chúng ta sẽ thông báo cho ngài vào lúc đó, và khi cần thiết, khi ngài trở về đế kinh, hy vọng ngài có thể nói vài lời tốt cho chúng ta. Thẩm Lãng hiểu rõ, làm một người thượng cổ có quyền lợi đặc biệt, anh ta phụ trách việc giám sát mỗi khu vực do Khương Ly chỉ định. Để thuận lợi cho Thẩm Lãng, tổ chức linh hẳn là đã giết chết một người thuộc thượng cổ nhân loại dưới trướng Khương Ly, sau đó biến đổi Thẩm Lãng thành hình dạng của người đó. Sau đó, tướng lĩnh của Hắc Thủy Đài dẫn Thẩm Lãng vào một ngôi nhà xa hoa. Thật sự rất xa hoa, toàn bộ ngôi nhà 13 tầng này hiện tại thuộc về riêng hắn, bên trong có hơn 100 nam nữ hầu hạ. Bên trong có rượu ngon và món ăn ngon, không thiếu thứ gì. Đặc sứ đại nhân, đây là nơi chúng ta chiêu đãi tốt nhất, Chúng ta đã chuẩn bị 10 cô gái cho ngài, tất cả đều là thuần khiết không tì vết, rất hoan nghênh ngài thưởng thức." Tướng lĩnh của Hắc Thủy Đài nói. Sau đó, 10 cô gái quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, có người da trắng, người da đen, người thuộc tộc Duy Đạt, người da vàng, vân vân. Từ trang phục của Thẩm Lãng, có thể thấy được cấp bậc của hắn không cao, nhưng người đứng trước mặt hắn hiện tại, tướng lĩnh của Hắc Thủy Đài, là một vạn hộ, một nhân vật quyền lực thực sự. Chính vì Thẩm Lãng hiện tại có hình dạng của thượng cổ nhân loại, nên tất cả các vạn hộ của hắc thủy đài đều muốn nịnh bợ hắn có thể thấy được người thuộc thượng cổ nhân loại này của đại khương đế quốc đã đứng ở đỉnh của kim tự tháp đây là tầng lớp chủng tộc những người bình thường ngay cả khi có chức quan lớn hơn cũng tự nhiên thấp hơn ba phân trước mặt người thuộc thượng cổ nhân loại thẩm lãng đi vào phòng thư đứng trước một tấm bản đồ lớn phía trên đó chính là lãnh thổ của đại khương đế quốc thẩm lãng nhìn qua một lần liền không khỏi kinh ngạc quả thật quá lớn bây giờ Đại Khương Đế quốc không chỉ bao gồm toàn bộ thế giới phương Đông, mà còn bao gồm các nước ở Tây vực, các nước ở Đông Nam Hải vực, cùng với toàn bộ Tây Luân Đế quốc, thậm chí cả vùng hải vực phía nam của Tây Luân Đế quốc và ngay cả quốc gia Amazon cũng không ngoại lệ, tất cả đều trở thành lãnh thổ của Đại Khương Đế quốc. Hơn nữa, mỗi một thành thị đều được bảo vệ bởi một mái vòm lồng năng lượng lớn, tổng cộng có 199 cái mái vòm như vậy. Nói cách khác, bây giờ Đại Khương Đế quốc có 199 tỉnh, tổng dân số có thể vượt qua 500 triệu. Đây thật sự là một điều kinh ngạc. Một thế giới hoàn toàn bị đóng băng, giống như một thế giới tận thế, lại có dân số đông đúc như vậy. Văn minh năng lượng của Khương Ly mạnh mẽ đến mức nào? Trong hoàn cảnh này, họ vẫn có thể nuôi dưỡng được dân số lớn như vậy. Thẩm lãng không thể không nhớ đến những cây trồng nông nghiệp kỳ quái, cỏ nuôi súc vật mọc lên ngay sau khi ăn xong và những con dê bò không nhúc nhích như bị loại trên mặt đất. Trong số hàng trăm triệu người này, hơn 60% là nô lệ, họ đều sống trong hang động dưới lòng đất, nằm dưới mái vòm lồng năng lượng, giống như đàn kiến trên bản đồ thẩm lãng nhìn thấy toàn bộ việt quốc vẫn được chia thành bốn khu vực thiên nam thiên bắc thiên tây thiên đông việt quốc trước đây giờ đây không còn tồn tại nữa được gọi chung là vượt biên người cai trị cao nhất là bảo vệ sứ đứng trên tổng đốc còn có sa man tộc ở miền nam lớn bây giờ cũng đã trở thành sa mạc tổng cộng có hai thành phố dưới mái vòm một ở phía nam cực một ở phía bắc xa nhất nước hương ban đầu giờ đây đã trở thành một tỉnh chỉ có một thành phố dưới mái vòm trên bản đồ, Thẩm Lãng nhìn thấy Đế Kinh vẫn được xây dựng tại vị trí cũ của Viêm Kinh, nhưng diện tích đã tăng gấp 3-4 lần, chưa từng có một thành phố lớn như vậy, dân số có lẽ đã vượt qua 10 triệu. Đây thực sự là một đế quốc dị dạng. Nhìn qua, nó giống như một đế quốc cổ đại, nhưng nắm giữ sức sản xuất tiên tiến kỳ lạ, nắm giữ một quân đội cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, Thẩm Lãng phát hiện ra, không chỉ có một đế kinh, mà còn có một thánh kinh ở Bắc Cực, cũng chính là khu vực mà Khương Ly đã mở rộng ở đế quốc Tây Luân bên kia còn có một Tây Kinh. Thẩm Lãng tiếp tục xem tài liệu, rất nhanh anh ta cũng hiểu rõ vì sao cây trồng nông nghiệp trong mái vòm điên cuồng như vậy, không thể dựa vào quang hợp. Thẩm Lãng biết năng lượng của mỗi thành phố đến từ đâu, trái đất, Khương Ly vẫn tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình để nuốt chửng và tiêu hao năng lượng của tinh cầu. Mỗi thành thị đều có một tham châm to lớn, đâm sâu vào lòng đất, trực tiếp đạt đến trái tim của trái đất. Nó không ngừng nuốt chửng năng lượng, chuyển năng lượng đó vào trung tâm, cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ thành thị điều này giống với nguyên lý của văn minh thượng cổ năng lượng hạt nhân thượng cổ dựa vào năng lượng từ núi lửa đây là một cách thu thập nguồn năng lượng rất hợp lý bởi vì núi lửa phun trào là do năng lượng dư thừa sử dụng năng lượng hạt nhân để hấp thụ nhiệt lượng từ dung nham không chỉ có thể lưu trữ năng lượng mà còn có thể ngăn chặn núi lửa phun trào văn minh thượng cổ đã khai thác nguồn năng lượng của tinh cầu một cách hợp lý nhưng khương ly lại trực tiếp hấp thụ năng lượng từ trái tim trái đất giống như muốn giết chết toàn bộ tinh cầu Việc này giống như cắm 199 ống hút máu vào một người, nếu tiếp tục như vậy, sau mấy trăm năm, năng lượng của tinh cầu sẽ hoàn toàn kiệt quệ, khi đó, nó sẽ hoàn toàn chết đi. Thẩm Lãng ngồi trên ghế, nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại, Đại Khương Đế quốc vẫn công nhận Khương Lãng là hoàng đế, bởi vì Khương Ly không tiết lộ thân phận của mình. Hơn nữa, sau biến cố ở Bắc Cực, Khương Ly chưa từng xuất hiện, luôn ở Bắc Cực, có vẻ như có việc quan trọng hơn cần phải làm. Và còn có, thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm? Thẩm Lãng cũng nhìn thấy, bây giờ là năm thứ 29 của Đại Khương. Khi Văn Minh thượng cổ trở lại, đúng là năm đầu tiên của đế quốc, đã trôi qua 29 năm. Trong phòng đọc sách, rất dễ dàng có thể tìm thấy đế quốc sử ký. Thẩm Lãng nhìn thấy hình vẽ của hoàng đế Bệ Hạ vĩ đại này, không sai, đó chính là khuôn mặt của hắn, Khương Ly thực sự vẫn dùng tên Thẩm Lãng để cai trị đế quốc, chính mình không hề lộ diện. Đế quốc sử ký thông báo cho thiên hạ, Bệ Hạ một mình ở Bắc Cực, đang phấn đấu để cứu vớt thế giới cũng là nỗ lực để lừa dối vạn dân, Thẩm Lãng không ở đế quốc, không thể tự mình chấp chính, bởi vì phải ở Bắc Cực để cứu vớt thiên hạ. Vậy, Khương Ly đang một mình ở Bắc Cực Thánh Kinh, hắn đang làm gì ở đó? Hắn dựa vào gì để thống trị thiên hạ này từ Bắc Cực? Trên bức họa còn có hình của hoàng hậu đế quốc, đó là Mộc Lan, nhưng Kim Mộc Lan hiện tại có lẽ không ở đế kinh, vì cô đã biến mất từ 29 năm trước. Còn có những chân dung khác, tất cả đều là các vợ của Thẩm Lãng, bao gồm Ninh Diễm, Trương Xuân Hoa, Băng Nhi, không rõ các nàng có ở viêm kinh hay không thậm chí còn có chân dung của đi thái tử đế quốc chính là thẩm giã chân dung của hắn trên tranh gần như chân thực như một bức ảnh thẩm kiến em trai của thẩm lãng đã được phong làm công tước thậm chí thủ tướng đế quốc vẫn là căng quân khương mật con gái của thẩm lãng đã được phong làm công chúa trường lạc khương lực đã được phong làm việt cảnh thủ hộ sứ kiêm đế quốc thân vương nói cách khác gia đình thẩm lãng đều đã trở thành hoàng tộc thậm chí người cha dựng của hắn Thẩm Vạn cũng đã được phong làm công tước. Kim Mộc Thông hiện tại đã trở thành Phó tướng Đế quốc, con trai của Kim Mộc Thông mới 30 tuổi, đã trở thành tổng đốc Đế quốc, được phong ở nước tấn Cũ. Thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Không trách con trai của Thẩm Kiến, Thẩm Thành cũng đã trở thành tổng đốc của Thiên Nam hành tỉnh Đế quốc, thống trị hàng triệu dân và hàng trăm ngàn quân đội. Hơn nữa, Đế quốc sử ký đã rõ ràng mô tả, đại đế là người cứu vớt thế giới, quanh năm ở Bắc Cực thành kinh. Nói cách khác, Khương Ly chưa bao giờ rời Bắc Cực, hơn nữa, họ còn cố gắng cho thiên hạ biết, hoàng đế vẫn là thẩm lãng, chỉ là hắn không thể tự mình chấp chính. Vậy, người nắm quyền chính vụ lớn của đế quốc là thái tử Khương Dã. Vậy thì, liệu gia đình Thẩm Lãng có ở đế kinh hay không? Bao gồm Ninh Nguyên Hiến, Thẩm Mật, Băng Nhi, Ninh Diễm và những người khác. Nếu vậy thì có chút kỳ quái, đế quốc hiện tại rõ ràng rất kỳ quái, 60 đến 70% người đã trở thành nô lệ. Đế quốc này gần như toàn bộ mọi người đều sống sót như những xác chết di động, trở thành một đế quốc tà ác, đầy sự khủng bố. Thẩm Dã, người đang làm thái tử, liệu có thể ngồi yên không chú ý đến điều này không? Chương sau sẽ tiết lộ sự thật quan trọng, Khương Ly không cướp xác của Thẩm Lãng, Thẩm Lãng vẫn giữ nguyên thân thể ban đầu, tất cả nữ chính sẽ không bị ai khác chiếm đoạt, kể cả về mặt tinh thần. Thẩm Lãng không thể không nhớ lại lúc mình rời Viêm Kinh, đã có cuộc trò chuyện với Thẩm Dã và căng Quân. Lúc đó Thẩm Lãng hỏi Thẩm Dã, ngươi là ai? thẩm giã trả lời ta là thái tử của đại càn đế quốc ta là người thừa kế của gia tộc khương thị thẩm lãng hỏi lại ngươi là ai thẩm giã trả lời ta là con trai của phụ thân và mẫu thân thẩm lãng nhắc nhở hắn nhớ kỹ hắn trước tiên là thẩm giã con trai của phụ thân và mẫu thân sau đó mới là thái tử của đại càn đế quốc và cuối cùng mới là người thừa kế của gia tộc khương thị ngày đó thẩm giã đã đồng ý với điều này sau đó thẩm lãng có cuộc trò chuyện với căng quân khuyên hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng nên ở lại trung khu đại càn đế quốc chịu đựng nhục nhã dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải kiên trì ở lại trung khu đế quốc bây giờ sau 29 năm căng quân đã hơn 60 tuổi thẩm giã cũng đã 40. họ đang ra sao đương nhiên bây giờ thế giới này đã có sự thay đổi lớn về năng lượng tuổi tác đã không còn quá quan trọng bởi vì trong sử ký đế quốc Khương Lãng Đại Đế đã có một cống hiến lớn là kéo dài tuổi thọ tối đa của loài người từ hơn 100 tuổi lên tới hơn 200 tuổi. Vì vậy, Căng Quân hơn 60 tuổi, hoàn toàn còn thuộc về tuổi thanh niên, còn Thẩm Giã hoàn toàn là một thanh niên. Còn có ba nhân vật quan trọng khác, Kim Mộc Lan, Nữ Tử Bạch Kinh và Adolf. Ngày đó khi Thẩm Lãng đi đến Bắc Cực Bạch Ngọc Kinh, sứ giả Bạch Ngọc Kinh hỏi Thẩm Lãng có muốn gặp Kim Mộc Lan không? Đó là vợ của anh, lúc đó cũng đã hơn một năm không gặp, nhưng Thẩm Lãng đã từ chối bởi vì thẩm lãng biết mộc lan chắc chắn đã không còn ở bạch kinh tại sao bởi vì bạch ngọc kinh mẫu thân của thẩm lãng đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc khương ly trở lại làm sao có thể để mộc lan tiếp tục ở lại bạch kinh thậm chí adolf cũng đã bị bí mật đưa đi dựa vào suy đoán này mộc lan chắc chắn sẽ không ở đế kinh vậy thì hoàng hậu kim mộc lan trong sử ký đế quốc là từ đâu tới còn một việc nữa loa tổ và khương ly cuối cùng có quan hệ gì thân phận thật sự của nàng là gì một điểm mấu chốt khác nhà tù thượng cổ nhà tù thượng cổ này đã từng gây ra nhiều nghi ngờ và lừa dối cho thẩm lãng người tù đầu tiên của hắn cũng chính là tù nhân cấp thấp nhất là thái tử khương hiết người đã làm cho khương thị mất đi ngôi vị hoàng đế nhưng mà việc khương hiết bán đi đế quốc thượng cổ phương đông hoàn toàn là một âm mưu tất cả đều vì mục đích đánh cắp sức mạnh lớn của nữ hoàng medusa tránh né sự tiêu diệt của thượng cổ và để cho văn minh thượng cổ có thể trở lại vì vậy khương hiết trong nhà tù thượng cổ hiển nhiên là giả chỉ là một thế thân mà thôi thậm chí nhà tù thượng cổ này chính là căn cứ do hắn thiết kế và xây dựng vấn đề hiện tại đến đây việc khương hiết bán đi đế quốc thượng cổ phương đông là một âm mưu liệu cơ thị thượng cổ có biết hay không thậm chí khương thị thượng cổ có biết hay không nếu như họ cũng đều biết đây chính là bí mật cao cấp nhất của hoàng tộc cổ đế quốc nếu như họ không biết thì bây giờ đã chứng minh rằng khương hiết một mình thao túng toàn bộ âm mưu bởi vì khương hiết trong nhà tù thượng cổ là giả điều này khiến thẩm lãng nghi ngờ liệu toàn bộ nhà tù thượng cổ có phải là giả không người bị giam giữ trong tù thất thứ hai là nữ hoàng hắc ám và nàng đã biến mất hiện tại thẩm lãng đang cố gắng điều chỉnh quan niệm của mình thái tử khương hiết trong phòng tù thứ nhất là giả nhưng những người trong các phòng tù khác không hẳn là giả nếu nữ hoàng hắc ám đã tàn sát hàng triệu người thật sự tồn tại và đã trốn thoát vậy nàng là ai liệu nàng đã từng xuất hiện chưa một loạt câu hỏi đang xoay quanh trong đầu thẩm lãng vào thời điểm này tiếng ồn từ bên ngoài vang lên Đặc sứ đại nhân, chúng ta cần hành động, chúng ta sẽ đi thanh trừ khu vực thứ 13 và 19 nơi có phản loạn, ngài có muốn đi không? Thẩm lãng đứng lên và nói, đi. Sau đó, hắn ra khỏi phòng. Ở không xa phía trước, thẩm lãng nhìn thấy thành bảo hắc thủy đài của thiên nam thành. Nó thật sự giống như một pháo đài hắc ám, rộng lớn đến mức khó tưởng tượng, diện tích vượt qua 2.000 mẫu. Tầng tầng lớp lớp, bảo vệ nghiêm ngặt. Khó tưởng tượng rằng, đây chỉ là một thành bảo hắc thủy đài của thiên nam thành, nhưng quy mô đã lớn hơn nhiều so với thành bảo hắc thủy đài của nước Việt trước đây. Thẩm Lãng biết, vào thời điểm này, người quản lý lớn nhất của hắc thủy đài ở tỉnh Thiên Nam là một đề đốc, là nhân vật số 3 của toàn Thiên Nam thành, chỉ đứng sau tổng đốc và đề đốc chú quân. Một đề đốc có 3 vạn hộ, tức là 3 vạn quân đội. Một hắc thủy đài ở một tỉnh thì có 3 vạn quân tuần sát, điều này vào thời điểm đó là không thể tưởng tượng được. Vào thời điểm thịnh nhất của hắc thủy đài ở nước Việt trước đây, số lượng võ sĩ cũng không đạt đến 3 vạn người. Lúc này trên quảng trường, một vạn quân tuần sát của Hắc Thủy Đài đã hoàn toàn tập kết xong, người dẫn đầu vẫn là vị vạn hộ kia. Một vạn võ sĩ của Hắc Thủy Đài này chắc chắn là tinh nhuệ, mỗi người đều mặc áo giáp màu đen. Mặc dù không thể sánh được với áo giáp thượng cổ của võ sĩ đặc chủng, nhưng đã tốt hơn áo giáp bí mật của sáu đại siêu thoát thế lực. Mỗi người đều có thượng cổ chiến đao, còn có súng trường ngạc mộng thạch, mặt nạ đều được rèn từ kim loại đặc biệt, không thể bị đau thương xuyên thủng. Mỗi võ sĩ đều trang bị đầy đủ, Điều này giống như Gestapo của Hitler, nhưng còn mạnh mẽ và tinh nhuệ hơn. Chỉ là một hành tỉnh, nhưng đã có 3 vạn võ sĩ của Hắc Thủy Đài. Điều này càng chứng minh sự thống trị của đặc vụ trong đế quốc, một sự khủng bố màu đen. Vị tướng lãnh của Hắc Thủy Đài nhìn thầm lãng, nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì đây là một tình huống công cộng, hắn không thể tỏ ra quá mức thân thiện. Xuất phát, theo lệnh của hắn, một vạn tuần sát quân cuồn cuộn tiến về biên giới khu vực của thành thị. Không cần bất kỳ phương tiện giao thông nào, bởi vì mỗi người đều mặc chiến hoa đặc thù, với ngạc mộng thạch làm động lực, tốc độ cực nhanh. Con đường của thành phố này thực sự rộng lớn đến cực điểm, đã từng có đại đạo của nước Việt huyền vũ. Mặc dù không thể sánh được với đại đạo của Trường An Thành trong chiều đường, nhưng cũng rộng đến mấy chục mét. Còn con đường trục của Thiên Nam Thành này đã vượt qua hơn 200 mét rộng. Khi tuần sát quân của Hắc Thủy Đài đi qua, con đường dọc theo đó mở ra, không có bất kỳ ai ngăn cản ở phía trước. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, e sợ xuất hiện trong mắt của đám người kia. Cẩm y vệ của Triều Minh cùng Đông Sưởng Hai trận chiến của Gestapo nước Đức cũng đã làm cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, trẻ nhỏ ngừng khóc đêm. Mà dân chúng của Thiên Nam Thành đối với võ sĩ của Hắc Thủy Đài, mức độ sợ hãi chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Quả nhiên là sự thống trị của đặc vụ. Cùng lúc đó, ở phía đông nhất của Thiên Nam Thành, nơi này có một cảnh quan thiên nhiên, dòng nước chảy qua cầu nhỏ, sắc màu rực rỡ. Toàn bộ kiến trúc của Thiên Nam Thành đều rất to lớn, cao vài chục thước, rộng và kìm nén hoàn toàn không thể phân biệt được là phương đông hay phương tây cũng không thể phân biệt được là cổ đại hay tương lai nói chung là rất mâu thuẫn nhưng khu vườn này hoàn toàn theo phong cách kiến trúc cổ điển của phương đông giống hệt như mấy chục năm trước nơi này được gọi là cung điện hướng về phía nam thái tử khương giã đã từng ở đây thành viên của hoàng tộc đế quốc mỗi khi ngày nữa nam đô sẽ làm chủ cung điện này không phải tổng đốc phủ đương nhiên chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách làm chủ đế đốc cao nhất của hắc thủy đài tại thiên nam hành tỉnh của đế quốc nhưng khi một vạn quân tuần sát đi bình định khu 13 và 19, vị Đề đốc đại nhân này không hề dẫn đội, thậm chí không hề xuất hiện, bởi vì hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là dẫn dắt tinh nhuệ võ sĩ bảo vệ cung điện phía nam, nơi có nhân vật quan trọng thực sự. Quân đội của Tổng đốc phủ hộ tống một chiếc xe ngựa đến trước cổng lớn của hành cung, một tên hoạn quan tiến lên, mở cửa xe và quỳ xuống, dùng thân thể của mình như một chiếc ghế để quý nhân trong xe có thể xuống xe. Từ Thiên Thiên liếc mắt nhìn, không chọn người ghế để xuống xe mà là trực tiếp bước xuống đất, sau đó đi về phía hành cung. Đế đốc của Hắc Thủy Đài tại Thiên Nam hành tỉnh, dẫn dắt tinh nhuệ võ sĩ, quỳ xuống một cách chỉnh tề, bái kiến quý nhân. Từ Thiên Thiên chưa từng kết hôn với Thẩm Lãng, nhưng mọi người đều biết mối quan hệ thân mật giữa hắn và Thẩm Lãng, do đó không thích hợp gọi là phi tử, chỉ có thể gọi là quý nhân. Khi quân đội của Tổng đốc phủ vừa tới gần hành cung, ngay lập tức bị đế đốc của Hắc Thủy Đài ngăn cản. Nơi này là hành cung, không ai có quyền tiến vào. Quân đội thông thường cũng không có quyền tiếp cận nơi này, chỉ có Hắc Thủy Đài, là chó săn của hoàng gia, mới có quyền bảo vệ hành cung. Người chỉ huy vạn hộ của Tổng đốc phủ với một khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng cúi người chào hỏi, nhưng trong lòng rất khó chịu. Hắc Thủy Đài quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả Tổng đốc phủ đều không đặt vào mắt, tổng đốc của chúng ta là cháu trai của bệ hạ mà. Từ Thiên Thiên tiến vào trong hành cung, ngay lập tức có một đại hoạn quan tiến lên quỳ xuống và dập đầu, cung minh quý nhân. Từ Thiên Thiên hỏi, công chúa điện hạ thế nào? bữa ăn thế nào đại hoạn quan thấp giọng trả lời không thể tiếp tục có chút buồn bực từ thiên thiên gật đầu sau đó đi qua hành lang đến một cái bể nước nước ở đây trong suốt như phỉ thúy một gian lầu các tinh xảo đứng yên ở trung tâm bể nước từ thiên thiên đi theo cầu cong vào vẫy tay tự nhiên ngay lập tức mọi người phía sau đều lùi ra từ thiên thiên bước vào phòng nơi đây tràn đầy hơi hướng cổ điển từ đồ gia cụ bồn chứa thảm lông cho đến thậm chí cả những cuốn sách đều mang dáng vẻ cổ kính một người đẹp tuyệt trần của phương đông đang ngồi yên lặng trong phòng đọc sách. Nàng chính là công chúa trường lạc của đế quốc, Khương Mật hay còn gọi là Thẩm Mật. Di Nương, khi nhìn thấy từ thiên thiên, Khương Mật đứng dậy chào mừng. Qua hàng thập kỷ, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một công chúa chính hiệu. Nàng vẫn giữ được vẻ mộng mơ như hồi nhỏ, mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm đều toát lên vẻ ôn nhu, to nhã của hoàng gia. Mẹ của nàng, Băng Nhi, ngay từ khi sinh ra Thẩm Mật đã nói, đứa trẻ này là một công chúa, chỉ là được mang trong bụng của mình mà thôi, không có mối quan hệ gì với mình nàng hoàn toàn thừa kế được vẻ quý phái của phụ thân và nàng từ nhỏ đã yêu thích làm công chúa luôn tự yêu cầu mình phải nghiêm khắc trong mỗi cử chỉ mỗi biểu cảm tiểu mật nghe nói hôm nay ăn cơm không ngon lắm à từ thiên thiên nói sao vậy ta cùng ngươi đến thiên nam thành giải sầu sao còn không mau lên đường khương mật nói ta muốn đi về quê nhà muốn đi đến nội triều thành nhưng lại bị ngăn cản khi nàng nói về quê nhà nàng đang nói về phủ huyền võ công tước nơi mà gia tộc Kim Thị đang cai quản, nơi mà mẹ của nàng, Băng Nhi, đã lớn lên. Từ Thiên Thiên nói, họ cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của ngươi mà thôi, gần đây nhóm khủng bố này rất hung hăng, cả Thiên Nam Thành đều đang trong tình trạng bất ổn. Nếu ở trong mái vòm thì còn an toàn, nhưng nếu ra khỏi mái vòm, không chắc đã gặp phải nguy hiểm. Khương Mật nói, ta biết, vì vậy ta cũng không trách họ. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, Hắc Thủy Đài đã điều tra được danh sách chi tiết của nhóm khủng bố này, hôm nay họ sẽ tiến hành bắt giữ và tiêu diệt. Vì vậy ngày mai cảnh báo an toàn có thể sẽ được gỡ bỏ, lúc đó ta sẽ cùng ngươi đi đến phủ huyền võ công tước, có được không? Khương mật ôn nhu gật đầu. Và lúc này, một cô hầu gái mang nước trà vào, ngoan ngoãn đặt lên bàn. Di nương, mời uống trà, công chúa Khương mật nói. Từ thiên thiên nhấc chén trà lên, nhấm nháp từng ngụm một cách văn nhã. Lúc này, trên mặt nước trà, hiện lên một hàng chữ. Công chúa điện hạ, quý nhân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai sẽ giải cứu các ngươi khỏi đế quốc hắc ám đưa các ngươi tới nơi quang minh người thị nữ này không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cũng không nói gì sau khi đưa nước trà cô ấy im lặng rời đi vừa mới đi ra khúc cầu thì có mấy nữ võ sĩ của hắc thủy đài tiến lên kiểm tra từng tấc một trên người người thị nữ này từ thiên thiên vẫn tiếp tục trò chuyện từng câu một với công chúa khương mật đều là những ngôn ngữ bình thường nhưng mà tay của họ đang ở nơi mà người khác không thấy âm thầm đánh ra mật mã đặc biệt họ đang dùng phương thức này để giao tiếp di nương liệu họ có thể gặp nguy hiểm không hôm nay võ sĩ của đế quốc hắc thủy đài đã đi bình định công chúa khương mật từ thiên thiên nói để giải cứu ngươi mọi sự đều đáng giá công chúa khương mật nói chỉ vì một mình ta không đáng để trả giá lớn như vậy từ thiên thiên nói ngươi là con gái của hắn nước quang minh coi như trả giá lớn hơn nữa cũng đáng để giải cứu ngươi công chúa khương mật nói lần này ai sẽ dẫn đội tới cứu ta là công chúa quang minh hay là đại nhân Hồng Tuyết? Từ Thiên Thiên nói, ngày mai sẽ biết, chỉ cần thoát khỏi đế quốc hắc ám này là tốt, chỉ cần thoát khỏi cái địa ngục này là tốt. Chỉ có ở nơi quang minh mới có tương lai thực sự. Gia đình của ngươi cũng đều đang ở đó chờ ngươi. Thẩm lãng cùng một vạn tuần sát trước quân của Hắc Thủy Đài tiến về phía biên giới mái vòm, nơi này đầy rẫy lòng đất và hang động. Hơn một triệu người đang sống trong những hang động nhỏ này, cuộc sống của họ thực sự tệ hại, thậm chí còn không bằng gia súc, thật sự giống như những con kiến. Họ không có quyền ở trên mặt đất, thậm chí họ còn không có quyền vào trong thành, mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, không ngừng thu thập các loại tài nguyên ở ngoài mái vòm, sau đó trở về trong thành, và điều quan trọng nhất là nước. Bởi vì chỉ có một mái vòm, không thể duy trì một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh, hầu hết nguồn nước đều phải thu thập từ bên ngoài, việc loại bỏ băng trở thành một công việc quan trọng nhất. Toàn bộ thiên thủy thành với hơn một triệu người, chính là những người làm việc này. Nơi ở của họ được chia thành 19 khu, mỗi khu là một cụm hang động siêu cấp, trong đó có gần 80.000 người. Theo báo cáo của mật thám Hắc Thủy Đài, những phần tử khủng bố đang ẩn nấp trong khu vực thứ 13 và 19. Họ đang lên kế hoạch kích động những người nô lệ trong hai khu vực này nổi loạn, làm nổ cột trụ năng lượng của mái vòm. Vì vậy, 10.000 quân tuần sát này được chia thành hai phần, một phần đi vào khu vực thứ 13, một phần đi vào khu vực thứ 19. Còn Thẩm Lãng thì tham gia vào hành động bắt giữ ở khu vực thứ 13. Nhìn rõ mọi người, nhớ kỹ khuôn mặt của mỗi phần tử khủng bố, họ đều là kẻ địch của đế quốc họ đang cố gắng lật đổ sự thống trị của đế quốc họ là kẻ địch của toàn bộ loài người kẻ địch của toàn bộ văn minh sau khi tiến vào ngay lập tức bắt giữ nếu có bất kỳ ai phản kháng hãy giết hết mà không cần xét xử trong khu vực thứ 13, có 20 phần tử khủng bố 300 người đã bị kích động phản bội 2.000 người nô lệ bị lời đồn độc hại tổng cộng hơn 2.000 người tất cả đều phải bị bắt giữ hành động phải nhanh phải hoàn thành việc bắt giữ trong vòng 2 canh giờ có nghe rõ không phải 5.000 quân tuần sát của Hắc Thủy Đài trả lời, xuất phát, 5.000 quân tuần sát của Hắc Thủy Đài ngay lập tức xông vào khu vực thứ 13 để tiến hành bắt giữ. Vào thời điểm này, một bóng người từ trên trời rơi xuống, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quỳ xuống. Bái kiến đại nhân tổng đốc, nếu chỉ là một tổng đốc bình thường, Hắc Thủy Đài thực ra cũng không coi trọng, bởi vì hiện nay đế quốc đang thực hiện chính sách thống trị đặc biệt. Quyền lực của Hắc Thủy Đài được nâng cao đáng kể, vì vậy, mỗi một đề đốc của hắc thủy đài ở mỗi tỉnh đều không coi trọng quản lý cuộc đấu tranh rất khốc liệt tuy nhiên thiên nam hành tỉnh lại là một ngoại lệ bởi vì người đứng đầu tỉnh này tổng đốc thẩm thành chính là cháu trai của hoàng đế thẩm thành tổng đốc vẫn luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và lười biếng hắn liếc nhìn thẩm lãng một cái dù người khác đối xử với đặc sứ với sự tôn kính hắn vẫn luôn tỏ ra ngạo mạn đã chuẩn bị xong chưa thẩm thành tổng đốc hỏi một cách thờ ơ hắc thủy đài vạn hộ trả lời đúng đại nhân Thẩm Thanh tổng đốc hỏi tiếp, chuẩn bị như thế nào? Hắc Thủy Đài Vạn Hộ trả lời, theo danh sách, chúng ta đã nhanh chóng bắt được tổng cộng 2320 người. Hắn đưa danh sách lên. Thẩm Thanh tổng đốc liếc nhìn danh sách một cái, sau đó vứt nó xuống đất. Hắc Thủy Đài Vạn Hộ nhanh chóng quỳ xuống nhặt nó lên. Quá phiền phức, hãy giải quyết sạch sẽ, Thẩm Thanh tổng đốc nói. Hắc Thủy Đài Vạn Hộ hỏi, ý của đại nhân là gì? Thẩm Thanh tổng đốc nói, giết sạch tất cả, không để sót một ai. Thà giết nhầm ba ngàn, cũng không thể buông tha một cái. Hắc thủy đài vạn hộ run rẩy nói, đại nhân, trong danh sách này có tới bảy vạn người. Thẩm thanh tổng đốc nói, có vấn đề gì sao? Những kẻ như thế này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hắc thủy đài vạn hộ run rẩy nói, đại nhân, việc bắt giữ hơn hai ngàn người không có vấn đề. Nhưng mà vì bắt giữ chỉ là mấy chục tên phần tử khủng bố, mà phải tàn sát bảy vạn người, kể cả là nô lệ cấp thấp nhất, cũng quá tàn nhẫn, ta không thể chịu trách nhiệm này. Thẩm Thanh tổng đốc nói, trách nhiệm gì, ta sẽ chịu. Hắn quay lại nhìn Thẩm Lãng và nói, nếu đặc sứ không hài lòng, bất cứ lúc nào có thể viết mật tấu gửi về đế kinh tố cáo ta, nhưng trước khi đó, quyết định vẫn là của ta. Hơn nữa, ngươi cũng đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, tiêu diệt sạch những kẻ phản bội ở địa phương. Ta rất ngán những kẻ quỷ quái ở đây, hãy tranh thủ thời gian hành động, hành động ngay. "Đúng, Hắc Thủy Đài vạn hộ trả lời. Tiến hành, giết sạch 13 khu." Hắc Thủy Đài vạn hộ run rẩy nói. Ngay lập tức, 5000 tên quân tuần sát của Hắc thủy đài nhảy vào 13 khu hang động, bắt đầu cuộc sát giết. Vèo 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 vèo. Súng trường và súng máy ngạc mộng thạch bắn ra những đạn mãnh liệt. Toàn bộ 13 khu hang động, rộng khoảng 10 km vuông, chật kín bảy vạn người. Quân tuần sát của Hắc thủy đài bắn một trận mãnh liệt, hàng loạt người mất mạng mà không kịp chống cự, đa số họ chết mà không biết nguyên nhân. Trong quá trình này, Tổng đốc Thẩm Thành đột nhiên quay về phía Thẩm Lãng và hỏi: "Ngươi có gặp đặc sứ từ Thiên Thiên không?" Thẩm Lãng không nói gì, không phát ra một tiếng động. Được rồi, không hỏi thăm nữa, Tổng đốc Thẩm Thành nói một cách khinh thường. Khoảng vài phút sau, tiếng chiến đấu vang lên từ bên trong. Rõ ràng là có người đang phản kháng, có lẽ là lực lượng quân phản loạn đang ẩn nấp trong 13 khu. Khoảng nửa giờ sau, vạn hộ của Hắc Thủy Đài đi ra, quỳ xuống và báo cáo, đại nhân tổng đốc, tất cả đã bị tiêu diệt. Thẩm Thành hỏi, thương vong như thế nào? Vạn hộ của Hắc Thủy Đài trả lời, chúng ta có hơn 500 người bị thương. Thẩm Thanh cười lạnh và nói, không phải ngươi nói chỉ có hai mươi mấy tên quân phản loạn sao? Vạn hộ của Hắc Thủy Đài xấu hổ trả lời, là ta đã ước lượng sai. Thẩm Thanh hỏi, tổng cộng có bao nhiêu quân phản loạn, mang theo bao nhiêu vũ khí? Võ sĩ của Hắc Thủy Đài trả lời, ước chừng 100 tên quân phản kháng, mang theo vũ khí rất nguyên thủy, không có vũ khí ngạc mộng thạch, nhưng võ công của họ rất cao, do đó đã gây ra thương vong lớn cho chúng ta. Thẩm Thanh nói, bọn họ vẫn còn không chịu thua, chỉ với một chút sức mạnh như vậy mà còn muốn lật đổ đế quốc mạnh mẽ của chúng ta. Giả sử để họ thành công chế tạo một cuộc tấn công thì sao? Mất mặt chỉ là ta, xui xẻo cũng chỉ là các ngươi, đế đốc của Hắc Thủy Đài có thể làm dao động đế quốc chúng ta sao? Chỉ là run dế muốn leo cây thôi. Sau khi nói xong, Tổng đốc Thẩm Thành trở lại ngồi trên xe ngựa hoa lệ, lặng lẽ uống rượu ngon. Hơn nửa giờ sau, một phi kỵ từ trên trời hạ xuống. Đại nhân Tổng đốc, 19 khu cũng đã hoàn toàn được quét sạch, tổng cộng 5 vạn người, Tất cả đã bị tiêu diệt, ước chừng phát hiện hơn 50 tên quân phản loạn Quang Minh." Thẩm Thanh Tổng đốc hỏi, "Ngươi Hắc Thủy Đài hãy nói cho ta biết, liệu lần sóng này có thực sự ẩn núp vào quân phản kháng và tiêu diệt họ hoàn toàn không?" Hắc Thủy Đài Vạn Hộ trả lời, "Phải, chúng ta phải tiêu diệt họ hoàn toàn." Thẩm Thanh Tổng đốc chỉ vào Hắc Thủy Đài Vạn Hộ, lạnh lùng nói, "Nếu có chuyện gì xảy ra ngày mai, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới." Sau đó, Thẩm Thanh Tổng đốc cưỡi lên phi kỵ, bay lên không trung và rời đi việc giết chết hàng vạn nô lệ dường như không làm hắn xúc động. một lát sau, thẩm thành tổng đốc hạ xuống tại cửa hành cung. hắc thủy đài đề đốc như chó săn trong cửa. khi thấy thẩm thành tổng đốc, hắn cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân tổng đốc. thẩm thành tổng đốc gật đầu, không để ý đến hắc thủy đài đề đốc và tiếp tục bước vào hành cung. một lát sau, một đại hoạn quan chân không dính đất đi ra và quỳ xuống, bái kiến tiểu công gia. hắn quỳ ngay tại cửa, ngăn cản thẩm thành tổng đốc đi vào. thẩm thành nói, làm sao? Ta không đủ thuần túy để tiếp tục làm hoàng tộc sao? Ta họ Thẩm không phải họ Khương, vì thế không thể vào hành cung. Đừng quên, ta vẫn họ Thẩm, hoàng đế bệ hạ chưa hạ chỉ chính thức đổi họ. Đại hoạn quan dập đầu nói, lão nô không dám. Trong mắt các nô tài, họ Khương là chủ nhân, họ Thẩm cũng là chủ nhân. Thẩm Thanh tổng đốc nói, vậy tại sao ngươi còn cản đường ta? Công chúa điện hạ là tỷ tỷ của ta, chúng ta từ nhỏ đã rất thân thiết, ta muốn xem nàng đang làm gì. Đại hoạn quan dập đầu nói, tiểu công gia công chúa điện hạ đang ngủ thẩm thanh tổng đốc nói ồ đang ngủ suýt quên tỷ tỷ ta từ nhỏ đã có lịch trình rất quy luật không giống ta thức khuya đúng rồi tỷ tỷ ta hôm nay có vui không đại hoạn quan nói có chút không vui lần này nàng muốn đi nội triều thành thăm huyền võ công tước phủ nhưng lại gặp phải ngăn cản thẩm thanh tổng đốc nói thật là oan uổng gần đây không yên ổn những kẻ phản quân ở quang minh địa phương hung hăng cực kỳ ta sợ không an toàn nên mới không cho tỷ tỷ đi về nhà Ta cũng rất nhớ quê nhà, thôi, ngày mai ta sẽ cùng nàng đi, bởi vì những kẻ phản loạn này đã bị tiêu diệt hầu hết. Lão già, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai ta sẽ cùng công chúa đi Huyền Võ công tước phủ. Vâng, tốt nói, đại hoạn quan quỳ xuống dập đầu. Sau khi thẩm thành tổng đốc đi, đại hoạn quan nhanh chóng tiến vào hành cung, đi tới lầu các ở ngoài, dập đầu nói, công chúa điện hạ, những kẻ phản loạn kia đã bị tiêu diệt, bên ngoài đã yên bình, ngày mai chúng ta sẽ đi Huyền Võ công tước phủ sau đó lại đi nội triều thành bên trong chuyển đến tiếng khương mật ôn nhu mà lại nhảy nhót biết rồi kèm kèm mấy giờ sau trong một hang động cách huyền võ công tước phủ mấy chục dặm mấy chục tên võ sĩ đang ngồi yên mỗi người trên y phục đều theo một cái thái dương vì lẽ đó được gọi là quang minh địa phương nhưng mà khương ly cũng từng được khen là thái dương người cầm đầu là một tên võ sĩ tóc tai dối bời râu ria tỏ rõ thân thể khô gầy ánh mắt mệt mỏi hắn chính là trúc hồng tuyết mà lâu ngày không gặp Trúc hồng tuyết của thiên nhai hải các. Mấy chục tên võ sĩ đang lẳng lặng ăn đồ ăn. Chán thật, nước đều không nóng, thịt đều không nấu chín. Một tên võ sĩ oán giận nói. Nơi này khí áp quá thấp, nên nước không sôi ở 100 độ Celsius, vì thế thịt không nấu chín. Hơn nữa nơi này nhiệt độ quá thấp, thịt vừa mò ra đã nguội, chờ đưa đến trong miệng đã đông cứng. Trúc hồng tuyết cầm khối thịt, chết lặng nhai. Ba mươi mấy, mấy năm trước, võ công của hắn đã cao đến tuyệt đỉnh, bây giờ hắn mạnh mẽ như thế nào? Đương nhiên, sau chiến tại thiên việt thành hắn theo tả từ đi tới vùng hoang mạc xa xôi và không xuất hiện nữa nguyên soái liệu rằng huynh đệ của chúng ta tại thiên nam thành có phải đã gặp phải tai ương một tên võ sĩ hỏi đến giờ phút này vẫn chưa có tin tức gì truyền về trúc hồng tuyết yên lặng không đáp nguyên soái số lượng chiến sĩ của chúng ta ở quang minh địa phương ngày càng ít đi đế quốc quá mạnh mẽ liệu chúng ta còn có hy vọng không gần 30 năm đã trôi qua nếu thẩm lãng bệ hạ còn sống hắn đã lâu phải xuất hiện rồi liệu hắn có phải đã qua đời? Nguyên Soái, chúng ta còn có hy vọng không? Theo lý thuyết, thế giới này chỉ có thể tồn tại không quá 100 năm nữa, sau đó sẽ diệt vong. Nghe thấy lời nói của thủ hạ võ sĩ, Trúc Hồng Tuyết từ đầu đến cuối không mở miệng, bởi vì hắn cũng không biết liệu còn có hy vọng hay không, hắn cũng không biết Thẩm Lãng có còn sống hay không, liệu có thể trở về hay không. Nhưng mà, dù sao thì có hy vọng cũng tốt hơn là không có hy vọng, phải không? Đây là lời lão sư dạy hắn. Năm đó khi thẩm lãng bệ hạ chuẩn bị phạt bắc viêm kinh lão sư tả từ đã đến thăm hắn đồng thời mời hắn đi khám phá vạn dặm hoang mạc vào thời điểm không thuận lợi bây giờ gần 30 năm đã trôi qua vị bệ hạ này cũng không xuất hiện nữa tương lai liệu thật sự còn có hy vọng còn có ánh sáng không nhưng vào lúc này một con chim non đỏ rực bay tới chui vào hang động giống như một ngọn lửa trúc hồng tuyết đưa tay ra con chim non đỏ rực này rơi vào lòng bàn tay của hắn mổ mấy lần ánh mắt trúc hồng tuyết run lên nói, chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ phát động cuộc chiến, địa điểm tại phủ cũ của Huyền Võ công tước, cứu viện hai người, dẫn các nàng đi tới Quang Minh địa phương. Vâng, lần này trúc hồng tuyết đã đi xa hàng vạn dặm để cứu hai người, Từ Thiên Thiên và công chúa Thẩm Mật. Đầu tiên, ta đã rõ ràng mô tả rằng linh hồn của Khương Ly đang nằm trong đầu Thẩm Lãng. Từ khi bắt đầu, linh hồn của hắn rất yếu ớt và hoàn toàn ở trong trạng thái chờ đợi, do đó hắn không thể nhận biết được những sự kiện mà Thẩm Lãng trải qua chỉ đến khi hắn tiến vào bắc cực lãnh địa và nhận được sức mạnh lớn hắn mới dám phục hồi hoàn toàn do đó khương ly không biết gì về những chuyện đã xảy ra giữa thẩm lãng và các thê tử của hắn điều này ta đã rõ ràng mô tả trong các chương tiết thứ hai sau biến cố ở bắc cực 29 năm khương đế quốc đã được thành lập khương ly từ trước đến sau đều ở trong thánh kinh bắc cực dựa vào thống trị của nhân loại thượng cổ trên toàn thế giới hắn chưa từng gặp thẩm lãng và các thê tử của hắn và càng không thể chạm vào họ không chỉ có vậy Tất cả thê tử của Thẩm Lãng, thậm chí tất cả người thân của hắn cũng hoàn toàn không ở Đế Kinh, điều này sẽ được mô tả cụ thể trong chương tiếp theo. Thậm chí hiện tại, Khương Ly cũng không chiếm được thân thể của Thẩm Lãng, bởi vì va chạm ở Bắc Cực đã phá hủy nó. Đương nhiên, điều này cũng do ta, khi mô tả, ta hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, không ngờ có một số độc giả tự mình suy diễn nhiều như vậy, ta sẽ quay lại và chỉnh sửa một chút. Ta muốn nói rõ một lần nữa, ta là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhân vật chính nữ sẽ không bị người khác chạm vào một ngón tay, thậm chí cả cổ trở xuống cũng sẽ không bị nhìn thấy. Nếu như nhìn từ trên trời xuống, ta sẽ phát hiện toàn bộ thế giới trở thành một mạng nhện lớn. 199 mái vòm bao phủ thành thị giống như tiết điểm, trong đó mỗi thành thị đều có con đường đặc thù liên kết. Và những con đường đặc thù này cũng được bảo vệ bởi một lớp năng lượng, đảm bảo rằng những thành thị này có thể giao thông nhanh chóng. Nhìn qua, có phải đây là cấu trúc của thành thị di tích thượng cổ không? Không sai, rất giống. Lúc đó, di tích thượng cổ ở nam bộ hải vực kim cương phong và quảng trường thượng cổ ba di tích này cũng có con đường đặc thù liên kết không chỉ có tam giác ma quỷ và những di tích của quốc gia đã thất lạc mà còn có một con đường đặc biệt dưới đáy biển trước đây ta đã phát hiện ra rất nhiều di tích thượng cổ một số đã hoàn toàn chìm trong đất bùn của đại địa nhưng vẫn còn duy trì được sự hoàn chỉnh thậm chí còn có mái vòm bao phủ lúc đó thẩm lãng cảm thấy rất kỳ quái sau đại nhất diệt những thành thị thượng cổ này chìm xuống lòng đất nhưng vẫn còn hoàn toàn không bị tổn hại, vì sao lại có một cái lồng che kín? Bây giờ, ta cần phải rõ ràng rằng, đây là thành thị tân thành của đế quốc phương Đông thượng cổ trước đại niết diệt, họ đã nỗ lực sử dụng những mái vòm này để chống lại đại niết diệt thượng cổ. Vậy thì, đại niết diệt thượng cổ cuối cùng là gì? Vì sao phải dùng mái vòm để bảo vệ thành thị? Quay lại vấn đề chính, lúc này, đế quốc Khương có 199 thành với mái vòm, phân tán trên toàn bộ tinh cầu, giống như một mạng nhện lít nhít, và trung tâm của mạng nhện này chính là Bắc Cực Thánh Kinh. Và bây giờ, Bắc Cực Thánh Kinh đã khởi dựng một tòa đại điện viễn cổ chưa từng có trước đây. Nơi này từ trước đến nay đã rơi vào vĩnh dạ, nhưng mà toàn bộ đại điện Bắc Cực Thánh Kinh đều sáng lên. Nơi này không có con người thật sự, tất cả đều là hóa thạch nhân loại được chôn giấu trong di tích thượng cổ, họ đã thức tỉnh và phục sinh trở lại. Nhưng mỗi người đều giống như xác chết di động, thân thể của họ cũng biến đổi mãi mãi, giống như hóa thạch, giống như tinh thể, nhưng hoàn toàn không giống như thân thể máu thịt. Đội quân võ sĩ thượng cổ này đã khôi phục, số lượng thiên văn đông đúc như mây che kín bầu trời, không thể đếm hết được có bao nhiêu người. Ở Đế quốc Khương Ly, linh hồn vĩnh tồn, thân thể năng lượng của nhân loại thượng cổ mới, tổng cộng không tới 30 vạn, là đỉnh của kim tự tháp đế quốc. Còn đội quân đã khôi phục này, số lượng của họ thật sự là nhiều không thể kể hết. Và bây giờ, quy mô của hoàng cung Bắc Cực Khương Ly, xa xa vượt qua pháo đài băng quan của Vu Yêu Vương, gấp trăm lần còn chưa đủ. Thật sự giống như một con quỷ khổng lồ bao trùm trên tinh cầu phía bắc. Nếu so sánh 199 thành trì và con đường đặc thù tạo thành một mạng nhện to lớn, thì Bắc cực hoàng cung chính là con quỷ trong mạng lưới đó. Con đường đặc thù này chính là nơi nó lấy chất, những thành trì to lớn này chôn vùi dưới đất, hấp thụ năng lượng điên cuồng, cung cấp cho toàn bộ Bắc cực hoàng cung, vì vậy, Khương Ly đang nốt chừng sức mạnh của toàn bộ hành tinh. Trải qua 29 năm kể từ khi hắn tỉnh giấc tại Bắc cực, hắn chưa bao giờ rời đi nửa bước hắn đã phân tán hàng vạn người mới của thời đại cổ đại đến mọi nơi giúp hắn thống trị đại khương đế quốc vô cùng lớn này cái gọi là đại khương đế kinh trước đây là viêm kinh thành hắn chưa bao giờ đặt chân đến trong hoàng cung bắc cực cao như núi rộng như vũ trụ ngai vàng tạo thành từ tinh thể địa ngục không hề uy nghiêm hay thô bạo cũng không có gì kỳ lạ hay dữ tợn chỉ là một chiếc ngai vàng bình thường khương ly ngồi lên đó một cách yên lặng không hề động đậy giống như một tượng điêu khắc hắn hiện tại trông như thế nào thân hình của thẩm lãng không phải thật ra không biết hắn có hình dạng gì vì toàn thân hắn đều được bao phủ bởi áo giáp hắc ám chỉ có hai con mắt lộ ra và hai con mắt này hoàn toàn là ánh sáng của tinh thể địa ngục và hiện tại vẫn đang đọng lại tinh thể địa ngục dù vậy hắn vẫn không động đậy hai con mắt cũng giống như đã đọng lại một hồi lâu sau bỗng nhiên con mắt của hắn tan chảy từ tinh thể địa ngục đã đọng lại đã biến thành ánh sáng phun trào của tinh thể địa ngục sau đó bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng mở ra trong chốc lát, toàn bộ trong đại điện xuất hiện một cái tù năng lượng cũng được tạo thành từ tinh thể địa ngục. Bên trong có một người. Nói chính xác hơn, không giống như là người, vì sau lưng có đôi cánh màu đen, khuôn mặt có chút giống người, nhưng thân thể đã hoàn toàn khác biệt. Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra đường nét trên khuôn mặt của nàng, đó chính là nhâm doanh doanh. Nhâm doanh doanh, nữ hoàng hắc ám, hay là giáo viên của ta, ngài muốn chọn một cái xưng hô nào, Khương Ly nói một cách thản nhiên. Đối phương suy nghĩ một chút, gật đầu và nói, hãy gọi ta là nhâm doanh doanh ta không thích danh xưng hắc ám nữ hoàng và càng không thích được gọi là lão sư nó khiến ta cảm thấy khó chịu nhâm doanh doanh liệu có phải là hắc ám nữ hoàng đã trốn thoát từ phòng tù thứ hai có phải là người được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ sâu độc dù nàng là loài gì nhưng chắc chắn không phải là loài người tuy nhiên trong phòng tù thứ hai rõ ràng là hắc ám nữ hoàng đã tạo ra ôn dịch giết chết hơn 10 triệu người thượng cổ nó trông giống như một loại virus nhưng cũng giống một loại cổ trùng nàng nói nhâm doanh doanh đứa trẻ đáng thương khi ta đạt đến một trình độ nhất định ta mới trở thành thủy tổ của phù đồ sơn ta mới là đồ đằng của phù đồ sơn mấy trăm năm qua ta đã tạo ra một lượng lớn cổ trùng tại phù đồ sơn trở thành một thế lực siêu thoát trong thiên hạ ta vốn muốn yên lặng nuôi dưỡng nguồn thế lực này chờ đợi cơ hội nhưng không ngờ rằng những người ở phù đồ sơn lại quá thất vọng họ không thể đạt được đột phá trong nghiên cứu cổ trùng nên đã đi đào móc di tích thượng cổ bỏ mặc ta linh hồn của ta vạn độc chi mẫu đã bị coi là cổ trùng đệ nhất thiên hạ và đã bị đưa vào cơ thể của con gái hắn, nhâm doanh doanh, để huấn luyện. Vì sao hắc ám nữ hoàng không sớm đoạt xác để khôi phục thân thể? Cự long ấp cần năng lượng mạnh mẽ và hắc ám nữ hoàng cũng cần năng lượng để tỉnh giấc. Nhưng nếu không tiến vào thượng cổ long hạp, nàng sẽ không bao giờ có đủ năng lượng để tỉnh giấc. Theo kế hoạch ban đầu của nàng, nàng muốn sử dụng phù đồ sơn để nuôi dưỡng một loại cơ thể sống siêu cường cùng trùng tộc gần nhất của hắc ám nữ hoàng sau đó nó sẽ đưa linh hồn của mình vào cơ thể sống này nhưng mà, sau mấy trăm năm phát triển, Phù Đồ Sơn đã đi vào bế tắc trên con đường nghiên cứu cổ trùng và cơ thể sống. Một nhóm người bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, như Ngô Đồ, một thiên tài, đã bị hoàn toàn lạnh nhạt. Vì thế, khi nhâm danh danh để thân thể mình vào long hạp, nàng đã hấp thụ sức mạnh mạnh mẽ và tỉnh lại sau khi phá kén. Sau khi tỉnh lại, giống như một đứa trẻ đói bụng, nàng đã đi khắp nơi để nuốt chửng mọi loại năng lượng. Nàng muốn nuốt chửng mọi loại năng lượng, từ đồ đăng của thượng cổ nhân loại, máu rồng, năng lượng bức xạ từ long trì đến tất cả sức mạnh nàng đều nuốt chửng một cách điên cuồng điều này là do nàng muốn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất bởi vì thời gian không đợi ai tất nhiên cuối cùng nàng vẫn không thể kịp khương hiết là một học sinh tốt ngươi thật giả tạo hắc ám nữ hoàng nói thật làm cho ta phải than thở ngươi đã chiếm dụng một nửa năng lượng hắc ám của ta ngươi đã đào tạo tinh thể địa ngục cũng có một nửa công lao là của ta khương ly nói đương nhiên ngài đã dạy ta rất nhiều cho nên ta mới mạnh mẽ như ngày hôm nay, ngài có công lao lớn." Hắc ám nữ hoàng nói, "Ngươi đã lợi dụng virus năng lượng hắc ám của ta, tàn sát hơn 10 triệu thượng cổ nhân loại, lấy năng lượng linh hồn của họ để làm thí nghiệm, đây là hành vi của ngươi." Cuối cùng, tội danh lại rơi vào đầu ta, ta bị giam cầm trong ngục giam thượng cổ, cũng là do ngươi." Khương Ly nói, "Thân mến lão sư, chỉ có ngài mới có virus năng lượng hắc ám đó, ngài là người của vực sâu hắc ám, một nửa là thân thể nhân loại, một nửa là năng lượng thể thật sự làm ta mê muội, hơn nữa, nếu không có hơn 10 triệu linh hồn người để làm thí nghiệm, chúng ta không thể thành công trong việc tạo ra tinh thể địa ngục và chúng ta cũng không thể khôi phục lại văn minh thượng cổ. Điên rồi, Hắc Ám nữ hoàng nói, chúng ta lúc đó đã đồng ý giúp đỡ ngươi, vì ngươi nói rằng ngươi có thể cứu vớt thế giới, có thể chống lại sự diệt vong của thượng cổ, nhưng chúng ta không ngờ, ngươi lại đang phá hủy cả một hành tinh. Khương Ly nói, ta không làm gì sai cả chỉ có việc nâng cao đẳng cấp văn minh và tạo ra nhân loại vĩnh hằng mới có thể thực sự cứu vớt thế giới khi ta nói về thế giới ta nói về văn minh nhân loại chứ không chỉ là một hành tinh ngài đang hiểu một cách hẹp hòi bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có một hành tinh nên ngài còn coi trọng nó nhưng khi tương lai chúng ta có nhiều hành tinh ngài cũng sẽ bỏ nó đi như đôi giày rách mà những gì ta đang làm ngay bây giờ chính là để cho nhân loại mới có thể rời khỏi hệ thống hành tinh này chinh phục biển cả tinh thần bên ngoài đó mới là con đường của vua mới có thể tránh được diệt vong vĩnh hằng hắc ám nữ hoàng nói trong thời đại thượng cổ dù ta là nữ ma đầu dù ta đã làm rất nhiều chuyện ác nhưng hành tinh này vẫn là nhà của ta ta yêu nó hơn bất cứ thứ gì khương ly nói xem đây cũng là một loại cảm xúc cấp thấp được rồi được rồi cãi nhau mãi cũng không có kết quả lão sư à lúc đó khi bắc cực biến đổi khi ta muốn chiếm lấy thân thể của thẩm lãng các ngươi đột nhiên xuất hiện ta nhớ lúc đó có ba người ngài là tù phạm thứ hai còn có tù phạm thứ ba tù phạm thứ tư ngày đó hắc ám nữ hoàng phát động cuộc tấn công tự sát mục tiêu trực tiếp là thân thể của thẩm lãng nhưng lúc đó khương ly đã kiểm soát vô số tinh thể địa ngục để bảo vệ thân thể này do đó hắc ám nữ hoàng chỉ va chạm ra một lỗ hồng nhỏ đã đủ gây ra tổn thương nghiêm trọng tinh thể địa ngục nhất định phải hoàn toàn không thiếu sót nó rất mạnh mẽ hoàn toàn cứng rắn không thể phá vỡ biết rằng không có năng lượng nào có thể gây tổn thương cho nó nhưng ai lại quen thuộc nhất với tinh thể địa ngục hắc ám nữ hoàng bởi vì toàn bộ hành trình của hắn đều tham gia vào việc tạo ra tinh thể địa ngục. Hơn nữa trong suốt những năm qua, nàng đã biết điên cuồng nuốt chừng tất cả năng lượng chỉ vì cuộc va chạm lần đó. Ngưng tụ một điểm sáng, mang theo năng lượng kinh thiên, chỉ để đâm ra một lỗ nhỏ trên tinh thể địa ngục. Và lỗ nhỏ này một khi hình thành thì rất nguy hiểm, toàn bộ tinh thể địa ngục sẽ không ngừng tiêu tan. Lỗ phách đặc chi lệ, dù nổi danh nhưng chỉ là một tảng pha lê hình dạng đặc biệt. Mặt trước của nó kiên cố đến mức không thể tưởng tượng dù cho viên đạn xạ kích lên nó cũng không hề hấn gì, ngược lại viên đạn lại vỡ nát. Nhưng mặt sau của nó lại yếu đuối đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào, toàn bộ lỗ phách đặc chi lệ sẽ tan thành mảnh vụn. Điều quan trọng nhất là, lỗ nhỏ này đã đâm thủng địa ngục tinh thể, cũng đâm thủng đại não của thẩm lãng, gần như phá hủy cả người hắn. Khương Ly lập tức ngừng việc nghiền ép linh hồn thẩm lãng, linh hồn thoát khỏi xác và dùng hết sức mạnh để giam giữ chỗ hở trên địa ngục tinh thể, dù cho chỗ hở chỉ to bằng lỗ kim. Cùng lúc đó, tù nhân số 3, số bốn trong nhà tù thượng cổ đã nhanh chóng hạ xuống bắc cực cứu đi hải cốt của thẩm lãng và tổ chức này chính là tổ chức mà tù nhân số hai số ba số bốn trong nhà tù thượng cổ đã tạo thành họ gọi nó là linh tổ chức vậy tù nhân số năm ở đâu hắn từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện thẩm lãng đã từng đến nhà tù thượng cổ tù nhân số một là khương hiết thế thân tù nhân số hai là hắc ám nữ hoàng lúc đó hắn hoàn toàn bị sốc hắc ám nữ hoàng tàn sát hàng vạn người mà chỉ xếp hạng tù nhân số hai Vậy thì tù nhân số 3, số 4 phải mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa, nhà tù của họ rất lớn, đặc biệt là nhà tù số 4, có thể chứa được một con rồng khổng lồ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là nhà tù số 5, rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn nhà tù số 1 nơi giam giữ Khương Hiết. Số 5 bên trong ngục giam tiên tri đại sư đây, tại sao ta không gặp hắn? Khương Ly nói, hắc ám nữ hoàng, ngài đã dạy ta về năng lượng hắc ám, địa ngục tinh thể có thể chế tạo thành công, có hơn một nửa là công lao của ngài nhưng mà trí tuệ thật sự của ta vẫn là từ tiên tri đại sư, hắn đã đi đâu. Thân thể nhỏ bé của hắn hoàn toàn chịu đựng được trí tuệ mà người thường không thể tưởng tượng được. Nếu Hoàng Hắc Ám nói, Khương Hiết, nếu không phải ngươi lúc đó có cứu thế chi trí, tiên tri hỗn độn tiên sinh sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không trở thành giáo viên của ngươi. Nguyên lai tên gọi của tù phạm này là tiên tri, được gọi là hỗn độn. Khương Ly cười nói, đúng vậy, hầu hết trí tuệ của ta đều do hắn dạy. Cảm ngộ cấp cao long chi của ta cũng do hắn giáo hội. Hắn hoàn toàn là ngọn đèn sáng chỉ đường trong cuộc đời ta, nếu không có Tiên tri đại sư, sẽ không có Khương Ly ngày hôm nay, cũng không có văn minh mạnh mẽ như vậy." Nữ hoàng Hắc Ám nói, "Vì vậy, sau khi ngươi học được cảm ngộ cấp cao Long trì, ngươi lại cướp đoạt tri thức tinh thần và sức mạnh của nữ hoàng Medusa, trở về trước tiên liền biến Tiên tri đại sư của ngươi thành hóa thạch, đồng thời giam giữ trong số năm tù thất." Khương Ly nói, "Đầu tiên, vì các ngươi đã ngăn cản kế hoạch của ta, nên ta chỉ có thể giam cầm ngươi, hơn nữa tiên tri đại sư không hề chống cự khi ta biến hắn thành hóa thạch hắn luôn tiếc nuối vì không thể hoàn thành cảm ngộ trung cực long chi sau khi ta biến hắn thành hóa thạch hắn đã vắng lặng hàng vạn năm có thể đó là cơ hội cảm ngộ tốt nhất hoặc hắn đã hiểu được cảm ngộ trung cực long chi khương ly tiếp tục hơn nữa hắn là tiên tri đại sư liệu hắn có dự đoán được hành động tiếp theo của ta không tại sao hắn không ngăn cản sớm mà lại ngồi yên ở đây nữ hoàng hắc ám nói vậy ngươi có nghĩ tới không chúng ta làm sao có thể thoát khỏi nhà tù thượng cổ. Ta có thể nói cho ngươi, ta không biết gì về tất cả những điều này. Khi ta tỉnh lại, ta đã trở thành một đoàn hồn ma hắc ám, được Phù Đồ Sơn Tổ phát hiện trước và coi là bảo vật. Không chỉ có ta, mà còn có tù phạm số 3, số 4, đều không hiểu vì sao lại thoát khỏi nhà tù thượng cổ. Điều này chứng minh điều gì? Khương Ly run lên nhẹ nhàng. Hắc ám nữ hoàng tiếp tục, ngươi có chắc không rằng tiên tri đại sư đã giải cứu chúng ta. Rõ ràng nhà tù thượng cổ này do ngươi thiết kế, không có lực lượng ngoại vi nào có thể mở ra hơn nữa khi chúng ta bị giam cầm đều ở trạng thái sắp chết hoặc hầu như đã chết ngoại trừ tiên tri đại sư còn ai có thể cứu chúng ta khương ly im lặng một lúc rồi nói ồ có một số người luôn luôn không thể giết chết thật phiền phức hắc ám nữ hoàng nói tiên tri đại sư ngươi cũng không dám giết hắn phải không dù rằng hắn không giỏi về võ công nhưng hắn có trí tuệ cao nhất trên thế giới này một khi giết hắn sẽ gây ra biến cố lớn Tương lai hy vọng duy nhất để cứu vớt thế giới sẽ không còn. Khương Ly bệ hạ, ngươi đã nghĩ đến chưa, hay là tất cả những điều này đều là tiên tri đại sư đã dự đoán trước, tất cả những khó khăn đều là quá trình cần thiết, nhưng cuối cùng thế giới này vẫn có thể được cứu vớt, chỉ có điều, người cứu thế không phải là ngươi." Hắc Ám Nữ Hoàng nói thêm một câu thật lòng. Khương Ly nhàn nhạt, nhạt nói, "Hắc Ám Nữ Hoàng, ngươi biết kế hoạch của Thẩm Lãng lúc đó không? Khi ta cố gắng phá hủy linh hồn của hắn, hắn có một kế hoạch điên rồ và đã ấp ủ rất lâu." hắc ám nữ hoàng hỏi kế hoạch gì khương ly nói ta không ngừng nghiền ép linh hồn của hắn ngưng tụ thành một điểm sau đó sụp xuống sụp xuống sụp xuống khi sụp xuống đến cực hạn sẽ phát sinh một vụ nổ linh hồn chưa từng có thậm chí biến linh hồn của ta và tinh thể địa ngục của ta thành cho bụi hắn gọi điều này là tụ biến hắc ám nữ hoàng im lặng và nói điều này vượt qua hệ thống tri thức của ta khương ly nói hắn đã hoàn thành việc phân tách chính là tại khương thị trên thân rồng khi đó đối đầu với cơ thị cự long chính là dựa vào việc phân tách hạt nhân trong cơ thể cự long để chiến thắng đối thủ. Tại thời khắc cuối cùng ở Bắc Cực, hắn muốn sử dụng tụ biến linh hồn để tiêu diệt ta. Đây là một kế hoạch vĩ đại, nhưng chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì linh hồn của hắn quá yếu, không kịp tụ biến, đã sụp xuống và bị hủy diệt. Hắc ám nữ hoàng, khi các ngươi cướp đi thẩm lãng, thân thể của hắn chỉ còn lại như một chút xíu hài cốt. Khương Ly nói, các ngươi đã giấu hắn ở đâu? Bây giờ đã 29 năm trôi qua, hắn còn sống hay đã chết? Ta biết các ngươi muốn làm gì, số 3 và số 4 đã dùng hết sức để cải tạo hắn, thậm chí không tiếc hy sinh tất cả, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, khả năng cải tạo của hắn rất hạn chế, dù cải tạo đến cùng cũng không thể mạnh mẽ hơn." Hắc ám nữ hoàng nói, "Thật vậy, ta, số 3 và số 4 đều đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, ta am hiểu về sự hủy diệt, còn số 3 và số 4 am hiểu về sự sáng tạo. Khương Ly, đừng quên, số 3 là thượng cổ minh vương, am hiểu về việc tạo hình linh hồn." số bốn là dòng chi mẫu thượng cổ đế quốc cự long chính là do nàng nuôi dưỡng hắc ám nữ hoàng giải thích một cách tùy tiện đó chính là bí mật tuyệt đỉnh của thượng cổ nhà tù thượng cổ này quả nhiên toàn bộ đều là những cường giả cấp cao nhất của thế giới thượng cổ trong một thời gian dài bốn cường giả cấp cao nhất này thực ra đều không có giao tiếp với nhau thậm chí là kẻ thù của nhau đặc biệt là hắc ám nữ hoàng chủng tộc của nàng ở trong khe nứt sâu thẳm cho đến nay vẫn là kẻ thù của đế quốc nhân loại thượng cổ nhưng mà trước khi thế giới bị diệt vong bốn người này đã bỏ qua mâu thuẫn trước đó đoàn kết lại nuôi dưỡng khương hiết trở thành trí tuệ tuyệt đỉnh chính là để hắn cứu thế đặc biệt là tiên tri đại sư mãi mãi không xuất hiện cũng đã trở thành đạo sư của khương hiết nhưng mà liên quan đến việc cứu thế khương hiết có kế hoạch của riêng mình hắn tập hợp sức mạnh và trí tuệ của hắc ám nữ hoàng thượng cổ minh vương rồng chi mẫu tiên tri hỗn độn medusa nữ hoàng cuối cùng hoàn thành công trình vĩ đại này hắn trở thành cường giả tối đỉnh trong vũ trụ đồng thời hắn dùng thủ đoạn của mình cứu vớt thượng cổ văn minh tránh khỏi sự diệt vong lớn. Nếu hoàng hắc ám nói với khương ly nếu như ta hiểu đúng ý của ngươi thì thẩm lãng càng sớm xuất hiện ta càng phấn khởi. Bởi vì điều này có nghĩa là thượng cổ minh vương và dòng chi mẫu đã hấp tấp tạo hình cho hắn không hoàn mỹ lắm nhưng mà sau 29 năm thẩm lãng vẫn chưa xuất hiện. Điều này có nghĩa là hai vị cường giả nghịch thiên đã dùng 29 năm để tạo ra một thân thể hoàn toàn mới cho thẩm lãng. Điểm quan trọng nhất là thân thể này hoàn toàn được tạo ra từ những hài cốt may mắn còn sót lại của thẩm lãng, đảm bảo ghen thuần túy. Vì vậy, thân thể này vẫn là của thẩm lãng, chỉ là trở nên hoàn mỹ hơn. Khương Ly, ngươi nói đúng, thân thể cũ của thẩm lãng không vượt ra khỏi phạm vi của loài người, không thể nói là xuất sắc, không thể sánh bằng loài người thượng cổ. Nhưng sau 29 năm, hắn vẫn chưa xuất hiện, không thể tưởng tượng được thượng cổ minh vương và dòng chi mẫu sẽ làm gì để tạo ra thân thể mới cho hắn ta tin tưởng rằng ngươi đã sai những nanh vuốt của mình đi tìm khắp thế giới, ngươi ít nhất cũng đã phái ra 10 vạn mật sứ đi tìm tung tích của họ, nhưng không thu được gì cả. Thật đáng tiếc, ngươi muốn chấn giữ ngai vàng này, không thể tự mình đi tìm đến chân trời góc biển. Năm đó, việc chọc thủng tinh thể địa ngục của ngươi, thật sự là quá xin lỗi. Đoạn này tình tiết vốn là muốn ở phía sau mới vạch trần ra, nhưng bởi vì hôm qua có chuyện gọi là lục mũ phong ba, nên chỉ có thể sớm viết ra. Lệ rơi đầy mặt, Ta sách tại nữ nhân thượng không chỉ hoàn mỹ chủ nghĩa mà còn có bệnh thích sạch sẽ, không chấp nhận một chút lục nào cả. Ô ô, Thẩm Lãng vẫn nằm lặng lẽ trên giường, đang suy tư. Từ khi tỉnh lại, hắn dành phần lớn thời gian để suy tư trong sự thờ ơ và lạnh lùng. Do đó, hắn không can thiệp vào mọi việc xảy ra, cũng không ngăn cản, kể cả việc thẩm thành tàn sát hàng chục nghìn người hôm nay. Sự kiện hôm nay khá bất thường, những kẻ phản loạn ẩn núp trong Thiên Nam thành đã lộ diện một cách không bình thường, hơn nữa kế hoạch tấn công tự sát của hắn cũng quá đáng. Hắn muốn phá hủy mái vòm năng lượng trụ, điều đó có thể thực hiện được sao? Mái vòm năng lượng trụ này là một tham châm to lớn, đâm thẳng vào trái tim của trái đất, không thể bị phá hủy. Ngươi hỏi thẩm lãng làm sao biết được? Bởi vì đôi mắt ích quang của hắn đã tiến hóa vô số lần, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hạn chế. Nhưng bây giờ, dù cách xa, hắn vẫn có thể nhìn thấu lớp ngoài và thâm nhập vào bên trong. Vì vậy, chỉ cần hắn liếc mắt, Hắn đã nhìn thấy trong kiến trúc to lớn này có hạt nhân năng lượng, cũng nhìn thấy toàn bộ mái vòm Thiên Nam thành có 21 tham châm to lớn, đâm vào trái tim của trái đất, hấp thụ điên cuồng năng lượng của hành tinh này. Thậm chí, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tiến hành tính toán đếm ngược cuộc sống của hành tinh. Điều này đã hoàn toàn vượt qua bất kỳ trí tuệ nào, đối với việc tính toán sinh cơ của một hành tinh, ngay cả siêu máy tính cũng cần rất lâu mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, Thẩm Lãng càng ngày càng quen với cơ thể này, giống như đó chính là cơ thể mà hắn từng có bởi vì cảm giác nhận biết từ đầu mút dây thần kinh đều giống nhau như đúc chỉ có điều cơ thể của chính mình trở nên phi thường hoàn mỹ đến phi thường não của chính mình cũng như trở nên mạnh mẽ hơn đặc biệt là không gian não dường như đã mở rộng rất nhiều giống như từ một máy chủ thông thường đã nâng cấp thành siêu máy tính của giải ngân hà sau đó nếu ở trong không gian riêng tư không có người thẩm lãng sẽ thử nghiệm phân tích dòng máu của mình dna của mình Xem liệu có giống như trước đây không, nhưng hắn chỉ có dữ liệu DNA của cơ thể trái đất. Vậy thì, tổ chức linh này cuối cùng là ai? Tại sao sau khi hắn tỉnh dậy, tổ chức linh này hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết gì? Thẩm Lãng mỗi ngày đều suy nghĩ quá nhiều, do đó hắn phần lớn thờ ơ với thế giới này. Có một điều rất kỳ quái, khi Thẩm Lãng mới bước vào tổng đốc phủ, Từ Thiên Thiên đã hỏi hắn một câu, có khỏe không? Điều này có ý gì? Nàng khẳng định không nhận ra Thẩm Lãng mặc dù thẩm lãng cũng không hiểu rõ về thân thể của mình nhưng hắn rõ ràng biết rằng không ai có thể nhận ra hắn là thẩm lãng vậy nghĩa là từ thiên thiên nhận ra khuôn mặt này nhưng khuôn mặt của thẩm lãng chỉ là tạm thời theo sự hiểu biết của hắn về thân thể mình hắn dần dần phát hiện ra rằng mình có thể thay đổi khuôn mặt trong một phạm vi nào đó hắn có thể biến đổi thành nhiều khuôn mặt khác nhau vì vậy hắn hoàn toàn có thể trở lại hình dáng ban đầu của mình thậm chí thân thể này vốn chính là hình dáng ban đầu của hắn chỉ có điều tổ chức linh hồn đã giết chết một đặc sứ nhân loại thượng cổ đồng thời để thẩm lãng biến thành khuôn mặt của hắn từ thiên thiên nhận ra đặc sứ nhân loại thượng cổ này và còn tin tưởng hắn đến mức hỏi có khỏe không đây là một loại tín nhiệm đặc biệt không phải xuất phát từ mối quan hệ giữa họ mà là do cùng chủng tộc nhưng khi thẩm lãng dùng x quang để kiểm tra từ thiên thiên hắn hoàn toàn không thấy sai đó chính là thân thể của từ thiên thiên khung xương hoàn toàn bình thường thân thể của con người có thể thay đổi do tăng cân hoặc giảm cân nhưng khung xương thì không thay đổi nhiều. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy Từ Thiên Thiên lần đầu tiên, hắn đã quét hình khung xương của nàng và nó hoàn toàn khớp với Từ Thiên Thiên. Nhưng câu hỏi có khỏe không của nàng lại rất kỳ quái. Còn có khung xương của Thẩm Thành, Thẩm Lãng cũng đã quét qua. Khi còn nhỏ, cậu bé này đã từng té từ tầng trên xuống, gây ra xương nứt. Mặc dù sau đó đã khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn còn dấu vết của xương nứt. Và khi Thẩm Lãng quét X quang, dấu vết xương nứt trên chân nhỏ của Thẩm Thành vẫn còn. Điều này khiến Thẩm Lãng không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày hôm nay, khi Thẩm Thành ra lệnh tàn sát 13 vạn người, khí chất lạnh lùng, cao ngạo của hắn quá không tầm thường, thật sự giống như nước sôi dội chết con kiến. Loại khí chất này chỉ có thể tìm thấy trên một loại người, đó chính là nhân loại thượng cổ. Thẩm Lãng từ nhỏ đã nhìn Thẩm Thành lớn lên, dù hắn có hơi nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không có độc ác đến mức đó. Tính cách có thể phát triển, nhưng không thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa, tại Bắc Cực thẩm lãng đã tận mắt chứng kiến linh hồn vĩnh tồn của nhân loại thượng cổ họ nắm giữ thân thể mạnh mẽ với năng lượng cũng có thể biến ảo bên ngoài cùng thân thể vì vậy thẩm lãng không thể không xuất hiện một suy đoán lớn thẩm thành hiện tại căn bản không phải là thẩm thành thật sự từ thiên thiên hiện tại cũng không phải là từ thiên thiên thật sự họ đều là những nhân loại thượng cổ biến hóa ra ý nghĩ này khiến người ta sờn gai ốc lúc đó hắn đã rõ ràng thấy tại bắc cực dưới sự điều khiển của khương ly những nhân loại thượng cổ này đã ngưng tụ ra toàn thân thể mới ban đầu không có giới tính giống như người máy sau dần dần biến ảo thành hình người nói cách khác khương ly đã để tất cả nhân loại thượng cổ thay thế cho tất cả nhân vật quan trọng trong thế giới này sau đó họ đóng vai các loại nhân vật đóng vai từ thiên thiên đóng vai thẩm thành đóng vai những người khác có phải ý nghĩa của việc này là trong đế kinh tất cả người thân của thẩm lãng đều là giả đều là nhân loại thượng cổ biến hóa ra vậy thì vợ và con của thẩm lãng ở đâu điều này thật sự khiến người ta không rét mà run toàn bộ quan chức của đế quốc hương tất cả khuôn mặt quen thuộc đều là nhân loại thượng cổ biến hóa mục đích làm như vậy là gì vì sao còn có nhân loại thượng cổ giả mạo từ thiên thiên trước rõ ràng ở đế kinh lúc này tại sao lại đến thiên nam thành có âm mưu chắc chắn có âm mưu lớn những nhân loại thượng cổ này muốn làm gì họ có mục đích gì thẩm lãng bản năng nghĩ đến quang minh địa phương nghĩ đến thế lực duy nhất chống lại hắc ám đế quốc trong phủ tổng đốc thẩm thanh tổng đốc vẫn lười nhác ánh mắt tràn đầy sự ngạo mạn và cao ngạo ngươi có muốn ta hộ tống các ngươi đến phủ huyền võ công tước không thẩm thành hỏi từ thiên thiên trả lời không cần nếu ngươi đi có thể sẽ làm phiền họ lần này chúng mang theo trúc hồng tuyết một nhân vật lớn không thể dọa chạy được không chỉ muốn tiến hành kế hoạch săn bắt hắn mà cũng muốn thực hiện kế hoạch lẻn vào các ngươi đã chuẩn bị xong chưa thẩm thành nói đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần bắt được hắn ta có thể trong thời gian ngắn nhất đọc được ký ức trong đầu hắn dùng chúng ta tân nhân loại phục chế ra trúc hồng tuyết giống hệt, sau đó cùng hắn lẻn vào quang minh địa phương. Từ thiên thiên nói, chúng ta đã có đủ nhiều kẻ ngụy trang lẻn vào quang minh địa phương, có thể phát động cuộc tấn công, tiêu diệt hoàn toàn tổ chức duy nhất của thẩm lãng. Như vậy, dù thẩm lãng trở về, cũng không còn một tay sai nào. Thẩm thanh nói một cách thản nhiên, vậy thì cần mệnh lệnh từ trên, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được. Đi thôi, các ngươi nên xuất phát, một phút sau. Từ thiên thiên cùng thẩm mật công chúa, dưới sự bảo vệ của một ngàn binh sĩ không trung bay đến phủ huyền võ công tước chuẩn bị bắt đầu cuộc săn lùng trúc hồng tuyết còn trúc hồng tuyết người mã đang mai phục tại huyệt động gần phủ huyền võ công tước tĩnh lặng chờ đợi thẩm mật công chúa và từ thiên thiên đến thẩm mật công chúa là con ruột của bệ hạ nhất định phải giải cứu ra đưa đến quang minh địa phương thẩm lãng vẫn đang suy tư hắn cần phải suy nghĩ về rất nhiều vấn đề đầu tiên thân thể của hắn sau khi được cải tạo có quá nhiều điều không rõ đặc biệt là về võ công dường như không mạnh mẽ lắm nhưng mà trước đây thẩm lãng đã sống sót trong điều kiện dưới không mấy chục độ trong hơn một tháng mà không hề có một chút sức mạnh tiêu hao thế giới bên ngoài đã không cung cấp đủ năng lượng nhưng thẩm lãng không hề cảm thấy khó chịu không chỉ có vậy thậm chí trong suốt một tháng thẩm lãng không hề ăn uống gì nhưng cũng không cảm thấy gì những khía cạnh này của thẩm lãng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ hiện tại hắn muốn tìm hiểu rõ hắn cuối cùng có khả năng công kích như thế nào vũ lực của hắn hiện tại chỉ hơn một chút so với trước chưa thể nói là mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn đã mất đi thượng cổ vương giới, mất đi long chi kiếm, mất đi long chi tâm. Vậy thì hắn còn có phương thức công kích nào? Vòng xoáy năng lượng. Chỉ trong nháy mắt, thẩm lãng đã tạo ra một vòng xoáy năng lượng trong đầu, sau đó dẫn nó xuống tay. Thật không thể tin nổi, vòng xoáy năng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, khác với trước, vòng xoáy năng lượng trước đây cần phải ấp ủ, sau đó mới phóng thích, nhưng bây giờ nó hoàn thành ngay lập tức. Chỉ cần hắn muốn, vòng xoáy năng lượng có thể phát ra ngay lập tức. Chỉ riêng phương pháp công kích này cũng đã đủ mạnh mẽ. Thật hiếm thấy, trong cơ thể thẩm lãng không còn long chi tâm, nhưng năng lượng vẫn cuồn cuộn không dứt, thậm chí còn dồi dào hơn khi còn có long chi tâm. Rõ ràng không có thượng cổ vương giới, nhưng vẫn có thể được bảo vệ hoàn toàn, có thể tồn tại trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Rõ ràng không có long chi kiếm, nhưng vẫn có thể phóng thích công kích. Thẩm lãng tiếp tục quan sát bên trong cơ thể mình và phát hiện ra những điều kỳ lạ hơn trong sâu thẳm cơ thể hắn có urani năng lượng và nó còn hỗn hợp với lòng huyết tủy điều này chứng minh điều gì liệu hắn có thể phát ra công kích bức xạ urani không thể chứ không có chuyện châu bò như vậy chứ thẩm lãng tiếp tục thử nghiệm và phát hiện ra rằng hắn thật sự có thể kết hợp năng lượng bức xạ urani vào vòng xoáy năng lượng tạo ra công kích bức xạ trực tiếp điều này thật sự quá mạnh mẽ nhưng cũng quá lãng phí thẩm lãng cảm thấy việc kết hợp năng lượng bức xạ vào vòng xoáy năng lượng để phát ra trực tiếp là lãng phí nhất đó là phiên bản gốc của công kích Urani. Có lẽ tiếp theo sẽ có công kích Urani cao cấp hơn, chẳng hạn như tách ra. Vì thẩm lãng cảm nhận được năng lượng Urani trong cơ thể mình có độ tinh khiết cực cao, nhưng lại không hề cảm nhận được bức xạ từ bên ngoài thân thể, cũng không có trong máu. Điều này, quả thật khá kỳ lạ, phải không? Năng lượng Urani siêu tinh khiết, nằm sâu trong cơ thể hắn, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào do bức xạ đối với cơ thể. Rất nhanh, thẩm lãng nghĩ đến Khương Thị Cự Long, hắn cũng đã từng trải qua điều tương tự khi hoàn thành niết bàn tại thượng cổ long trì trừ khi hắn phát ra công kích tách ra nếu không thì không thể cảm nhận được bất kỳ bức xạ nào khi tiếp cận thân thể của nó nhưng mà đó là rồng còn thẩm lãng chỉ là người trong suốt 29 năm qua tổ chức linh này đã triển khai phép thuật gì trên thân thẩm lãng thực ra cho đến nay thẩm lãng vẫn rất lo lắng về một điểm thân thể của mình do khương ly cung cấp được sử dụng để tiêu diệt những thế lực bí mật ẩn giấu bây giờ nhìn lại khả năng này đã trở nên nhỏ bé không đáng kể bởi vì thân thể của hắn quá mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng sau đó công việc cần làm của thẩm lãng còn nhiều hơn hắn không cần phải học bất kỳ võ công nào chỉ cần không ngừng cảm ngộ là đủ nếu học đó chỉ là võ công của người khác còn thẩm lãng muốn tự mình sáng tạo tất cả các phương thức công kích đều có thể thậm chí khi hắn cảm ngộ đến cấp bậc cao hơn có thể trực tiếp sử dụng vòng xoáy năng lượng để phóng thích công kích hạch tách nhưng hôm nay cảm ngộ của hắn đã dừng lại ở đây, thẩm lãng yêu cầu ngay lập tức ra ngoài. Nếu như phán đoán của hắn không sai, từ thiên thiên này là giả, thẩm thanh cũng là giả, tất cả đều là thượng cổ tân nhân loại, hai người này muốn làm gì. Thẩm lãng tiến lên một bước, mở cửa sổ hướng về phía đông nhìn ra. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một đội quân không trung hoa lệ bay về phía đông từ phương hướng của hành cung. Đội quân này có quy cách rất cao, là quy cách hoàng gia, dù rất mờ ảo và không có lá cờ của khương thị hoàng tộc, nhưng thẩm lãng vẫn nhận ra ngay lập tức người này sẽ là ai nếu là từ thiên thiên thì nàng không có tư cách sử dụng quy cách của thành viên hoàng thất bởi vì nàng chưa từng thực sự kết hôn với thẩm lãng họ muốn đi đâu trong đầu thẩm lãng ngay lập tức có một câu trả lời hoặc là nội triều thành hoặc là huyền võ công tước phủ hơn nữa chiếc xe ngựa trên không này rõ ràng là của phụ nữ vì vậy thành viên hoàng thất trong đó hoặc là con gái của thẩm lãng hoặc là vợ của hắn nhưng mà dựa vào suy đoán của thẩm lãng gia đình của hắn cũng nên bị thượng cổ nhân loại giả dạng toàn bộ tầng lớp cao của đế quốc đều là thượng cổ nhân loại mới biến thành kể cả thẩm thành một thành viên quan trọng của hoàng tộc cũng không phải là ngoại lệ hú chi là dòng chính của hoàng tộc thẩm lãng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu sau đó sẽ xảy ra điều gì nếu như thượng cổ nhân loại giả mạo hoàng tộc đến huyền võ công tước phủ họ muốn đạt được mục tiêu gì hơn nữa tối hôm qua họ đã tàn sát nhiều nô lệ vô tội như thế để làm nền liệu chỉ vì bắt được một số quân phản kháng không, chắc chắn không chỉ như thế, còn mục tiêu nào khác không, liệu có liên quan đến Thẩm Lãng không? Những suy nghĩ này chỉ nhanh chóng qua đi, sau đó Thẩm Lãng rời đi Thiên Nam Thành, Hắc Thủy Đài, hướng về ngoài thành mái vòm. Đặc sứ lại muốn đi công việc chung, người phục vụ của Hắc Thủy Đài lập tức chạy tới, đưa lên một đống đồ vật lớn, không thiếu gì cả. Ngài định trở về đế kinh, hay là đi ra ngoài? Người phục vụ của Hắc Thủy Đài hỏi. Thẩm Lãng chỉ nhìn hắn, không trả lời. Những thứ này đều là lòng thành của chúng ta thỉnh đặc sứ nhận lấy sau khi trở lại đế kinh hy vọng có thể nói tốt vài câu người phục vụ của hắc thủy đài lại nói thẩm lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái đống lễ vật mặt càng thêm bình thản sau đó không nói thêm gì nữa và trực tiếp đi hắc thủy đài vạn hộ chắp tay cười nhạo nhìn theo thẩm lãng rời đi thái độ của hắn thật thú vị trước mặt công chúng và thẩm lãng hắn tỏ ra hờ hững giống như một phó trưởng quan nhưng khi lén lút hắn lại liều mạng nịnh bợ thẩm lãng chỉ khi thẩm lãng đã đi xa một thiên hộ của hắc thủy đài bên cạnh thì thầm đại nhân chúng ta có nhất thiết phải đối xử với hắn như vậy không hắn tại hắc thủy đài cấp bậc căn bản không bằng ngài hắc thủy đài vạn hộ lạnh lùng đáp ngươi biết cái gì chúng ta dù có chức quan cao đến đâu trước mặt bọn họ cũng chỉ là nô tài dù bọn họ chức quan thấp hơn họ vẫn là chủ nhân lời này có chút bi ai giống như trong đế quốc mãn thanh dù hán quan có thể làm được lớn hơn nữa trước mặt bát kỳ con em họ vẫn chỉ là nô tài chỉ có thượng cổ tân nhân loại mới thật sự là giai cấp đặc quyền đứng ở đỉnh kim tự tháp hơn nữa thẩm lãng không nhận bất kỳ hối lộ nào cũng là điều bình thường bởi vì thượng cổ nhân loại hầu như không có dục vọng trong mắt họ hoàng kim châu báu và đất cát không có gì khác biệt hơn nữa họ luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt cao cao tại thượng coi nhân loại bình thường như run dế mặt khác thẩm lãng ra khỏi thành không cần bất kỳ đăng ký cũng không cần bất kỳ lệnh bài thân hình và khuôn mặt của hắn chính là giấy thông hành cao nhất theo luật pháp của đế quốc, không có sự đồng ý của quan phụ, bất kỳ người nào trong thành đều không thể ra vào. Càng không thể đi đến thành thị khác, chỉ có thượng cổ nhân loại mới có quyền tự do lui tới trong toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Bởi vì chỉ có thượng cổ nhân loại mới có khả năng sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài trong thời gian dài, nhân loại bình thường võ sĩ rất khó làm được. Vì vậy thường đòi hỏi thượng cổ nhân loại thăm dò toàn bộ thế giới, đi phát hiện cứ điểm phản kháng của nước quang minh quân. Một khi phát hiện, lập tức báo cáo thành thị gần nhất, tổng đốc của thành phố này sẽ phái ra không quân mạnh mẽ, triệt để phá hủy cứ điểm này. Ngay khi Thẩm Lãng rời khỏi thành Thiên Nam, trên bầu trời rộng lớn, một đội quân không trung cuồn cuộn tiến về. Đó là hàng ngàn quân đoàn không trung và một số pháo đài bay siêu cấp. Sau khi báo cáo cho Thẩm Thành tổng đốc, hắn đã được phái đi để tấn công các điểm quân sự của phe phản kháng. Chỉ sau một ngày, hắn đã trở lại, tốc độ thật sự nhanh chóng. Qua việc này, ta có thể thấy rằng sức mạnh của đế quốc Khương thực sự đáng kinh ngạc so với phe phản kháng của nước Quang Minh, họ hoàn toàn giống như một đội du kích lạc hậu. Thẩm Lãng một lần nữa mặc trang phục giả trang, đeo mặt nạ, cưỡi trên con ngựa của mình và chạy về phía Đông phủ công tước Huyền Vũ như một kẻ điên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã vượt qua 200 cây số mỗi giờ, thật sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Lúc này, một đội kỵ binh của đế quốc phát hiện ra hắn trên trời và ngay lập tức muốn hạ cánh để chặn lại và hỏi vạn. Ngươi không muốn sống sao, nhìn thân hình của hắn, cao như vậy, đôi tay dài như vậy, rõ ràng là một đặc sứ của đế quốc đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nếu ngươi cố chặn lại ngươi sẽ bị giết mà không ai biết một tên quan quân bên cạnh ngăn cản hành vi ngây thơ của đồng đội mình vài giờ sau đội ngũ kỵ binh của từ thiên thiên và công chúa khương mật đã đến bầu trời thành huyền vũ công chúa điện hạ có người đã đến nơi này trước người phụ trách an ninh của công chúa khương mật là những võ sĩ từ hắc thủy đài họ ngay lập tức phát hiện ra dấu vết bất thường trên bầu trời thành huyền vũ cũng như những dấu vết đã bị thanh lý công chúa điện hạ hãy cẩn thận hơn một nghìn võ sĩ từ hắc thủy đài ngay lập tức bảo vệ công chúa khương mật ở giữa hãy kiểm tra không trung bằng sóng siêu âm phi hành thú một võ sĩ từ hắc thủy đài ra lệnh vâng theo lệnh một số kỵ sĩ phi hành thú sử dụng sóng siêu âm hạ cánh bay qua bầu trời thành huyền vũ tất cả các phi hành thú sử dụng sóng siêu âm đột nhiên mở miệng và phun ra sóng siêu âm tấn công âm 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 ngay lập tức tuyết dưới thành huyền vũ động lại trong nháy mắt biến thành cho bụi tất cả các ngôi nhà cũng bị phá hủy hoàn toàn ầm 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 sự thật là, chúng đã sử dụng sóng siêu âm phi hành thú để tấn công, không một góc nào của Huyền Vũ Thành được ta. Hầu như chúng đã quét qua mọi nơi một lần. Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ Huyền Vũ Thành đã trở thành một đống đổ nát, toàn bộ đều là đống gạch vụn. Sóng siêu âm phi hành thú của Khương Đế quốc thực sự quá mạnh mẽ, so với sóng siêu âm phi hành thú 29 năm trước, sức công kích mạnh hơn nhiều lần. Tình hình an toàn đã được xác nhận, tướng lĩnh của Hắc Thủy Đài báo cáo, không có một ai còn sót lại trong Huyền Vũ Thành, dựa vào dấu chân chắc chắn là một đặc sứ. Võ sĩ của Hắc Thủy Đài thật sự không phải dạng vừa, họ thậm chí còn nhớ rõ dấu chân đặc biệt của nhân loại thượng cổ. Khương Mật nhìn xuống Huyền Vũ Thành dưới chân mình, sau một hồi lâu, nàng nói một cách ôn nhu, lần sau ta sẽ không bao giờ đến nữa. Mỗi lần ta đến, một thành trì sẽ bị hủy diệt. Thế giới phương Đông này còn có thể tồn tại bao nhiêu thành trì? Tướng lĩnh của Hắc Thủy Đài tranh thủ thời gian quỳ xuống trên sóng siêu âm phi hành thú và nói, lỗi lầm thuộc về ta, xin công chúa trừng phạt. Công chúa Khương Mật nói, được rồi, các ngươi chỉ là muốn bảo vệ ta, nếu cần trừng phạt, hãy trừng phạt ta. Ngay khi nàng nói xong, không chỉ tướng lĩnh Hắc Thủy Đài, mà tất cả võ sĩ của Hắc Thủy Đài cũng quỳ xuống. Họ là những võ sĩ bình thường của nhân loại, sợ hãi gia tộc Hoàng tộc Khương đã sâu sắc tận xương, thậm chí sùng bái cũng đã thâm nhập vào xương tủy. Từ Thiên Thiên đứng bên cạnh nói, được rồi, không muốn làm buồn lòng Xuân Tâm, hãy tiếp tục đi. Sau đó, một ngàn quân đoàn khâu trung của Hắc Thủy Đài một lần nữa cất cánh, bay về phủ công tước huyền vũ khoảng cách giữa huyền vũ thành và phủ công tước huyền vũ không quá mấy chục dặm rất nhanh sẽ đến từ thiên thiên và công chúa khương mật đứng ngoài cùng đề đốc của hắc thủy đài tự mình dẫn dắt võ sĩ đặc trùng tinh nhuệ tiến vào trong phủ công tước kiểm tra mọi ngóc ngách đảm bảo không có bất kỳ kẻ mai phục nào việc tìm kiếm này mất hơn một giờ phủ của công tước huyền vũ không lớn hơn nhiều so với thành huyền vũ nhưng đây là nơi ở của hoàng đế không thể chịu bất kỳ sự phá hoại nào do đó không thể sử dụng sóng siêu âm để phun tức thì và hoàn thành công việc. Thực tế là, đề đốc Hắc Thủy Đài cũng rất nghi ngờ. Phủ công tước huyền vũ quan trọng như vậy, tại sao lại không xây dựng một mái vòm năng lượng riêng, tại sao không cử quân đội chuyên trách để bảo vệ. Hơn nữa, nội triều thành là cố đô của đế quốc Hương, bây giờ dường như đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Điều này thật sự khiến người ta suy nghĩ mãi mà không ra. Nhưng đây là vấn đề của hoàng tộc, họ, Hắc Thủy Đài, chỉ là những người hầu, không biết lý do, cũng không dám hỏi công chúa điện hạ bên trong đã an toàn ngài có thể tiến vào đề đốc hắc thủy đài nói sau đó dẫn dắt một nhóm võ sĩ tinh nhuệ nhất theo sau phải bảo vệ công chúa điện hạ an toàn tuyệt đối công chúa khương mật cau mày nói không phải đã kiểm tra rồi sao ta chỉ muốn một mình tĩnh lặng ở đây chờ một lúc đề đốc hắc thủy đài lập tức quỳ xuống đập đầu vào tuyết run rẩy nói công chúa điện hạ ngài chính là mạng sống của ti chức ti chức không dám để ngài một mình tiến vào nếu ngài có bất kỳ tổn thương nào ti chức dù tan xương nát thịt cũng không thể cứu vãn. Sau đó, hắn liền quỳ sát không nhúc nhích, mặc dù hắn mặc áo giáp cổ đại, nhưng lúc này chán hắn đang chạm vào mặt đất, nơi này có nhiệt độ dưới 70, 80 độ Celsius. Được rồi, ta cũng không muốn cản trở công việc của ngươi, ngươi chỉ cần mang tối đa 10 người đi vào, công chúa Khương Mật nói. Phải, đề đốc Hắc Thủy Đài trả lời. Sau đó, công chúa Khương Mật tiến vào phủ công tước huyền vũ, từ thiên thiên theo sau, thấp giọng nói, không muốn đến gần như vậy vâng quý nhân đề đốc hắc thủy đài cung kính trả lời sau đó khương mật thẩm mật một mình lặng lẽ dạo bước trong phủ của công tước huyền vũ mỗi nơi nàng đi qua nàng đều dừng lại để hồi tưởng trong đôi mắt to tuyệt mỹ của hắn tràn đầy cảm xúc hạnh phúc khi ta còn nhỏ ta thường chơi trò trốn tìm cùng thẩm thành ở đây nhưng đó là khi ta còn rất nhỏ ta hầu như không còn ký ức gì chỉ biết qua lời kể của mẫu thân khương mật nói đáng tiếc khu vườn ở đây đã héo tàn Khương Mật tiếp tục đi đến bên bờ hồ, nơi mà giờ đây đã hoàn toàn bị băng giá phủ kín. Mẫu thân từng nói với ta, khi chúng ta trở về nhà, dù phụ hoàng rất bận rộn như những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn sẽ ôm ta ngồi bên bể nước câu cá. Trong lúc câu cá, hắn còn cho ta ăn hạt dưa hấu. Trong giọng nói của Khương Mật tràn đầy kỷ niệm đẹp. Đáng tiếc, suốt mấy chục năm qua, ta không còn gặp lại phụ hoàng. Mẫu thân của ta rất nhớ hắn, giọng nói của Khương Mật mang theo từng tia nước mắt. Ta rất nhớ phụ hoàng và cũng rất nhớ yêu yêu tỷ tỷ. Từ Thiên Thiên ôm vai Khương Mật và nói một cách ôn nhu, nha đầu, bên ngoài quá lạnh, không khí cũng quá mỏng manh, chúng ta không thể ở ngoài lâu được. Chúng ta chỉ còn lại một phút nữa, sau đó chúng ta sẽ trở lại. Ừm, Khương Mật công chúa đáp, vậy chúng ta hãy đi đến viện tử của Phụ Hoàng, đến thư phòng của hắn, ta đã mơ tới nơi đó rất nhiều lần. Sau đó, hắn đi đến viện tử của Thẩm Lãng và Mộc Lan, hướng về phía thư phòng. Hắc Thủy, đề đốc của đài, muốn theo vào, nhưng bị Từ Thiên Thiên ngăn lại bằng một ánh mắt, hắn do dự một chút, sau đó đứng chờ đợi bên ngoài với vẻ mặt lo lắng, để Khương Mật công chúa một mình tiến vào. Là một người đàn ông, hắn không dám theo công chúa đi vào nơi riêng tư. Khương Mật công chúa, tuyệt mỹ vô song, tiến vào thư phòng của Thẩm Lãng, đưa tay ra xoa xoa bức tường. Đây gần như là nơi mà toàn bộ gia tộc Kim thị ca tụng, bất kể ai, chỉ cần một cuộc trò chuyện vô tình, sớm muộn gì cũng sẽ đề cập đến bức tường này. Đặc biệt Băng Nhi đã nói ít nhất 100 lần khi cô ở thiên đường trang viên tại nội triều thành và chưa dừng lại. Bởi vì tên quách tĩnh trên danh sách, người có đôi tai như chó không biết xấu hổ, chính là nỗi oan của Băng Nhi. Hắn có thể tự hào và mỗi lần đều muốn nói với Ninh Nguyên Hiến. Dù đã nghe qua hơn 100 lần, tai vẫn như bị chai sạn, nhưng mỗi lần Ninh Nguyên Hiến đều cười rất vui vẻ, như thể đây là lần đầu tiên anh nghe. Khương mặt duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào bức tường như muốn xoa đi những chữ trên đó. Nhưng vào lúc này, trong phòng có thêm một bóng người. Đó là Trúc Hồng Tuyết, nguyên soái của nước Quang Minh. Hôm qua, hắn vẫn râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, nhưng hôm nay đã trở nên gọn gàng, tỉ mỉ. Nhìn qua, hắn vẫn rất đẹp trai, chỉ có điều gầy yếu và mệt mỏi hơn nhiều, đôi mắt hốc hằn, đồng tử đỏ hoe. Trúc Hồng Tuyết của Đại Càn Đế Quốc, bái kiến công chúa điện hạ, Trúc Hồng Tuyết quỳ xuống và dập đầu. Công chúa Khương Mật ngạc nhiên, không phải là nước Quang Minh sao, tại sao lại là Đại Càn Đế Quốc? Có điều mà cô không biết, cái gọi là nước quang minh chỉ là tên gọi tự xưng của nô lệ dưới tầng đế quốc. Vì họ cảm thấy đế quốc quá tăm tối, nên lực lượng phản loạn đã tự xưng là nước quang minh. Nhưng trên các văn kiện của thiên nhai hải, không có tên gọi nước quang minh, chỉ có đại càn đế quốc. Thế giới này cần một lãnh tụ, và tả từ của thiên nhai hải cảm thấy mình không thể trở thành lãnh tụ, duy nhất có thể là thầm lãng. Vì vậy, khoảng 20 năm trước, tả từ đã tuyên bố thiên nhai hải là đại càn đế quốc, và tin tưởng rằng thẩm lãng nhất định sẽ trở về khương mật cẩn thận đáp lễ tao nhã nói xin chào chúc nguyên soái chúng ta cô muốn nói là chúng ta sẽ đi như thế nào làm sao để thoát khỏi đế quốc đi đến nơi có ánh sáng nhưng vào lúc này trúc hồng tuyết nói bên ngoài là điền mạc đế đốc của hắc thủy đài ở thiên nam thành phải không ngay khi lời vừa rơi đế đốc hắc thủy đài đã dẫn theo người võ sĩ đặc chủng lao tới công chúa điện hạ quý nhân mau đi mau đi đế đốc hắc thủy đài la lớn sau đó đứng trước mặt công chúa Khương Mật và Từ Thiên Thiên, rút ra chiến đao thượng cổ và nhanh chóng bao vây trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết chắp tay nói, "Điền Mạc Đế Đốc, ta là Trúc Hồng Tuyết của Đại Càn Đế Quốc." Sắc mặt Đế Đốc Hắc Thủy Đài biến đổi kịch liệt, hóa ra đối phương là Trúc Hồng Tuyết, một nhân vật lớn, hắn tự mình đã đến. "Trúc Hồng Tuyết, bây giờ không còn gì là Đại Càn Đế Quốc nữa, hoàng đế đã tự mình ban chỉ, đã đổi thành Đại Khương Đế Quốc." Điền Mạc Đế Đốc lạnh lùng nói, "Bây giờ, đế quốc của ta thống trị toàn bộ thế giới." trong thiên hạ không còn chỗ nào không thuộc về hoàng thổ. Các ngươi những người này không muốn dựa vào nơi yếu kém để chống lại, hãy ngay lập tức đầu hàng. Trúc Hồng Tuyết không rút kiếm, dường như rất bình tĩnh, nhìn Điền Mạc nói, Điền Mạc Đề Đốc, ngươi hiệu trung chính là ai? Đề Đốc Hắc Thủy Đài Điền Mạc nói, đương nhiên là hoàng đế cao vô thượng. Giọng Điền Mạc phát ra từ lòng sùng bái cuồng nhiệt, chỉ cần nghe hắn nói ra bốn chữ hoàng đế thì có một cảm giác muốn nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Trúc Hồng Tuyết nói, vậy ngươi hiệu trung chính là hoàng đế nào? Làm can, Ngươi chẳng lẽ muốn nói ra tên húy của đại đế sao?" Điền Mạc Đề đốc lạnh giọng nói. Trúc Hồng Tuyết nói: "Ta Hiệu Trung chính là Thẩm Lãng, hoàng đế của Đại Càn Đế quốc, người mà chúng ta mãi mãi yêu dân như con, không bao giờ quan tâm đến việc người khác gọi trực tiếp tên hắn, không biết hoàng đế mà ta Hiệu Trung có phải cũng là người mà Điền Mạc Đề đốc của ngươi Hiệu Trung không?" Điền Mạc Đề đốc tức giận nói: ta, ta đương nhiên Hiệu Trung Khương đại đế, ngươi đừng nói bậy, các ngươi chỉ là phản bội mà thôi. Ngươi và Thiên Nhai Hải các đã là kẻ thù với đại đế từ vài chục năm trước." không nên đầu độc lòng người. Trúc Hồng Tuyết nói với Điền Mạc Đề Đốc, ta đến đây là để thực hiện lời hứa với từ quý nhân, giải cứu công chúa Khương Mật, rời khỏi hắc ám đế quốc và tới nơi sáng sủa. Nếu ngươi cũng trung thành với thẩm lãng bệ hạ, ngươi chắc chắn phải biết cách lựa chọn. Điền Mạc Đề Đốc tức giận đến mặt tím tái vì Trúc Hồng Tuyết muốn phá vỡ quan điểm thế giới của hắn. Ngươi thật là quá mức, dám mỉa mai đế quốc của chúng ta là hắc ám đế quốc, ngươi có tư cách gì trung thành với Khương Bệ Hạ, chúng ta mới là những người trung thành nhất với Bệ Hạ. Điền Mạc Đề Đốc vung chiến đao cổ xưa, nói, kẻ phản loạn nhất định muốn đầu độc lòng người, hãy chấp nhận cái chết. Sau đó, Điền Mạc Đề Đốc muốn chém Trúc Hồng Tuyết thành từng mảnh, vì cô đã mỉa mai đế quốc và hoàng đế, hắn không muốn nghe một câu nào. Nhưng vào lúc này, công chúa Khương Mật nói, Điền Mạc Đề Đốc, những gì hắn nói không sai, đây thật sự là một hắc ám đế quốc. Khương Đại Đế hiện tại, hoàn toàn không phải là cha ta, hắn luôn ở trong bắc cực hoàng cung và chưa bao giờ rời đi, hắn chính là kẻ hủy diệt thế giới chỉ có đại càn đế quốc ở nơi sáng sủa mới là chính thống mới là vị vua mà ta trung thành ngay khi nàng nói xong điền mạc đế đốc run rẩy hét lên công chúa điện hạ tuyệt đối không nên bị người khác mê hoặc đế quốc của chúng ta là vĩ đại khương đại đế chính là thẩm lãng bệ hạ chính là vị vua cao nhất công chúa khương mật hỏi là ta rõ ràng hay là ngươi rõ ràng điền mạc đế đốc ở hắc thủy đài gần như nghi ngờ cuộc đời run rẩy nói có âm mưu ở đây chắc chắn có âm mưu hãy đi công chúa điện hạ, từ quý nhân, hãy đi nhanh. các ngươi đã bị người đầu độc. nhưng chỉ một giây sau, công chúa khương mật Dơ đao lên cổ, nhìn điên mạc đế đốc nói, ta không thể thuyết phục được ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ vũ khí xuống, tránh ra đường đi. ta muốn cùng trúc hồng tuyết nguyên soái đi tới nơi sáng sủa, tới đế quốc của cha ta. ta muốn rời xa hắc ám đế quốc, rời xa khương đại đế, kẻ ma quỷ này. điên mạc đế đốc run rẩy khắp người, không biết phải làm gì. không thể, tuyệt đối không thể, công chúa điện hạ ngài không nên chịu đầu độc của tạc nhân. Điền mạc đề đốc quỳ xuống, dập đầu nói, từ quý nhân, xin ngài nói lên, công chúa Điện Hạ chắc chắn đã bị đầu độc. Từ thiên thiên trả lời, công chúa Điện Hạ không bị đầu độc, mà là các người bị đầu độc. Bây giờ, Khương Đại Đế tại Bắc Cực Hoàng Cung không phải là thẩm lãng bệ hạ, mà là kẻ đứng đầu trong việc hủy diệt thế giới. Lời này như một tia sét đánh vào điền mạc đề đốc, quan điểm sống của hắn bị lật đổ. Không, không thể, đây không thể xảy ra chúng ta khương đại đế đã cứu vớt thiên hạ đại khương đế quốc là chính thống trí cao vô thượng đây chắc chắn là lời nói dối nhất định là lời nói dối không chỉ điền mạc đế đốc mà cả những võ sĩ đặc chủng ở đây đều hoài nghi về cuộc sống tại sao lại như vậy bọn họ đã theo khương đại đế suốt mấy chục năm rõ ràng là thẩm lãng bệ hạ vì sao khương công chúa và từ quý nhân lại nói hắn là kẻ đứng đầu trong việc hủy diệt thế giới vì sao lại nói hắn là giả chúc hồng tuyết thở dài một tiếng ai sau đó hắn nhanh chóng rút kiếm veo, chỉ trong một giây hắn đã thu kiếm vào vỏ điền mạc đề đốc của hắc thủy đài cùng hơn 10 người võ sĩ đặc chủng của hắc thủy đài đều bị giết ba mươi mấy năm trôi qua võ công của hắn đã tăng lên đến mức đáng sợ điền mạc đề đốc có võ công siêu cao thêm vào hơn 10 người võ sĩ đặc chủng tất cả đều mặc áo giáp cổ nhưng trúc hồng tuyết vẫn chỉ dùng một chiêu để giết họ việc này không thể chậm trễ hãy nhanh lên trúc hồng tuyết nói ta đã chuẩn bị kỹ càng công chúa điện hạ quý nhân Xin mời theo ta. Sau khi trúc hồng tuyết dẫn đường, Khương Mật công chúa và Từ Thiên Thiên nhanh chóng theo sau, họ đi về phía sau lưng vách núi lớn của phủ công tước Huyền Vũ. Nơi này trước kia có võ sĩ của Hắc Thủy Đài canh gác, nhưng giờ đây đã bị các cao thủ dưới trướng Trúc Hồng Tuyết tiêu diệt, không còn một bóng người, sau đó họ tiếp tục đi. "Xin lỗi công chúa và Từ quý nhân," Trúc Hồng Tuyết đặt hai chiếc ghế xuống. Từ Thiên Thiên và Khương Mật công chúa ngồi lên, Trúc Hồng Tuyết cầm hai chiếc ghế này, nhẹ nhàng leo lên vách núi cao hàng trăm mét. Khi họ đến đỉnh núi, đã có ba con vật cưỡi đang chờ ở đó. "Công chúa, chúng ta đi thôi." Trúc Hồng Tuyết nói. Khương Mật công chúa nói, "Ta muốn nhìn lại một lần nữa trước khi đi, không biết khi nào mới trở lại." Trúc Hồng Tuyết đứng sau lưng công chúa, ánh mắt nhìn xuống chân núi, không dám nhìn qua phía công chúa. "Tướng quân Trúc Hồng Tuyết, ngươi đã rất vất vả." Bỗng nhiên Từ Thiên Thiên nói. Trúc Hồng Tuyết cúi mình nói, "Tướng quân không dám." Từ Thiên Thiên nói, "Nói thật, từ nhỏ ta đã coi Trúc Hồng Tuyết như một người quen." cha của ta luôn muốn nịnh bợ gia tộc Trúc của người. Trúc Hồng Tuyết ngạc nhiên, không hiểu tại sao từ thiên thiên lại nói như vậy. Nhưng hắn cúi mình càng sâu hơn và nói, thần chỉ là một tướng quân, quý nhân không nên nói những lời nịnh bợ, thần không dám nghe. Nhưng vào lúc này, cơ thể Trúc Hồng Tuyết đột nhiên cứng đờ. Đùng 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 đùng, chiếc áo giáp cổ đại của hắn bất ngờ phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt tấn công trái tim của hắn. Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn không phòng bị, trái tim của hắn bị tấn công mạnh mẽ đến mức ngừng đập, hắn ngã xuống đất, không cử động được. Từ Thiên Thiên lạnh lùng nói, "Chúc Hồng Tuyết a, không nghĩ tới sau khi ngươi trở thành chó săn của Thẩm Lãng, ngươi đã trở thành một tướng quân cổ hủ, không thể chịu đựng một đòn đánh. Ngươi có biết chúng ta hiểu biết về áo giáp cổ đại đến mức nào không? Ngươi kính nể chúng ta đến mức để chúng ta tiếp cận ngươi, chỉ cần 3 phút, ta có thể kiểm soát hạt nhân của áo giáp cổ đại của ngươi. Vừa nãy, ta đã đánh trái tim ngươi bằng một luồng điện, đủ để giết chết một nghìn con thú bay, nhưng chỉ làm ngươi ngất đi, ngươi thật sự rất mạnh mẽ." Trong lúc đang trò chuyện khuôn mặt của Từ Thiên Thiên liên tục thay đổi, biến hóa giữa hình ảnh của thượng cổ nhân loại và Từ Thiên Thiên. Ta thật sự chán ghét khuôn mặt này, quá tầm thường. Nữ tử thượng cổ, giả mạo Từ Thiên Thiên, lạnh lùng phát biểu, nhưng lại không thể không đóng vai hắn. Lúc này, công chúa Khương Mật hoàn toàn ngỡ ngàng, sau một hồi lâu, nàng mới thốt lên trong kinh ngạc, lao thẳng đến trước mặt Trúc Hồng Tuyết, muốn bảo vệ hắn khỏi sự tấn công của Từ Thiên Thiên giả. Ngươi, ngươi không phải Từ Thiên Thiên, ngươi không phải Từ Di Nương, ngươi là tay sai của ma quỷ, ngươi là tay sai của ma quỷ. Công chúa Khương Mật gào lên, mọi người đến đây nhanh, các võ sĩ của đại càn đế quốc, các ngươi đang ở đâu. Từ thiên thiên giả vỗ tay một cái, tức thì mấy bóng người xuất hiện nhanh chóng trên vách đá, tất cả đều là thượng cổ nhân loại. Những người dưới trướng Trúc Hồng Tuyết đều đã bị chúng ta tiêu diệt. Từ thiên thiên giả nói, công chúa, chúng ta dùng ngươi như mồi nhử, chính là để bắt giữ Trúc Hồng Tuyết, thậm chí còn hơn thế. Chúng ta muốn khôi phục ký ức của Trúc Hồng Tuyết, sau đó lẻn vào nơi sáng sủa, lẻn vào trung tâm của kẻ địch. Ha 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 ha. Công chúa Khương Mật giơ hai tay ra, bảo vệ Trúc Hồng Tuyết nói, ta là công chúa, ta không cho các ngươi động vào hắn. Ta không cho các ngươi động vào hắn, Trúc Hồng Tuyết đại nhân, ngươi hãy tỉnh lại nhanh, ngươi hãy tỉnh lại nhanh à. Công chúa, từ thiên thiên giả lạnh lùng phát biểu, ngươi chỉ là con gái của thẩm lãng, chỉ là một nữ tử nhân loại tầm thường, mà còn tự xem mình là công chúa đế quốc. Sắp tới ngươi cũng sẽ bị nhốt vào tù, sau đó một người thượng cổ nhân loại khác sẽ biến thành ngươi. Theo giả Trúc Hồng Tuyết một ngày lẻn vào quanh Minh, không ai có thể cứu ngươi, ngươi, ngươi gọi là công chúa này, không đáng giá một đồng. Công chúa Khương Mật khóc lớn, kêu trời không thấu, kêu đất không linh. Động thủ, giả từ thiên ra lệnh. Ngay lập tức, một số người mới của thượng cổ tiến lên, rút ra trang bị ngạc mộng thạch, chuẩn bị đánh bại Khương Mật công chúa và Trúc Hồng Tuyết một cách triệt để. Nhưng chỉ sau một giây, trước mắt họ xuất hiện một bóng người. Hắn sốc lên áo giáp, lộ ra khuôn mặt đeo mặt nạ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khương mật công chúa hắn chính là thẩm lãng đây có phải là thẩm mật thẩm lãng ngạc nhiên sau đó tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nàng đôi mắt của nàng khí chất của nàng đây có phải là thẩm mật người mà nàng từng coi là bảo bối không thể so sánh đây có phải là thẩm mật người mà khi còn nhỏ hắn thường ôm trong lòng đây có phải là thẩm mật người mà hắn từng cho nàng ăn hạt dưa đây là thật hay giả thẩm lãng không thể nhận ra bất kỳ sơ hở nào không thể thấy bất kỳ điểm nào sai lệch Vẻ ôn nhu và thiện lương thấm đến tận xương, dường như không thể che giấu. Khi thấy thẩm lãng xuất hiện, thẩm mật cũng ngạc nhiên một chốc. Già Từ Thiên không khỏi ngạc nhiên, chậm rãi nói, số 121935, ngươi đang làm gì ở đây, nơi này không phải là nhiệm vụ của ngươi. Hai người quả nhiên biết nhau, hơn nữa cùng là người mới của thượng cổ. Nguyên lai like người này là số 121935, chỉ có điều Từ Thiên không biết, người kia đã chết, thẩm lãng đã biến thành hình dạng của hắn. Hơn nữa tên gọi này rất kỳ quái, nhóm người mới của thượng cổ này dường như không có tên mà hoàn toàn là mã số. Có tổng cộng 30 vạn người mới của thượng cổ, liệu rằng số càng nhỏ, sức mạnh càng mạnh. Thẩm Lãng đóng vai người này với số xếp hạng hơn 12 vạn, gần như là mức trung bình. Thẩm Lãng chỉ vào trúc hồng tuyết và nói, "Đưa hắn cho ta, ta muốn dẫn đi." Từ Thiên Thiên Giả nhấn mạnh, "Số 121935, ngươi hãy nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình." Nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm tất cả cứ điểm của quân phản kháng ở ngoại vi, việc bắt giữ Trúc Hồng Tuyết không liên quan đến ngươi. Với thân phận của ngươi, không thể nào không hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng vẫn chưa nhận ra rằng người đặc sứ thượng cổ trước mắt là giả, chỉ là nghiêm trọng cảnh cáo hắn. Khương Mật liên tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, muốn tìm ra điều gì đó, nhưng dường như hoàn toàn không tìm thấy. Thẩm Lãng bình tĩnh nói, "Hãy giao Trúc Hồng Tuyết cho ta." Từ Thiên Thiên giả biến sắc, hiện tại không còn bình thường nữa, đế quốc Khương đang rất nghiêm ngặt. Mỗi một người thượng cổ đều được đánh số, quyết định tất cả quyền hạn, không thể vượt qua. Người có số xếp hạng cao có quyền mệnh lệnh người có số xếp hạng thấp. Ngay lập tức, Từ Thiên Thiên Giả lùi về sau nửa bước, rút ra chiến đao thượng cổ, lạnh lùng nói: "Hãy cho ta xem số của ngươi." Thẩm Lãng mắt sáng lên, dễ dàng hiển thị số 121935 trong đôi mắt của mình. Hắn hiện tại rất mạnh mẽ, có thể ngụy trang mọi thứ. Từ Thiên Thiên Giả càng thêm kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra, người này dám phản đối mệnh lệnh của nàng? bắt hắn đưa về đế kinh tiến hành giải phẫu kiểm tra xem vấn đề xuất hiện ở đâu từ thiên thiên giả lạnh lùng nói bắt ngay lập tức hơn 10 người thượng cổ tấn công thẩm lãng đùng 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 mỗi người đều sử dụng vũ khí phát ra dòng điện cực mạnh dường như vô số tia điện đang hướng về thẩm lãng nhưng mà những tia điện này đánh vào thẩm lãng mà không hề phản ứng ngược lại chúng bị hắn nuốt chửng thẩm lãng cũng kinh ngạc đến mức ngây người thân thể của hắn như thế nghịch thiên sao thật đáng sợ sau đó thẩm lãng đột nhiên giơ tay đùng 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 những tia điện vừa nút chừng đột nhiên bùng nổ ngay lập tức ba người thượng cổ võ sĩ phía trước bị đẩy bay ra trong thời gian ngắn mất đi khả năng hành động nhưng mặt khác mười mấy người vẫn như cũ vọt tới vèo 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 thẩm lãng liên tiếp phóng ra mấy cái vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt thân thể của mười mấy người thượng cổ nhân loại đã bị nát tan hơn nửa sau đó bay ra xa vòng xoáy năng lượng này thật sự mạnh mẽ hơn nhiều so với trước nhưng mà sau khi những người thượng cổ nhân loại võ sĩ này bay ra thân thể của họ rõ ràng đã bị nát tan hơn nửa chắc chắn phải chết nhưng họ vẫn chưa chết thậm chí thân thể đã nát tan của họ dần dần ngưng tụ khôi phục sinh trưởng ta đù mé lần này thẩm lãng cũng kinh ngạc đến ngây người thượng cổ nhân loại mạnh mẽ như thế sao thượng cổ nhân loại đã được khương ly cải tạo mạnh mẽ như thế vòng xoáy năng lượng của thẩm lãng so với trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lúc đó danh vô minh đã bị hắn giết chết bằng một chiều nhưng bây giờ lại không thể giết chết một người thượng cổ nhân loại võ sĩ, hơn nữa còn là loại bình thường nhất. Có nghĩa là, một người thượng cổ nhân loại võ sĩ bất kỳ, tu vi võ công của họ đều vượt xa danh vô minh ngay lúc đó. Điều này quá khuếch đại, thật đáng sợ. Phải biết, dưới Trướng Khương Ly có tới 30 vạn người thượng cổ tân nhân loại như thế, vậy thì còn đánh thế nào. Sau đó, Thẩm Lãng không ngừng thả ra vòng xoáy năng lượng, nhưng mỗi lần chỉ có thể đẩy lùi những người thượng cổ nhân loại võ sĩ này, dù cho đánh cho họ nát tan họ vẫn có thể khôi phục nguyên trạng. Và như thế, mười mấy người thượng cổ nhân loại võ sĩ không ngừng áp sát, bao vây thẩm lãng. Từ thiên thiên giả nhìn thẩm lãng một chút, sau đó cùng Trúc Hồng Tuyết và Khương Mật lập tức rời đi. Bắt hắn, bổ xuống đầu óc, mang về đế kinh giải phẫu, xem cuối cùng xuất hiện vấn đề gì, tại sao hắn lại phản bội mệnh lệnh của ta, từ thiên thiên giả ra lệnh. Đúng, ngay lập tức, nhóm võ sĩ thượng cổ mới này đã thay đổi cách chiến đấu của mình. Họ quyết định sử dụng phương pháp tấn công đơn giản nhất, đó là sông lên. Nhưng, đó là một cuộc tấn công khủng khiếp, cả người họ trong nháy mắt trở nên trong suốt, sau đó tăng tốc điên cuồng, giống như một viên đạn năng lượng, đột nhiên đánh vào Thẩm Lãng. Rầm 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 rầm. Mười mấy võ sĩ thượng cổ đã bao vây Thẩm Lãng, tấn công như chớp nhoáng. Mỗi người mỗi giây đều va chạm 30 lần, nghĩa là Thẩm Lãng mỗi giây phải chịu 500 lần va chạm. Mỗi lần va chạm này đều tương đương với một quả bom năng lượng siêu cấp, không thể tưởng tượng được, phương thức tấn công của nhóm người thượng cổ này lại kỳ quái như vậy thẩm lãng bị va chạm liên tục mỗi lần đều phát ra tiếng vang cảm giác như có vô số quả bom nổ tung cùng một lúc rầm 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 gần như trong nháy mắt một vách núi cao hàng trăm mét đã bị tan nát bởi sóng xung kích từ những va chạm này còn thẩm lãng cũng bị những va chạm này làm cho đầu ói mệt mắt mờ nhưng điều quan trọng nhất là hắn đã bị nhốt lại bị mười mấy võ sĩ thượng cổ này va chạm liên tục và nhốt lại vòng xoáy năng lượng không kịp tạo ra không kịp nhóm võ sĩ thượng cổ này hầu như là bất tử hơn nữa tốc độ va chạm của họ quá nhanh, nhưng trong những lần va chạm này, Thẩm Lãng thật sự có thể nhìn thấy thân thể của họ từng chút một biến thành cho bụi. Và lúc này, Từ Thiên Thiên Giả cùng Trúc Hồng Tuyết và Khương Mật nhanh chóng chạy trốn, càng ngày càng xa. Không được, phải thay đổi ngay lập tức tình hình bị động này, phải làm gì để tiêu diệt nhóm người thượng cổ mới này. Vừa rồi Từ Thiên Thiên Giả đã nói một câu, cắt đứt đầu óc, mang về đế kinh nghiên cứu. Vậy bây giờ Thẩm Lãng phải nghĩ ra cách cắt đứt đầu của những người này nhưng làm thế nào để cắt đứt? Trong khi thẩm lãng bị va chạm, hắn cũng nhanh chóng nhận ra một điều. Ở một mức độ nào đó, cơ thể hiện tại của thẩm lãng cũng là linh, tất cả mọi thứ đều cần phải do chính hắn nhận ra, chính hắn khám phá, tất cả các phương thức tấn công, tất cả đều có thể. Thẩm lãng nhanh chóng suy nghĩ, trước đây, khi hắn cầm thượng cổ vương giới và long chi tâm, hắn có thể ổn định tất cả các loại vũ khí thượng cổ, kể cả long trì hối. Bây giờ, lực lượng tinh thần của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, liệu hắn có thể bình định được những người mới thượng cổ hay không? Thẩm Lãng nhanh chóng xây dựng một phương trình năng lượng tinh thần trong đầu mình. Vài phút sau, một luồng phương trình năng lượng tinh thần cực mạnh bất ngờ bắn ra từ cơ thể hắn. Không khí xung quanh nhẹ nhàng rung động, giống như một quả bom nhỏ nổ tung. Trong nháy mắt, hơn 10 người võ sĩ thượng cổ tân nhân loại đều bị định thân, không thể nhúc nhích. Sau đó, Thẩm Lãng rút kiếm nhanh như chớp, vèo 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 vèo. Trong nháy mắt, hắn chém đứt đầu của mười mấy người võ sĩ thượng cổ tân nhân loại. Điều này chưa kể, hắn trực tiếp xé ra đầu lâu, lấy ra bên trong đầu óc. Quả nhiên như thẩm lãng dự đoán, đầu óc của họ không phải là não bình thường của con người, mà là một khối linh hồn năng lượng được bọc bởi địa ngục tinh thể. Năm đó, Khương Hiết đã tách linh hồn của họ ra khỏi thân thể, sau đó dùng địa ngục tinh thể để bọc lại, đánh vào phi thuyền và phóng ra vũ trụ, tránh né sự tiêu diệt của thượng cổ đại. Khi trở lại thế giới này, hắn lại dùng long chi cảm ngộ cao cấp để tạo ra thân thể năng lượng cho những người thượng cổ này. Không cần áo giáp thượng cổ, vì mỗi người thượng cổ năng lượng thân thể đều rất mạnh mẽ, không chỉ chống lại vết thương từ giao kiếm, thậm chí còn có thể chống lại vòng xoáy năng lượng, hơn nữa tổn thương còn có thể tự mình chữa trị nhanh chóng, hoàn toàn là bất tử, quá nghịch thiên. Bây giờ, những linh hồn bọc bởi địa ngục tinh thể này vẫn còn sống sót, chỉ cần đi vào trong mái vòm, chỉ cần phảng phất vào thân thể năng lượng bên trong, họ sẽ lập tức phục hồi. Khương Ly chắc chắn có thể làm được điều này, ít nhất ở một mức độ nào đó, hắn thật sự đã cải tạo con người trở nên mạnh mẽ hơn. Loại tân nhân loại này không chỉ có thể sống sót trên hành tinh nhiệt đới, mà ngay cả khi đi đến các hành tinh như kim tinh, thổ tinh, mộc tinh, họ cũng có thể tồn tại. Tuy nhiên, vì lẽ đó, loại tân nhân loại này không phù hợp để di cư đến các hành tinh khác. Hơn nữa, việc tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của thượng cổ nhân loại là rất khó khăn bởi vì chúng được bảo vệ bởi địa ngục tinh thể hoàn chỉnh. Đây là một loại thể năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại mềm mại, không thể bị phá hoại. Hắc ám nữ hoàng mạnh mẽ đến mức cô đã biến mình thành một điểm sáng, va chạm với tốc độ gần như ánh sáng mới tạo ra một lỗ hổng trên địa ngục tinh thể. Ít nhất, thẩm lãng hiện tại không thể tạo ra một lỗ hổng trên địa ngục tinh thể, do đó hắn không thể giết chết linh hồn của bất kỳ thượng cổ nhân loại nào. Thẩm lãng nắm giữ mười mấy linh hồn thượng cổ nhân loại trong tay, đột nhiên ép chúng lại, trong nháy mắt biến chúng thành một hạt châu. Đây là gì? địa ngục hồn châu. Năm đó, Thẩm Lãng đã không sợ hãi gì, anh ta đã khảm nạm địa ngục hồn châu vào Long chi kiếm, sau đó muốn cơ thị cự long phóng thích vòng xoáy năng lượng. Không biết, đây mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Sau đó, Thẩm Lãng giấu địa ngục hồn châu trong ngực, nhanh chóng chạy về phía Từ Thiên Thiên Giả, vào thời điểm này, Từ Thiên Thiên Giả đã cùng Khương Mật và Trúc Hồng Tuyết cưỡi lên con thú phi hành siêu âm, trực tiếp bay lên trời. Thẩm Lãng ngay lập tức bay tới phía Tây phủ công tước Huyền Vũ, cưỡi lên một con thú phi hành khác để đuổi theo, đây là một con thú phi hành của Thiên Nhai Hải Các. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?" Từ Thiên Thiên Giả hỏi to, ngươi thậm chí có thể đánh bại hơn 10 người tân nhân loại, điều này không thể, ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Lãng bản năng muốn phóng thích vòng xoáy năng lượng, trực tiếp phá hủy con thú phi hành siêu âm phía trước, nhưng anh ta vẫn không nỡ bỏ, bởi vì mỗi khi anh ta nhìn thấy con thú phi hành siêu âm, anh ta đều nghĩ tới Đại Siêu, con vật vừa hung dữ vừa dễ thương đó thẩm lãng bất ngờ phát ra năng lượng tinh thần trong nháy mắt con thú phi hành siêu âm bay phía trước bị đứt đoạn hình ảnh trên không trung hoàn toàn đứng yên rơi thẳng xuống từ thiên thiên giả nhanh chóng nắm lấy trúc hồng tuyết và khương mật nhảy xuống từ không trung khi còn cách mặt đất một mét thân thể hắn phát ra một luồng lực giảm chấn mạnh mẽ từ từ hạ xuống một giây sau từ thiên thiên giả đặt lưỡi dao sắc của thượng cổ ngang trên cổ công chúa khương mật trắng nõn hướng về thẩm lãng và nói lạnh lùng ngươi đừng tới nếu không ta sẽ giết nàng ngay lập tức từ thiên thiên giả nhẹ nhàng dùng lực một chút trên cổ công chúa khương mật trắng nõn lập tức xuất hiện một vết máu đỏ rực sau khi bị thương thượng cổ nhân loại không chảy máu nhưng hiện tại công chúa khương mật lại đang chảy máu người rốt cuộc là ai người rốt cuộc là ai có chuyện gì xảy ra với người từ thiên thiên giả hỏi bất kỳ thượng cổ tân nhân loại nào cũng không thể phản đối mệnh lệnh của cấp trên dù cho phải chịu đau đớn tới tận xương họ cũng không phản đối người rốt cuộc là ai trong thế giới cấu tạo của khương ly có một đẳng cấp tuyệt đối hình dạng giống như kim tự tháp cấp trên cao hơn trời dù cho phải chịu đau đớn tới tận xương thượng cổ nhân loại cũng không phản đối ý nghĩ của cấp trên đây là sức ép từ ý chí sâu trong lòng họ không phải là người máy nhưng từ mức độ tuân theo họ giống như người máy thẩm lãng từ từ tiến tới từ thiên thiên giả nói lạnh lùng ngươi đừng tới nếu không ta sẽ giết nàng ngay lập tức ngươi muốn cứu trúc hồng tuyết nhưng nữ nhân này là con gái của thẩm lãng công chúa của đại càn đế quốc giá trị cao hơn trúc hồng tuyết gấp trăm lần nếu ta giết nàng ngươi sẽ không chịu được trách nhiệm ngươi rốt cuộc là ai đại càn đế quốc không thể thuyết phục bất kỳ một thượng cổ nhân loại nào ngươi rốt cuộc là ai từ thiên thiên giả hỏi với giọng sắc bén từ điểm này có thể thấy nhóm thượng cổ nhân loại này không phải là người máy họ cũng có cảm xúc và niềm tin của riêng mình họ tin vào khương ly tin rằng chủng tộc của mình là hoàn hảo nhất dưới sự dẫn dắt của khương ly họ có thể gánh vác trách nhiệm cứu vớt thế giới bây giờ một nhân vật thượng cổ đã phản bội khiến nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ thẩm lãng nhẹ nhàng nâng đầu lên trong nháy mắt từ thiên thiên giả bị đóng băng cấp bậc của từ thiên thiên giả này chưa đủ cao dù nàng có thể biến thành năng lượng nhưng vẫn chưa thể vượt qua nguyên lý của áo giáp thượng cổ trái tim của nàng chính là một hạt nhân năng lượng nhỏ cung cấp sức mạnh cho toàn bộ cơ thể thẩm lãng tiến tới trước mặt nàng rút ra một con dao sắc thượng cổ con dao có thể phát ra nhiệt độ hàng vạn độ celsius đột nhiên đâm vào ngực từ thiên thiên giả nhưng mà nó không thể đâm xuyên cơ thể này quá cứng cáp cấp bậc của từ thiên thiên giả này cao hơn nhiều so với mười mấy người thượng cổ khác vừa rồi không thể cắt xuyên qua áo giáp thượng cổ sau đó thẩm lãng tạo ra một vòng xoáy năng lượng bắt đầu thu nhỏ và tập trung nó để đảm bảo uy lực đủ mạnh cuối cùng vòng xoáy năng lượng có đường kính 3 mét đã được thu nhỏ xuống còn 10 cm nhắm thẳng vào ngực từ thiên thiên giả và đột nhiên bắn ra ầm trong nháy mắt cơ thể từ thiên thiên giả bị xuyên thủng một lỗ hổng đường kính 10 cm xuất hiện ở vị trí trái tim trái tim năng lượng của nàng cũng bay ra ngoài rơi xuống đất hoàn toàn không bị tổn thương và vẫn đang nhảy mạnh thẩm lãng tiến lại nhặt lên trái tim năng lượng này nó mềm mại và phun ra chất lỏng màu vàng óng đó là máu rồng đây thực ra là trái tim của rồng và sau khi thăng cấp trái tim rồng đã biến thành một trái tim giả sáng lấp lánh phát ra ánh sáng xanh lam vừa rồi dù thẩm lãng đã tạo ra vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ như thế nhưng vẫn không thể gây tổn thương cho trái tim năng lượng này thật sự quá cứng cáp Khương Ly thực sự là quá phi thường. Hắn đã chế tạo ra Long Chi Tâm và giờ đây, hắn còn tạo ra được năng lượng trái tim, hơn nữa còn dùng máu rồng làm năng lượng khởi động, điều này thật đáng sợ. Thẩm Lãng một lần nữa nhìn về phía Từ Thiên Thiên giả, nàng đã hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu của mình, vẫn là một nữ tử thượng cổ xinh đẹp như trước. Mặc dù đã mất đi năng lượng trái tim, nhưng Từ Thiên Thiên giả vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, thân thể của nàng đã không còn khả năng di chuyển, thậm chí miệng cũng không thể nói nhưng vẫn có thể giao tiếp tinh thần. Ngươi đang ở vị trí thứ mấy? Thẩm lãng hỏi. Từ thiên thiên giả không phản ứng, nhưng sau một lát, trong ánh mắt của nàng xuất hiện một dãy số 19.999. Không thể tin được, nàng thực sự đã lên tới vị trí thứ 19.999. Thẩm lãng dùng chiến đao thượng cổ có nhiệt độ hàng vạn độ Celsius đột nhiên cắt vào cổ nàng, nhưng hoàn toàn không thể cắt qua. Cổ của nàng cứng như thép, thật đáng kinh ngạc. Cuối cùng, thẩm lãng chỉ có thể dùng vòng xoáy năng lượng một lần nữa, và ngưng tụ vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ cắt đầu nàng trực tiếp xé ra đầu lâu lấy ra não bộ của hắn ngưng tụ vào hồn châu địa ngục vừa nãy vào thời điểm này công chúa khương mật ôn nhu hỏi xin hỏi ngài là ai thẩm lãng không trả lời công chúa khương mật lại hỏi ngươi có phải là người mà phụ thân ta đã cử tới không ngươi có phải là người của đại càn đế quốc không thẩm lãng vẫn không trả lời mà là đi tới trước mặt trúc hồng tuyết nhẹ nhàng thả ra một luồng điện lưu một luồng sức mạnh tinh thần đánh vào trái tim và não bộ của hắn. Trong nháy mắt, Trúc Hồng Tuyết tỉnh lại. Hắn đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thân thể từ thiên thiên giả trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói, thực ra, võ công của ta đã vượt qua họ. Khi nói ra câu này, hắn tỏ ra không cam lòng. Võ công của hắn là do chính mình tu luyện được, rõ ràng mạnh hơn những người thượng cổ này, nhưng mà dù là thân thể hay tinh thần của đối phương, đều như bị hách. Công chúa Điện Hạ, ta và ngươi cùng đi, Trúc Hồng Tuyết nói với Khương Mật. Hắn nhận lời, xoay người nhìn thẩm lãng và nói: "Các hạ, dù rằng ngươi đã giúp đỡ chúng ta, nhưng ta xin lỗi, ta có mệnh lệnh phải đưa công chúa điện hạ trở về Quang Minh địa phương, trở về đại càn đế quốc của chúng ta. Để bảo vệ Quang Minh địa phương và đế quốc của chúng ta, ta không thể đưa ngươi theo." Khi nói đến đây, thẩm lãng cảm thấy rất kỳ quái. Khương Ly đế quốc mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó thở, còn Quang Minh địa phương do các thống soái của Thiên Nhai Hải quản lý, yếu hơn Khương đế quốc rất nhiều. Khương Ly chỉ cần nhẹ nhàng chạm một ngón tay là có thể phá hủy quang minh địa phương. Nhưng sau 29 năm, quang minh địa phương vẫn tồn tại, hơn nữa đã đánh cờ hiệu của đại cản đế quốc. Tại sao lại như vậy? Quang minh địa phương làm thế nào để tồn tại đến giờ dưới bàn tay của Khương Ly? Hơn nữa, nhìn vào trang bị của họ và sự phản kháng của quân đội của họ có vẻ rất chán trường. Theo suy đoán của Thẩm Lãng, quang minh địa phương của thiên nhai hải phải nằm trong hoang mạc rộng lớn, nhưng trước đó đã có rất nhiều người thăm dò hoang mạc rộng lớn này và đều không có kết quả. Có lẽ nơi này có sự tồn tại của năng lượng đặc biệt, do đó mới bảo vệ được Thiên Nhai Hải, không bị Khương Ly Đế quốc tiêu diệt. Thực tế thì còn kỳ lạ hơn, Khương Ly Đế quốc đã cử rất nhiều người tiến vào hoang mạc rộng lớn, thậm chí là những chiến binh nhân loại thượng cổ mạnh mẽ và rất nhiều không quân chiến lược, nhưng thật kỳ lạ, họ hoàn toàn không thể tìm thấy Quang Minh địa phương ở đâu. Hầu như mỗi tấc đất đều đã được kiểm tra, nhưng hoàn toàn không thấy Quang Minh địa phương, không thấy Thiên Nhai Hải, chỉ thấy sa mạc bao la. Sa mạc rộng lớn hàng vạn dặm, hơn nữa, sa mạc rộng lớn này nằm ngoài tầm kiểm soát của Khương Ly Đế quốc, nằm ngoài tầm kiểm soát của Ma Trảo Địa ngục, không phải là sân nhà của hắn. Vì vậy, đã qua mấy thập kỷ, địa phương Quang Minh dường như là một nơi thần bí, hoàn toàn ẩn mình. Người biết rõ nó tồn tại ở đâu, nhưng mãi mãi không thể tìm thấy nó, huống hồ còn không thể tiếp cận. Chính vì thế, dù Khương Ly Đế quốc đã trở nên mạnh mẽ vô số lần, nhưng đến nay vẫn không tìm được lối vào địa phương Quang Minh. Ngược lại, địa phương quang minh liên tục cử võ sĩ đến khương ly đế quốc tiến hành các hành động phá hoại và cứu viện thành lập từng căn cứ lúc này thẩm lãng đã cứu trúc hồng tuyết nhưng vẫn không dám đưa hắn vào địa phương quang minh bởi vì khương ly đế quốc vì muốn xâm nhập vào địa phương quang minh đã sẵn lòng dùng mọi thủ đoạn tồi tệ khiến người khác khó lòng phòng bị trúc hồng tuyết làm sao có thể kết luận rằng công chúa khương mật hiện tại không phải là thượng cổ nhân loại giả trang bởi vì thiên nhai hải các có hệ thống phán đoán riêng của mình thượng cổ nhân loại dù có biến hóa đến mức nào, họ với loài người thực sự vẫn hoàn toàn khác biệt. Thân thể năng lượng và thân thể máu thịt cuối cùng vẫn là không giống nhau. Thiên nhai hải các đã dùng gần 10 năm để giải phẫu hơn 1.000 thân thể năng lượng của thượng cổ nhân loại mới tìm ra phương pháp phân biệt. Phương pháp phân biệt này hoàn toàn là bí mật, chỉ có một số ít người ở tầng lớp cao mới nắm giữ. Trúc Hồng Tuyết đã kiểm tra, công chúa Khương Mật hiện tại là thân thể máu thịt của loài người, không phải là thân thể năng lượng. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đi thôi, Trúc Hồng Tuyết nói. Công chúa Khương Mật vẫn nhìn Thẩm Lãng và Thẩm Lãng cũng nhìn nàng. Hiện tại, Thẩm Lãng cũng có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thân thể năng lượng của thượng cổ nhân loại và thân thể máu thịt của loài người. Sự khác biệt rất nhỏ, nhưng khi phát ra sóng ngắn vẫn là không giống nhau. Hơn nữa, khi hắn phát ra một sóng ngắn, tính xuyên thấu của thân thể năng lượng và thân thể máu thịt cũng không giống nhau. Trước mắt ta, công chúa Khương Mật hiện lên với thân thể Fresh and Blood, khác biệt hoàn toàn so với thân thể năng lượng của Từ Thiên Thiên Giả. Sau một hồi lâu, công chúa Khương Mật đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, "Bố!" Tiếng kêu này mang theo sự thăm dò, run rẩy và kỳ vọng. Nghe thấy điều này, Thẩm Lãng hoàn toàn kinh hãi. Bên cạnh đó, Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn ngạc nhiên đến mức ngây người, không dám tin vào mắt mình khi nhìn Thẩm Lãng. "Không thể nào, làm sao Thẩm Lãng có thể biến thành hình dáng này? Điều này hoàn toàn không thể." Trúc Hồng Tuyết thực sự không thể nhận ra. "Bố!" Công chúa Khương Mật đột nhiên tập trung vào Thẩm Lãng, khóc lóc nói, "Ta biết là ngươi..." Ta biết chắc chắn là ngươi. Điều này bây giờ thật sự rất kỳ lạ. Thẩm Lãng không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, vậy Khương Mật làm sao nhận ra? Đây là một loại cảm giác, một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Công chúa Khương Mật run rẩy nói, mỗi khi nằm mơ, ta thường gặp bố, cảm giác run rẩy của tâm linh và linh hồn, ta quá quen thuộc. Dù ngài biến thành hình dáng gì, chúng ta đều có thể nhận ra. Yêu Yêu tỷ tỷ đã nói với chúng ta, nàng nói mỗi người đều có một sức mạnh không giống nhau nàng đã dạy chúng ta cách cảm nhận cách phân biệt ba mẹ và tất cả người thân qua sức mạnh của họ đây là một loại cộng hưởng cảm xúc mà kẻ đầu ma kia sẽ không hiểu được bởi vì hắn không có cảm xúc khương mật nói rất có lý chính trong khoảnh khắc này thẩm lãng thực sự cảm nhận được sự cộng hưởng cảm xúc cảm giác như khi còn bé ôm ấp con gái yêu quý của mình đây đây chính là con gái yêu quý của thẩm lãng thẩm lãng ngay lập tức ôm nàng vào lòng hít thở hơi thở của nàng con gái yêu quý con gái yêu quý của hắn nhưng, Thẩm Lãng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cảm nhận được một luồng không thể so sánh được, một luồng khí tức nguy hiểm đến tính mạng. Trong nháy mắt, đôi mắt của Khương Mật đã biến thành màu xanh lam, sau đó phát ra một cuộc tấn công tinh thần vô tận, à, trong nháy mắt, đầu óc Thẩm Lãng trống rỗng, như thể một quả bom hạt nhân tinh thần đã nổ tung trong đầu, cả người bay ra ngoài. Trúc Hồng Tuyết đột nhiên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó, hắn đã phản ứng lại, rút kiếm và phóng về phía công chúa Khương Mật hắn biết rằng công chúa khương mật không có khả năng tấn công mạnh mẽ vì võ công của nàng gần như không tồn tại nhưng khi khoảng cách giữa hắn và nàng chỉ còn một mét thân thể trúc hồng tuyết đột nhiên bị đóng băng không thể di chuyển công chúa khương mật chỉ cần giơ ngón tay lên trúc hồng tuyết đã bị ổn định thẩm lãng bệ hạ nàng nói ta cũng giống như ngài tay không chặt chẽ nhưng tinh thần lại vô cùng mạnh mẽ công chúa khương mật tiến tới ngồi sổm xuống trước mặt thẩm lãng và tiếp tục ngươi có biết không tại sao trên người ta không hề có sơ hở hoàn toàn là thân thể nhân loại. Tại sao ta có thể cảm nhận được ngươi là phụ thân? Đó là vì tình cảm cộng hưởng giữa ta và ngươi là thật sự, như sóng gợn của tình cảm. Thậm chí, thân thể này cũng là thân thể của công chúa Khương Mật, con gái của ngài. Vậy ra là như vậy, không trách Thẩm Lãng và Trúc Hồng Tuyết đều không thể nhận ra bất kỳ sơ hở nào, Khương Mật này hoàn toàn là thân thể nhân loại. Các ngươi đại càn đế quốc càng ngày càng tinh vi, nàng tiếp tục, chúng ta, những người thượng cổ, dù đã biến hóa đến mức giống như nhân loại, vẫn bị các ngươi nhận ra vì vậy chúng ta không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục chơi trò cũ đoạt xác công chúa khương mật nói thẩm lãng bệ hạ ngài yên tâm linh hồn con gái ngài vẫn còn sống sót chỉ cần linh hồn nàng còn khi nhìn thấy ngài sẽ có tình cảm cộng hưởng tuy nhiên linh hồn của nàng chỉ có thể ẩn nấp trong một góc của não bộ không thể kiểm soát thân thể này trong khi linh hồn của ta hoàn toàn chi phối não bộ và thân thể này cho phép ta giới thiệu ta tên là khương thấm cũng là một nữ tử của hoàng tộc khương thượng cổ Khương Thấm nói, thẩm lãng bệ hạ, cuối cùng ngài cũng xuất hiện, thật sự là không ủng công ta phá vỡ thiết hài để chiếm được toàn bộ. Nhưng vào lúc này, bầu trời bắt đầu ngưng tụ mây đen, gió tuyết bắt đầu phủ kín. Sau đó, mây đen trên trời ngưng tụ thành một khuôn mặt to lớn, che phủ toàn bộ chân trời, kéo dài hàng chục dặm. Khuôn mặt đó chính là của Khương Ly, con trai của ta, thẩm lãng, bệ hạ của đại càn đế quốc, sau 29 năm, ta cuối cùng lại được nhìn thấy ngươi. Lúc này, thẩm lãng từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên khuôn mặt của hắn hiện lên sự trầm tư. Trúc Hồng Tuyết bắt đầu tỉnh lại, sau một hồi lâu bất động, hắn quỳ xuống về phía Thẩm Lãng. "Thần Trúc Hồng Tuyết, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Khi nói ra câu này, hắn run rẩy, nước mắt không thể kiềm chế tuôn rơi, kích động đến mức không thể tự chủ. Khương Ly trên bầu trời dường như muốn nói điều gì, nhưng lúc này lại yên lặng, chỉ nhìn tất cả mọi thứ diễn ra mà không phát ra tiếng động. Lúc này, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự kích động trong lòng Trúc Hồng Tuyết, cũng không có ngôn ngữ nào có thể mô tả được quá trình mưu trí của hắn. Năm đó, hắn trẻ tuổi, nóng nảy, ngạo mạn, tự tin rằng mình xuất thân từ siêu thoát thế lực, đứng trên đỉnh cao, coi thường toàn thể nhân loại. Vì vậy, hắn dẫn dắt huyết hồn quân, như chơi, đánh bại biện tiêu đại quân, sau đó dẫn theo một vạn huyết hồn quân tới sa man tộc. Gần như giết hết tất cả sa man tộc, đồng thời đốt cháy toàn bộ rừng nguyên thủy của sa man tộc. Điều này chưa dừng lại, sau đó hắn dẫn dắt hai vạn huyết hồn quân tới tây vực đánh bại trăm vạn liên quân trong hai năm đó số người chết vì quân đội của trúc hồng tuyết đã vượt qua trăm vạn hắn không thể không nhận ra có điều gì đó không đúng tàn sát như run dế tình hình như vậy kéo dài cho đến khi chiến tranh tại thiên việt thành hắn hoàn toàn thất bại thêm vào đó thân phận của hắn bị vạch trần hóa ra hắn không phải là con trai của trúc thị mà là giả huyết thống đặc thù của khương ly hắn là thần tử của khương thị từ giờ phút đó trúc hồng tuyết dường như bị rút đi hồn phách cả người trở nên ngơ ngác không bao giờ tìm được mục tiêu phấn đấu tả từ các chủ dẫn dắt hắn tới vạn dặm đại hoang mạc khai phá di tích thượng cổ ở đó hắn cũng có một cảm giác sống mơ mơ màng màng điều mà một người sợ nhất chính là mất đi tinh thần và đúng như vậy trúc hồng tuyết đã mất đi tinh thần của mình bắt đầu nghi ngờ bản thân khi hắn bắt đầu nghi ngờ mình những việc mà hắn từng làm trở thành ám ảnh trong tâm trí ví dụ như việc hắn đã đốt cháy toàn bộ rừng của tộc sa man hắn đã dẫn dắt quân đội giết chết gần một triệu người Tất cả những việc này đều khiến hắn đau đớn đến mức không muốn sống. Sau khi thẩm lãng đánh bại đại viêm đế quốc và trở thành vị hoàng đế của thế giới phương Đông, tinh thần của Trúc Hồng Tuyết vẫn chưa thể tỉnh táo, hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu để phấn đấu. Tình huống này kéo dài cho đến 29 năm trước, khi Bắc Cực xảy ra biến động lớn, thiên hạ rơi vào hỗn loạn. Trúc Hồng Tuyết dường như đã tỉnh táo, hắn tìm thấy mục tiêu của cuộc đời mình, hắn tìm thấy con đường trục tội. Không còn gì vĩ đại hơn việc cứu vớt toàn bộ thế giới, điều này trở thành trụ cột tinh thần của hắn nhưng hắn rõ ràng biết rằng mình không thể làm được điều này và tả từ cũng không thể thế giới này cần một người lãnh đạo nhưng chỉ có một người lãnh đạo duy nhất cho thế giới này đó chính là thẩm lãng vì vậy sau nhiều năm chăn trở vào thời điểm thẩm lãng huy hoàng nhất khi hắn đánh bại hoàng đế của đại viêm đế quốc trúc hồng tuyết không hề muốn thần phục nhưng khi toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn trúc hồng tuyết không chút do dự thần phục thẩm lãng trong lòng mình mặc dù vào thời điểm đó hắn chưa từng gặp thẩm lãng sự thần phục này từ sâu thẳm trong tâm hồn không chỉ là lòng trung hiếu mà còn là việc cứu vớt cuộc đời của chính mình tìm kiếm ý nghĩa lớn nhất của đời này chấp niệm này đã kéo dài hai mươi mấy năm hắn không ngừng chiến đấu khương ly đế quốc mạnh mẽ như vậy trong khi các thế lực của thiên nhai hải lại yếu ớt nhưng trúc hồng tuyết từ trước đến nay chưa bao giờ sợ hãi dù cho phải lao vào lửa dù cho phải như run dế hám cây hắn vẫn không ngừng chiến đấu càng chiến đấu hắn càng thống khổ càng tràn đầy sự không cam lòng Võ công của hắn rõ ràng rất mạnh, vậy tại sao trước mặt nhân loại thượng cổ, hắn vẫn bị kiềm chế? Đối phương dường như chỉ là một loại văn minh hàng vĩ đà kích, vậy tại sao lại như vậy? Gần 30 năm chấp niệm, hắn đã trở nên trung thành với Thẩm Lãng đến cực hạn, khát vọng đối diện với Thẩm Lãng đến mức không thể tăng thêm. Khi gặp lại Thẩm Lãng, đối với hắn, đó quả thực là một cú sốc tinh thần. Vì vậy, hắn ngã quỵ xuống mặt đất, hầu như không thể đứng dậy. Các ngươi quân thần đã gần như tập trung đủ, vậy thì ta bắt đầu. Khương Ly từ từ nói, thẩm lãng bệ hạ, đã 29 năm trôi qua mà chúng ta không gặp nhau, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Đối với Khương Ly, đó quả thực là 29 năm, nhưng đối với thẩm lãng, dường như là vĩnh cửu, nhưng cũng chỉ như vài ngày. Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Khương Ly thở dài và nói, đúng rồi, ngươi có biết nguyên nhân tận thế của thế giới này không? Thẩm lãng trả lời, ta không biết, liệu có liên quan gì đến Thái Dương không? Khương Ly nói, thật thông minh, dù ngươi chưa từng xem qua bất kỳ tư liệu ghi chép nào, nhưng ngay lập tức đã đoán ra thẩm lãng cũng chỉ đoán được không lâu trước đây nguyên nhân tận thế thượng cổ hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng ví dụ như long chi hối gây ra đại hủy diệt điều này trong thế giới hiện đại của trái đất thuộc về lý thuyết tận thế phổ biến nhất chiến tranh hạt nhân dẫn đến tận thế nhưng sau khi tiếp xúc sâu với long chi hối thẩm lãng hoàn toàn phủ định điểm này bởi vì một nhánh long chi hối nổ tung chỉ có bán kính ba năm cây số hơn nữa không có bất kỳ bức xạ hạt nhân nào trong khi thế giới này rộng lớn như vậy toàn bộ diện tích đất liền của thế giới vượt qua 300 triệu km vuông. Ít nhất cần 100 triệu viên long chi hối mới đủ để hủy diệt thế giới này, nhưng điều này là không thể. Đương nhiên, còn có khả năng là rồng lớn hủy diệt thế giới, nhưng trong thế giới thượng cổ, trong cuộc chiến giữa đế quốc phương Đông và thất lạc, không có sử dụng chân cự long. Gần đây nhất, thẩm lãng nhìn thấy mái vòm thành trên mặt đất, lại liên tưởng đến di tích thượng cổ dưới đáy biển phía nam, hắn liền suy nghĩ, tại sao kiến trúc của đế quốc thượng cổ cuối cùng lại có mái vòm, họ muốn che chắn cái gì. Và rồi, Thẩm Lãng bản năng nghĩ đến Thái Dương. Khương Ly hỏi, "Thẩm Lãng, trái đất của ngươi tuổi già chưa? Thái Dương kia của ngươi bao nhiêu tuổi?" Thẩm Lãng trả lời, "Trái đất gần như 45.5 ức tuổi, còn Thái Dương thì 45.7 ước tuổi." Khương Ly nói, "Thật là thời gian tuyệt vời, trái đất của các ngươi đang ở thời kỳ đẹp nhất." Có thể người ngoài vũ trụ không hiểu câu nói của Khương Ly, chúng ta, những người trái đất, luôn cảm thấy trái đất là duy nhất và sự sống của chúng ta là do lựa chọn tự nhiên nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến chúng ta chỉ vô tình ở trái đất vào một thời điểm tốt đẹp hỏa tinh ngay cạnh trái đất hầu như mọi điều kiện đều giống trái đất chỉ khác là nó nhỏ hơn một chút và đã chết nhưng hỏa tinh cũng từng có thời đẹp đẽ của mình nhưng hỏa tinh chính vì nhỏ hơn một chút khiến cho trái tim nó sớm hơn làm lạnh khiến cho sự sống của nó sớm hơn biến mất vì vậy vào một thời điểm rất sớm hỏa tinh giống như trái đất đầy dãy núi non và nước cũng có không khí tốt đẹp nhiệt độ dễ chịu và có khả năng từng tồn tại sự sống nó gần trái đất như vậy nên không nên có sự khác biệt lớn nhưng rất đáng tiếc khi nó hình thành vừa gặp mộc tinh đi qua khu vực này mang đi phần lớn đá nham thạch do đó bán kính của hỏa tinh mới chỉ bằng một nửa trái đất khương ly nói thẩm lãng thái dương của thế giới chúng ta sắp sửa tiêu vong thái dương của chúng ta đã ở giai đoạn cuối của cuộc sống thẩm lãng hoàn toàn sốc im lặng không dám tin không thể không ngẩng đầu nhìn về phía thái dương dù có biến đổi nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng Thẩm Lãng mơ hồ cảm nhận được Thái Dương dường như lớn lên một chút, biến đỏ một chút. Dĩ nhiên, điều này chỉ là một ảo giác, 30 năm đối với Thái Dương mà nói vẫn là quá ngắn ngủi. Khương Ly nói, người khác có thể không hiểu, nhưng ngươi chắc chắn hiểu. Đối với một người già, cái chết của hắn có thể yên lặng như ánh nến dần dần tắt trong gió, nhưng đối với một Thái Dương, cái chết của nó lại vô cùng khủng khiếp và tàn bạo. Khi Thái Dương chuẩn bị chết, nó không thu nhỏ lại mà là bành trướng ra tăng lên hàng trăm lần. Nghĩa là khi Thái Dương trong hệ mặt trời của chúng ta chết, nó sẽ nuốt chửng trái đất. Hơn nữa, khi Thái Dương chuẩn bị chết, khí hydro sẽ biến thành khí heli, khi đó nhiệt độ sẽ tăng lên đáng kể, tạo ra một thảm họa lớn cho hệ mặt trời. Khương Ly nói, tất nhiên, Thái Dương trong thế giới của chúng ta còn rất lâu mới chết, nó chỉ mới bắt đầu bước vào chu kỳ tử vong. Nhưng đối với hành tinh của chúng ta, đây đã là một nỗi lo lớn. Khi Thái Dương chuẩn bị chết, sẽ có những biến đổi lớn và khi những biến đổi này xảy ra hành tinh của chúng ta sẽ phải đối mặt với gì không ai có thể tưởng tượng được hầu như không ai biết khi thái dương bắt đầu bước vào chu kỳ tử vong mỗi chu kỳ sẽ có những biến đổi lớn lúc đó bề mặt mặt trời sẽ phóng ra dòng điện mạnh phản ứng của thái dương sẽ trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ trên hành tinh này làm sao để hình dung về sự diệt vong của thượng cổ không ai biết vì không ai đã thấy những người đã gặp đều đã chết nhưng ta có thể cho ngươi mô tả một chút hành tinh này sẽ bị xé toạc hầu như mọi thứ trong nháy mắt sẽ cháy rực rỡ hàng loạt sinh mệnh sẽ biến thành cho bụi trong nháy mắt đó hàng trăm triệu người sẽ biến thành cho bụi tất cả sinh mệnh sẽ biến mất đương nhiên biến đổi của thái dương trước khi chết chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng sau đó đối với khí hậu của hành tinh này sẽ có những ảnh hưởng lớn đòi hỏi hàng nghìn năm mới có thể phục hồi sinh thái thẩm lãng có thể tưởng tượng khi thái dương bước vào chu kỳ tử vong sẽ có những biến cố gì sẽ tàn nhẫn và đáng sợ đến mức độ nào với những nghiên cứu liên quan, trên trái đất đã có rất nhiều lý thuyết, nhưng mà tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi, không ai đã trải qua, chỉ có thể là suy đoán khoa học. Ngay cả khi nhìn thấy Thái Dương hủy diệt qua kính viễn vọng, đó cũng chỉ là ánh sáng từ nhiều năm trước. Hiện tại, Khương Ly đang kể cho hắn nghe tất cả những điều này, kinh hoàng hơn cả thế giới tận thế. Cảm giác này giống như Thái Dương trước khi chết, hát xì hơi một cái, sinh mệnh trên hành tinh của chúng ta sẽ bị tuyệt diệt đến 99%. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là sinh mệnh càng mạnh mẽ, càng cao cấp lại càng dễ chết. Thẩm Lãng lại một lần nữa nghĩ đến sự tuyệt diệt của khủng long. trong thế kỷ chula tiểu hành tinh va chạm trái đất khủng long tuyệt diệt nhưng có rất nhiều sinh mệnh yếu hơn khủng long vẫn còn sống sót. Khương Ly tiếp tục nói vì vậy ta đã dùng hết trí tuệ của mình mới nghĩ ra phương pháp cứu thế này hút linh hồn ra dùng tinh thể địa ngục để bảo vệ đưa lên phi thuyền hoàn toàn rời xa viên tinh cầu này tranh né biến cố kịch biến trong chu kỳ trước khi Thái Dương chết. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Ngươi đã xây dựng 199 thành phố mái vòm, dùng vô số tham châm cứu xuống đất hạch bên trong, điên cuồng hấp thụ năng lượng, hấp thụ vật chất. Khương Ly trả lời, chính là như ngươi đã chứng kiến, hấp thụ năng lượng, hấp thụ vật chất, điên cuồng nuốt chửng. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngươi hấp thụ nhiều như vậy năng lượng vật chất, dự định làm gì? Khương Ly trả lời, chế tạo một chiếc phi thuyền chưa từng có trước đây, sau đó mang theo hàng trăm nghìn người hoàn toàn rời đi viên tinh cầu này rời đi tinh hệ này đi tìm tinh hệ tiếp theo đầy sinh cơ sống sót và phát triển văn minh ở đó mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là hoàn toàn chiến thắng thái dương hoàn toàn thoát khỏi chu kỳ đại diệt thái dương là cha của chúng ta nó đã cho chúng ta tất cả sinh mệnh nhưng làm con của nó cuối cùng sẽ có một ngày muốn khiêu chiến quyền uy của cha cuối cùng chiến thắng cha của mình phải không đúng thẩm lãng nói cha của ta thẩm lãng nói theo như người tiêu thụ, không đến 100 năm nữa, tinh cầu của chúng ta sẽ hoàn toàn chết đi. Khương Ly Đáp, con trai của ta, không đúng lắm, chỉ sau 90 năm nữa, trước khi Thái Dương chết, một cuộc biến đổi kịch tính sẽ xảy ra. Cuộc biến đổi này sẽ khủng khiếp hơn lần trước, lần trước chỉ tiêu diệt 99% sinh mệnh, còn lần này sẽ tiêu diệt 100% sinh mệnh, thậm chí cả hành tinh cũng có thể vỡ tan. Thẩm Lãng run rẩy, không dám tin. Nói cách khác, sự diệt vong toàn diện của thế giới sắp xảy ra, sau 90 năm nữa, tận thế sẽ lại đến thái dương sẽ lại phát sinh một cuộc biến đổi chu kỳ khương ly nói chính vì thế mà ta phải chế tạo một chiếc phi thuyền lớn chưa từng có mang theo văn minh của chúng ta để hoàn toàn rời khỏi nơi này tất nhiên còn có một kết quả tốt hơn đó là chúng ta vẫn còn sống trên tinh cầu này nhưng không còn sợ hãi trước bất kỳ họa diệt dù cho thái dương biến đổi dù cho tinh cầu này hoàn toàn chết đi chúng ta vẫn có thể sống sót đến lúc đó chúng ta mới là sự sống vĩnh cửu thẩm lãng hỏi nếu không có kết quả tốt nhất Vậy ngươi chuẩn bị điều khiển chiếc phi thuyền này đi đâu, đến hành tinh nào? Khương Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi biết đến, trong thế giới mà chúng ta đã biết, chỉ có một tinh cầu có sự sống. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thái dương của các ngươi mới 4 năm 7 tỷ tuổi, còn có vài tỷ năm thời gian yên bình tốt đẹp. Câu trả lời này khiến thẩm lãng sởn gai ốc. Nói cách khác, nếu không ngăn cản Khương Ly, không chỉ tinh cầu này tất cả mọi người sẽ chết tuyệt, mà cả trái đất cũng sẽ gặp họa lớn. Khương Ly nói nhẹ nhàng, con trai của ta, ta vốn không muốn nói cho ngươi biết điều này. Nhưng mà sự tình đã phát sinh một ít biến hóa, 29 năm trước ngươi vốn nên chết, nhưng kết quả lại không chết. Thầy giáo thông minh nhất của ta, một vị tiên tri của thế giới thượng cổ, hắn, dường như cuối cùng đã chọn ngươi để cứu vớt thế giới này. Tiên tri, tiên tri nào? Khương Ly trả lời, đó chính là tù phạm thứ năm trong ngục giam thượng cổ, hắn là đạo sư chân chính của ta, hầu hết trí tuệ của ta đều do hắn dạy. Ta đã cảm ngộ được long chi cấp cao, và đó chính là do hắn ban tặng thẩm lãng trong nhất thời kinh ngạc đến mức ngây người vậy ra tù phạm thứ năm trong ngục giam thượng cổ chính là tiên tri thượng cổ khương ly tiếp tục có lẽ ngươi đến giờ vẫn chưa biết 29 năm trước ngươi đã cứu ngươi ở bắc cực là ai đó chính là tù phạm số 2, số 3, số 4 trong ngục giam thượng cổ số 2 là nữ hoàng hắc ám số 3 là thượng cổ minh vương được gọi là chủ của vạn phật số 4 là long trì Chí mẫu chính là nàng đã nuôi dưỡng ra con rồng đầu tiên từ không có gì và từ đó nuôi dưỡng được nó Thẩm Lãng hoàn toàn bị chấn động. Cái gọi là Tổ chức Linh chính là Nữ hoàng Hắc Ám, Thượng cổ Minh Vương, Long Trì Mẫu. Cơ thể của chính mình cũng là do họ nuôi dưỡng. Lúc này, Thẩm Lãng càng thêm cảm nhận được bản thân mình, không sai, cơ thể này như trước là cơ thể của mình. Chỉ có điều dường như đã phát sinh sự thăng hoa nết bàn, trở nên mạnh mẽ và hoàn mỹ đến mức không gì sánh được. Không trách phải tìm kiếm trong 29 năm, nếu chỉ là tạo ra một cơ thể mới, dù cho là cơ thể năng lượng đỉnh cấp, đối với Tổ chức Linh chỉ cần vài ngày là đủ. Nhưng muốn tiến hành thăng cấp niết bàn trên cơ sở hài cốt của thẩm lãng thì không gì sánh được với sự khó khăn đó, vì vậy đã tiêu hao 29 năm. Những người này đều được coi là giáo viên của ta, nhưng khi ta hoàn thành cảm ngộ long chi cấp cao, đồng thời nắm giữ lực lượng tinh thần của nữ hoàng Medusa, ta đã biến họ thành hóa thạch, bởi vì ý nghĩ của họ không giống với ta, họ vẫn lưu luyến hành tinh này, quá lạc hậu. Khương Ly từ từ nói, vì vậy, ta nhất định phải giam cầm họ lại, nhưng không ngờ họ đều đã chạy ra ngoài, và cùng lúc lựa chọn người câu nói này mang thông tin vô cùng quan trọng điều này có nghĩa là việc thẩm lãng xuyên qua đến thế giới này không phải là ngẫu nhiên hắn là duy nhất vì vậy linh tổ chức không thể tạo ra một cơ thể năng lượng mới cho hắn mà phải dựa vào hài cốt của hắn để tiến hành thăng hoa ta biết một tiên tri đạo sư người thông minh nhất trên thế giới này hơn nữa khi làm tiên tri hắn có thể nhận biết được dấu hiệu của mọi sự kiện sắp xảy ra thậm chí cả việc ta biến hắn thành hóa thạch khương ly nói nhưng hắn vẫn chọn ngươi liệu hắn có cảm nhận được rằng chỉ có ngươi mới có thể đi trên con đường cứu thế khương ly thở dài bất kể ai muốn thay đổi quyết định của ta ta vẫn tin rằng con đường của ta là đúng đắn khương ly nói chậm rãi nhưng nếu họ chọn ngươi thì chúng ta cha và con sẽ trở thành đối thủ trên con đường cứu thế ta có con đường cứu thế của ta và ngươi có con đường cứu thế của ngươi ồ thẩm lãng có một kế hoạch cụ thể để cứu thế giới sao có một chiến lược lớn sao ít nhất cho đến bây giờ hoàn toàn không có vì vấn đề này quá lớn, hắn mới biết nguyên nhân gây ra sự diệt vong lớn của thế giới này. Hơn nữa, chỉ cho đến bây giờ hắn mới biết, sau 90 năm nữa, mặt trời sẽ lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn trước khi chết. Toàn bộ hành tinh này sẽ lại một lần nữa đối mặt với thảm họa, lần này sẽ hủy diệt tất cả sinh vật, thậm chí cả hành tinh sẽ vỡ vụn. Biến đổi lớn của mặt trời trước khi chết có thể so sánh với việc một tiểu hành tinh va chạm vào trái đất, gây ra sự tuyệt chủng của khủng long, nhưng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần đây mới thực sự là thảm họa vũ trụ nhưng thẩm lãng không nghĩ tới những sự tình xa xôi như vậy hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu đó là cứu vớt thân nhân của mình và tiêu diệt khương ly thiên hạ không thù không quên sơ tâm và hiện tại khương ly chính là kẻ thù lớn nhất của hắn thẩm lãng con trai của ta khương ly từ từ nói nếu họ cho phép ngươi trùng sinh thì chúng ta cha và con sẽ thực sự đấu tranh một lần ta muốn xem ai mới thật sự là chúa cứu thế con đường nào mới là đúng đắn Ta muốn nói cho ngươi biết, ta sẽ không để lại chút tình cảm nào, ta sẽ dùng hết sức lực, dùng mọi thủ đoạn để đánh bại và tiêu diệt ngươi, bởi vì tiêu diệt ngươi cũng có nghĩa là chiến thắng người thầy tiên tri của ta, và cũng có nghĩa là con đường cứu thế của ta mới là đúng đắn." Thẩm Lãng hỏi, "Giả sử ngươi thành công trong việc chế tạo ra một con tàu vũ trụ lớn, nắm giữ năng lượng thiên văn và bay ra khỏi hệ mặt trời này đến trái đất, thì số phận của trái đất sẽ ra sao?" Khương Ly cười lạnh và nói, "Ta không quan tâm đến số phận của hành tinh này, huống chi là trái đất." ta chỉ có một mục tiêu đó là tiến hóa con người đến cực điểm trở thành văn minh cao nhất vĩnh hằng ta không chỉ muốn thống trị hệ mặt trời của các ngươi mà còn muốn chiếm lĩnh tất cả các hệ mặt trời trong tầm mắt ta sẽ không để bất kỳ ai chi phối số phận của ta kể cả thái dương nếu thái dương này không phù hợp ta sẽ thay thế nó thậm chí sẽ có một ngày chúng ta sẽ không cần thái dương nữa chúng ta chính là thái dương thái dương bất tử bất diệt khương ly không chỉ là một kẻ thô bạo mà còn là một kẻ tham vọng Thẩm Lãng im lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói, "Khương Ly, con đường của ngươi không thể đi được, bởi vì ngươi chỉ dựa vào việc nuốt chừng sức mạnh của hành tinh này mà không đi khai thác sức mạnh vi mô của thế giới. Nếu không có sự dẫn dắt của ta, ngươi thậm chí còn không thể theo đuổi việc phân giải. Ngươi không hiểu rõ Thái Dương, nên nói muốn chiến thắng Thái Dương là điều vô cùng buồn cười và hoang đường. Đúng là, mỗi đứa trẻ đều sẽ lớn lên và thách thức quyền uy của cha mình, nhưng ít nhất, họ phải trước tiên coi cha mình như một thần tượng, học hỏi từ cha mình hiểu rõ cha mình và cuối cùng mới có thể chiến thắng cha mình sau khi nói xong thẩm lãng cảm thấy lòng mình đau đớn không tả nổi hắn từng coi khương ly như một thần tượng và người kiêu ngạo thậm chí trong suốt những năm tháng dài đã qua hình ảnh của khương ly luôn hiện diện trong đầu hắn mọi người sùng bái và tôn trọng hắn bởi vì hắn là con trai của khương ly nhưng giờ đây thẩm lãng đã hiểu rõ khương ly và tiếp theo hắn muốn đánh bại khương ly thẩm lãng nói khương ly bệ hạ ngươi không sùng bái không hiểu rõ thái dương như lại muốn đánh bại nó ngươi muốn vượt qua hai bước không được ngươi phải làm từ từ từng bước một khương ly nhàn nhạt, nhạt nói đó là bởi vì ngươi luôn chịu ơn của thái dương vì vậy ngươi mới nghĩ như vậy còn chúng ta chúng ta chịu tai nạn của thái dương vì vậy chúng ta chỉ muốn đánh bại nó chứ không phải sùng bái nó ồ nói rất có lý khương ly tiếp tục nói vậy thẩm lãng bệ hạ ngươi muốn cứu thế giới này sao ngươi muốn đi con đường nào thẩm lãng nói khương ly bệ hạ ngươi vừa nói với ta sau 90 năm nữa, thế giới này sẽ đối mặt với một thảm họa, khủng khiếp hơn cả thảm họa đại diệt của thượng cổ. Thông tin này quả thật đột ngột, ngươi đã suy nghĩ hàng chục năm mới chọn con đường cứu thế này. Còn ta, chỉ có vài giây để suy nghĩ và ta phải tìm ra con đường cứu thế của mình. Khương Ly nói, vậy ngươi tốt nhất bắt đầu suy nghĩ ngay bây giờ, ngươi nhất định phải đưa ra một chiến lược cho ta, như vậy mới thực sự là cuộc chiến giữa cha và con, cuộc chiến giữa các chiến lược. Thẩm lãng suy nghĩ một lúc, chỉ mất 30 giây. Có phải đây là một chút quá nhanh không? Chỉ trong 30 giây, hắn đã nghĩ ra một chiến lược cứu thế. Khương Hiết, người có trí tuệ tuyệt đỉnh, đã mất hàng chục năm. Thẩm Lãng nói, kết hợp văn minh thượng cổ với văn minh khoa học kỹ thuật. Khương Ly nhếch miệng, ngươi chỉ nghĩ trong 30 giây, đã nghĩ ra một ý tưởng như vậy, ngươi thật sự không đùa dưỡng chứ. Thực ra, Thẩm Lãng đã nói đi nói lại câu này rất nhiều lần. Khi ngươi muốn giành lại nước Việt, ngươi đã nói về việc kết hợp văn minh thượng cổ với văn minh khoa học kỹ thuật. Khi ngươi đánh bại doanh quảng, ngươi vẫn đi theo con đường này và khi ngươi đánh bại đại viêm đế quốc ngươi vẫn đi theo con đường này nhưng ngươi thẩm lãng đã đánh bại đại viêm đế quốc nhờ vào rồng hơn nữa việc kết hợp văn minh thượng cổ với văn minh khoa học kỹ thuật có thể ngăn chặn thế giới hạo kiếp hay không có thể ngăn chặn khương ly thống trị thiên hạ hay không không khương ly nói có thể nói rõ hơn một chút không thẩm lãng nói trước tiên phát triển phân tác nguyên tử sau đó phát triển hạch tụ biến khương ly nói đúng có ý nghĩa đấy hãy nói rõ hơn một chút thẩm lãng nói một đứa trẻ đầu tiên phải tôn sùng cha mình hiểu rõ cha mình học hỏi từ cha mình và cuối cùng đánh bại cha mình thay thế trở thành trụ cột trong gia đình trở thành quyền uy trong gia đình vì vậy chúng ta muốn cứu thế trước hết phải hiểu rõ thái dương học hỏi từ thái dương mô phỏng thái dương và hạch tụ biến đặc biệt là có thể kiểm soát hạch tụ biến mới là mô phỏng học hỏi từ thái dương ở mức độ cao nhất hay nói cách khác đây cũng là năng lượng mặt trời ban cho chúng ta cuối cùng sau đó con đường phải nhờ vào văn minh loài người chính mình để tìm kiếm toàn bộ văn minh có thể sẽ phát triển mạnh mẽ sau một vụ nổ lớn nhưng mỗi bước đi phải thật sự không thể bỏ qua bất kỳ bước nào nếu không sẽ trở thành văn minh không thật sự mạnh mẽ giống như chúng ta trước tiên phải tiến hành nhập môn long chi cảm ngộ sau đó là trung giai long chi cảm ngộ sau đó mới là cấp cao long chi cảm ngộ chứ không phải trực tiếp vượt qua đến trung cực long chi cảm ngộ nói rất hay khương ly nói nhưng không có ý nghĩa gì cả càng là lý thuyết hoa mỹ càng là hoang đường ta chỉ kiên trì một con đường con đường thuần túy nhất đó chính là nút trưởng tiến hóa ta không tin vào lực lượng ngoại vi ta chỉ tin vào chính mình trên đời không có thứ gì đáng tin cậy ngay cả cha mẹ cũng không phải ngoại lệ ngươi như ta chính là ví dụ tốt nhất vì vậy thái dương cũng không đáng tin con người chỉ có thể dựa vào chính mình được rồi khương ly nghe tới cũng thấy rất có lý giống như là chân lý nhưng mà rất tốt ngươi đã tìm ra con đường của mình điều này rất tốt khương ly nói điều này ít nhất chứng minh cuộc tranh đấu giữa chúng ta là một cuộc chiến chiến lược thật sự một cuộc chiến về con đường chứ không phải là một cuộc đấu tranh thấp kém về ân oán tình cừu thẩm lãng nói vậy thì xin lỗi khương ly bệ hạ dưới cái nhìn của ta cuộc đấu tranh giữa ta và ngươi vẫn là ân oán tình cừu bởi vì ta muốn báo thủ ta không quên mối thủ không có kẻ thù trên thiên hạ hiện tại ngươi chính là kẻ thù duy nhất của ta chiến thắng và tiêu diệt ngươi mới là mục tiêu chính của ta còn việc cứu thế đó chỉ là mục tiêu phụ nói một cách thật lòng chỉ cần tiêu diệt ngươi tiêu diệt toàn bộ hắc ám đế quốc của người ta và thân nhân của ta dân của ta dù chỉ có thể sống sót qua mấy ngày hạnh phúc vậy cũng đã có ý nghĩa ta sẽ dùng hết sức mình để sinh tồn nhưng ta cũng không chống cự tử vong trước khi chiến thắng thái dương ta sẽ trước tiên tôn kính thái dương há tình cảm cấp thấp khương ly nói nhưng mà ta hiện tại có thể cảm nhận được bản thân cấp thấp cũng là một thứ rất thú vị. So với thời kỳ đại diệt thượng cổ, tất cả sinh mệnh mạnh mẽ, cao cấp đều bị diệt vong, nhưng lại có một số sinh mệnh cấp thấp vẫn tiếp tục sống sót. Nhưng mà, ta thà rằng mạnh mẽ, cao cấp, chứ tuyệt đối không chấp nhận bản thân thấp kém. Thẩm lãng, con trai của ta, vậy cuộc đấu tranh chân chính giữa chúng ta phụ tử sẽ chính thức bắt đầu rồi. Hết chấp 620.